Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 171. Sát khí lăng người, thanh âm vang vọng ở phía chân trời, không có nơi phát ra có thể ngược dòng, không biết từ cái gì phương hướng chuyển đến, dù sao nghe tới ở bốn phương tám hướng vang lên giống nhau. Băng hàn vô cùng, rất là mang theo vô thượng chi uy. Nhàn nhạt nói chuyện thanh, tràn ngập sát khí. Giờ phút này Dương Nghị Vân đám người sắc mặt đại biến. Xong rồi Bắc Minh Ma Đế tự mình xuất động, không nghĩ tới ma áo là hắn đệ đệ, Vân Tử xem ra chúng ta nguy hiểm phương đông người sắc mặt có chút trắng bệch nói. Nhiếp Hồn lão tổ sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt bá một chút nhìn về phía nơi xa đối Dương Nghị Vân nói, chủ nhân chúng ta bị vây quanh, tất cả đều là ma đế cấp bậc A. Không cần Nhiếp Hồn lão tổ nhắc nhở, Dương Nghị Vân cũng phát hiện, bốn phía trống rỗng xuất hiện 9 người, 9 ma tộc, hơi thở vô cùng cường đại. So với ma áo hiển nhiên cao giai, đích xác đều là ma đế cấp bậc cường giả. Cái này hắn cũng sắc mặt trắng bệch lên. Ngay sau đó này 9 người vô thanh vô tức sau khi xuất hiện, lại là động tác nhất trí khom người nói, cung nghênh đại đế. Chỉnh tề thanh âm lúc sau, một đạo đỏ thắm ma khí thoáng hiện, giữa sân giữa không trung phía trên, xuất hiện một trung niên nhân, một thân bạch y, tóc đỏ phiêu giật, lại là mặt âm trầm, nhìn xuống Dương Nghị Vân chờ. Đại đế. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một câu, hắn biết người này hẳn là chính là Bắc Minh Ma Đế. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng ở sông cuộn biển gầm, hắn không nghĩ tới, sẽ là bực này tình huống. Nghĩ tới cái gì Bắc Minh Ma Đế sẽ xuất hiện, lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế sớm. Nghĩ tới Bắc Minh Ma Đế cường đại, lại là không nghĩ tới đối phương cường đại, làm hắn đều nhìn không thấu. Cùng nghĩ tới Bắc Minh Ma Đế thế lực cường đại. Lại là không nghĩ tới sẽ có 9 đại ma đế thủ hạ tồn tại. Suốt 10 cái người, tất cả đều là ma đế, trong đó một cái Bắc Minh Ma Đế vẫn là trong đó người xuất sắc. Như thế cường đại đội hình, như thế nào đối mặt? Dương Nghị Vân biết liền tính hắn hôm nay có hàn băng căn nguyên lực lượng tồn tại, cũng khó có thể chống đỡ, chỉ cần Bắc Minh Ma Đế 9 đại thủ hạ, hắn sợ là cũng không đối phó được. Những người này một cái so một cái cường đại hơn. Ma khí ngập trời. Dương Nghị Vân cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Hắn biết hôm nay sợ là không được thiện. Hít sâu một hơi đối với những người khác truyền âm nói, đều nghe, đợi chút ta kéo một kéo, có thể trốn có thể đi tất cả đều nghĩ cách trốn, đừng làm vô vị hy sinh. Chủ nhân ta sẽ không đi, cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Nhiếp Hồn lão tổ lập tức nói. Vân Tử nói cái gì lời nói, muốn chết cùng chết. Phương Đông người sắt giận dữ. Tiểu sư thúc ta sẽ không đi. Lạc Dương cũng nói chuyện. Miêu, Tuyết Miêu cũng đều tỏ vẻ sẽ không đi. Dương Nghị Vân trầm giọng giận dữ, đều câm miệng, có thể hay không chạy đi đều là không biết, ma áo là ta giết, ta đi kéo một kéo cũng đều không nhất định có thể kéo bao lâu, ở đối phương bực này trận trượng dưới, liều chết. Có cái gì ý nghĩa? Mấu chốt là nếu có thể đua đến quá mới được a, đều đừng vô nghĩa, trong chốc lát từng người trốn đi. Dương Nghị Vân biết hôm nay cái này trận trượng hắn là đừng nghĩ thiệt. Bởi vì ma áo là hắn giết chết, Bắc Minh Ma Đế ánh mắt chú định ở trên người hắn, có lẽ hắn đi kéo còn có thể cấp những người khác một đường hy vọng, nếu không 10 đại cường giả. Mọi người đều phải xong đời. Lúc này chỉ nghe Bắc Minh Ma Đế trầm giọng nói, ai là Dương Nghị Vân? Dương Nghị Vân cả người run lên, hắn nhìn chằm chằm Bắc Minh Ma Đế nói, ta chính là Dương Nghị Vân, ngươi là Ma Quật Sơn Bắc Minh Ma Đế đi. Tuy rằng đoán được, mặt sau xuất hiện bạch y nhân chính là Bắc Minh Ma Đế. Nhưng Dương Nghị Vân vẫn là xác nhận một chút. Đúng là bản đế, thực hảo, còn không tính túng, dám thừa nhận liền hảo. Bắc Minh Ma Đế nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện. Dương Nghị Vân lại là cảm giác hắn bị một cổ hơi thở tỏa định, càng biết nếu Bắc Minh Ma Đế tiến đến, liền giống như phương đông người sát nói như vậy, nhất định là ma áo trước khi chết dùng cái gì bí pháp thông chi Bắc Minh bí địa, hắn cùng đại gia tin tức hình ảnh nói không chừng đã sớm bị ma đế khống chế. Cũng không có gì không dám thừa nhận. Ngay sau đó chỉ nghe được Bắc Minh Ma Đế tiếp tục nói, người giết bản đế đệ đệ ma áo, nhưng thừa nhận. Chuyện tới hiện giờ Dương Nghị Vân không có gì sợ quá, mở miệng nói, ma áo là ta giết chết, ta thừa nhận, nhưng lại với những người khác không có quan hệ, một người làm việc một người đương, Bắc Minh Ma Đế có không thả bọn họ rời đi. Người đường đường Bắc Minh Ma Đế không đến mức giận chó đánh mèo những người khác đi. Dương Nghị Vân cũng tưởng cấp những người khác tranh thủ thời gian cùng cơ hội, đường đường Bắc Minh Ma Đế nghĩ đến vẫn là muốn thể diện đi. Nhưng kết quả lại là,
Chỉ nghe Bắc Minh Ma Đế ha hả một tiếng âm hiểm cười nói, tiểu tử thu hồi ngươi tiểu thông minh, bản đế là ma tộc, nhưng không các ngươi tiên tộc như vậy dối trá, có thủ oán tự nhiên sẽ báo thù, hơn nữa. Ngươi cho rằng bản đế không biết sao, những người này đều là người bên cạnh ngươi, ngươi còn dám nói bọn họ đều cùng bản đế đệ đệ mà áo chết không quan hệ sao? Đích xác bản đế không đến mức cùng các ngươi này đó tiểu bối so đo, nhưng cấp những người khác một cái toàn thây, đây là bản đế ban ân, đến nỗi ngươi tốt nhất đừng phản kháng, bản đế trừ ngươi tiên hồn, làm hắn tiên hồn chịu trầm luân chi hình, nếu là phản kháng, cũng đừng quái bản đế khi dễ ngươi. Dương Nghị Vân nghe Bắc Minh Ma Đế cư nhiên nói ra như vậy một phen không biết xấu hổ nói tới, tức khắc giận dữ, hắn biết hết thảy cũng chưa biện pháp thay đổi, lập tức lớn tiếng mắng nói, đi ngươi đại gia, ma đế ghê gớm sao? Thật sự cho rằng tiểu gia sẽ sợ ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ha ha ha, Bắc Minh Ma Đế tức khắc cười to, cá chết lưới rách. Ha ha, ngươi có tư cách sao? Có hay không tư cách thử xem chẳng phải sẽ biết? Dương Nghị Vân cười lạnh. Hảo, bản đế vương đến là muốn nhìn, thực lực của ngươi cùng ngươi miệng có phải hay không giống nhau ngạnh. Bắc Minh Ma Đế dứt lời, trầm giọng nói, chúng tướng nghe lệnh, Dương Nghị Vân muốn sống, dư giả sinh tử bất luận. Cần tuân đại đế chi mệnh, Bắc Minh Ma Đế tọa hạ chín đại ma tướng ăn ý ngập trời dựng lên đáp lại, tức khắc đối với Dương Nghị Vân đám người vọt lại đây. Bốn phía nơi tức khắc chín đạo ma khí tận trời mà đến. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hắn biết lần này này muốn liều mạng. Nhảy dựng lên tới rồi giữa không trung, lại là giống to, pháp tắc khí chàng nước lửa tương dung, cho ta đóng băng. Hắn tưởng rất đơn giản, đem hết toàn lực đem chín đại ma đế ngăn trở, cấp những người khác chạy đi cơ hội. Duy nhất làm hắn trong lòng thoáng thả lỏng chính là, nơi xa phía chân trời Bắc Minh Ma Đế lại là không có động thủ, có lẽ là khinh thường cùng hắn động thủ, đối hắn chín thủ hạ hạ lệnh. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân biết hắn muốn một toàn lực tới ngăn trở chín đại ma đế ma tướng. Kỳ thật hắn trong lòng chút nào không đế, liền tính là hắn có được hàn băng căn nguyên chi lực, có thể hay không loại kém trụ chín đại ma đế. Giống giận chung Dương Nghị Vân toàn thân bạch quang đại tác phẩm, đôi tay pháp tắc khí chàng hội tụ hai tay ngưng tụ toàn bộ pháp lực, thiên địa chi gian cây số trong vòng thiên địa lực lượng tức khắc hội tụ nơi tay, đối với phía dưới chín đại ma đế bỗng nhiên hạ chụp. Ầm ầm ầm. Nặng nề đại tác phẩm dưới, song trưởng phía trên pháp lực hóa thành chín đạo, nhắm ngay chín đại ma đế mà đi. Khởi ma thần đại trận ngăn cản, tiểu tử này lực lượng cổ quái. Lại là nơi xa Bắc Minh Ma Đế trầm giọng ra tiếng. Chín đại ma đế sau khi nghe được, mỗi người trên người toát ra chín đạo ma khí bùng nổ, ngay lập tức chi gian liên thành một tảng lớn, hội tụ thành một cái thật lớn vòng sáng, một chút cùng Dương Nghị Vân hàn băng căn nguyên ngăn cản ở cùng nhau. Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, bùng nổ. Phốc! Dương Nghị Vân hộc máu. Chín đại ma đế ngăn cản bùng nổ dưới, không chỉ có ngăn cản hắn lực lượng, lại còn có phản phệ lại đây, một chút làm hắn hộc máu. Hắn khinh thường chín đại ma đế thực lực, xa xa vượt qua hắn tin tưởng. Ngay sau đó hắn hộc máu chung, thân thể lung lay sắp đổ một chút suy sụp ở trên mặt đất. Vân Tử Phương đông người sắt kêu to. Chủ nhân! Tiểu sư thúc! Miêu! Lúc này mấy người nhìn đến Dương Nghị Vân tin tức trên mặt đất đều sốt ruột. Đại gia cùng nhau thượng. Mọi người bản thân liền không nghĩ đi ném xuống Dương Nghị Vân, lúc này vừa thấy, liền tính là muốn chạy cũng đi không được. Phương đông người sắt hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau chiến đấu bùng nổ. Lúc này khó khăn tự nhiên là đại gia cùng nhau đối mặt mới được, vừa rồi tất cả mọi người thấy được Dương Nghị Vân cái loại này cấp bậc bùng nổ, nhưng không nghĩ tới vẫn là chín đại ma đế liên hợp lại cấp chân áp. Càng thêm đáng sợ chính là, giữa sân còn phải có một cái Bắc Minh Ma Đế không có động thủ, giờ phút này tất cả mọi người nhìn ra được tới, mặc kệ thế nào, liền tính là Dương Nghị Vân tưởng cho đại gia sáng tạo cơ hội cũng không có ai có thể đào tẩu, cùng với như thế vậy liều chết một trận chiến đi. Đại gia từng người ra tay hướng về Dương Nghị Vân dựa sát lại đây đi. Liền ở Bắc Minh Ma Đế hiện thân hết sức, hỗn loạn tiên vực ở ngoài sao trời chi trong biển, một con thuyền tàu bay đang ở chậm gì gì phiêu đãng. Này con tàu bay tự nhiên chính là Sao Trời Tử cùng Yến Xích Hà, Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang bọn họ tàu bay. Tàu bay phía trên, Sao Trời Tử khoanh chân ngồi ở khoang thuyền đả tọa, bỗng nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh, cả người lại là bùng nổ mà ra cuồn cuộn kiếm khí, trong nháy mắt nhộn nhạo ở toàn bộ sao trời chung. Lại làm Bảo Thuận Quang ba người từ tu luyện chung bừng tỉnh, sôi nổi trừng lớn hai mắt,
ngẩng đầu hướng về sao trời từ nơi khoang thuyền nhìn lại. Yến Xích Hà hít hà một hơi, có chút phát run nói, này, đây là sao trời đại nhân phát ra kiếm khí đi. Vô nghĩa toàn bộ khoang thuyền trừ bỏ sao trời đại nhân, còn có sẽ có ai? Bảo Thuận Quang nuốt nước miếng nói. Ninh Hòa Bình trong ánh mắt tràn ngập kính nể lẩm bẩm, chúng ta ở sao trời chung dừng lại ngàn năm lâu, xem ra sao trời đại nhân trong miệng lời nói thời cơ rốt cuộc tới rồi. Ở ba người nói chuyện hết sức, khoang thuyền trong vòng sao trời tử, lại là tùy tay vung lên dựng lên, tức khắc toàn bộ phi thuyền chấn động, vèo một chút hóa thành một đạo lưu quang từ sao trời hải phi vào hỗn loạn tiên vực. Sao trời đứng lên thanh, cả người tản ra sát ý lẩm bẩm, ma tộc. Ha ha, tìm chết. Ầm ầm ầm. Phương Đông người sát ra tay bắt đầu chém giết, tính thượng hắc giáp cùng hồng y, tuyết miêu, lại là từng người nhằm phía một người. Như thế liền tính là hơn nữa Dương Nghị Vân cũng mới là 7 cái, 7 đối 9. Như cũ vẫn là có hai đại ma đế nhiều ra tới có thể tùy ý chém giết. Dương Nghị Vân lau khóe miệng vết máu, nhìn đến Phương Đông người sát bọn họ tất cả đều nhằm phía 9 đại ma đế lúc sau, hắn chua xót cười, nếu như thế vậy đua đi. A! À, một tiếng thét dài mà ra, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, phất tay chi gian lại là càn khôn hồ trong vòng thả ra răng cưa vương cùng 10 vạn răng cưa điểu đàn. Lúc này quản lý biết liền tính là đem răng cưa điểu thả ra chính là chịu chết, nhưng hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nếu là không bằng này, khả năng chết người sẽ càng nhiều. Hoa hoa hoa! Trong nháy mắt 10 vạn răng cưa điểu đều xuất hiện gầm rú, che trời dựng lên. Tuy rằng này 10 vạn răng cưa điểu chưa chắc có thể giết ma đế, nhưng đối này đó ma đế tạo thành quấy dày vẫn là có thể. Mặt khác cũng có thể đối Phương Đông người sát bọn họ hình thành phụ trợ. Quả nhiên ở khoảnh khắc công phu, 10 vạn răng cưa điểu xuất hiện, một chút đại loạn 9 đại ma đế hình thành ma thần đại trận, tuyết miêu lại là tại đây một khắc nắm lấy cơ hội, quỷ dị biến mất, lại lần nữa xuất hiện một móng vuốt chộp vào trong đó một người ma đế trên người, làm tên này ma đế kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân có băng xương. Hồng Y. Dương Nghị Vân xem chuẩn cơ hội, đối với Hồng Y lập tức la lên một tiếng hạ lệnh. Vèo. Hồng Y nháy mắt xuất kích, như cũ là một quyền, trực tiếp nện ở bị tuyết miêu một móng vuốt đóng băng ma đế trên người. Oanh, a, à. Tên này ma đế trung kỳ tu vi người, khoảnh khắc mất mạng. Toàn bộ ma thần đại trận cũng ở thời điểm này tiêu tán. Quấy dày 9 ma đế liên thủ. Biến thành 8 ma đế. Cùng thời gian Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt đôi tay bên trong hàn băng căn nguyên gắn đầy, cắn răng hắn ở răng cưa vương điều động răng cưa điểu quấy nhiễu một người ma đế lúc đầu thời điểm, xuất hiện tại đây danh ma đế trước người, nổi giận gầm lên một tiếng vận khởi pháp tắc khí chàng trực tiếp chụp đi xuống. Oanh! A! À, một kích đắc thủ, trực tiếp đem tên này lúc đầu ma đế, đóng băng dưới chụp ở trên người đánh một đống băng ti a tử. Hai đại ma đế nháy mắt bị giết. Hết thảy đều phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Tuy rằng là thắng lợi, chính là cũng không phải không có đại giới, hơn nữa cái này đại giới ở Dương Nghị Vân xem ra còn không nhỏ, bởi vì chính là như vậy một chút, hắn răng cưa điểu đàn bị mạt sát 1000 nhiều răng cưa điểu. Cho nên cái này đại giới là rất lớn. Phốc, phốc, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu tuy rằng thắng lợi một lần, nhưng là những người khác liền không có may mắn như vậy. Trừ bỏ Lạc Dương. Phương Đông người sát cùng Nhiếp Hồn lão tổ tiên sau hộc máu bị đả đảo bay đi ra ngoài. Này hai cái trung quy là tiên vương cảnh giới, tuy rằng ở tiên vương trung xem như không tồi người xuất sắc, nhưng đối mặt ma đế cấp bậc cường giả, vẫn là không đủ xem. Như thế dưới tình huống, bị thương không thể tránh được. Dương Nghị Vân vừa thấy tình huống, một cái lắc mình vội vàng hướng về Phương Đông người sát mà đi. Nhưng là ở lắc mình mà đi thời điểm, lại là Lạc Dương cũng phát ra hét thảm một tiếng. Đối mặt nhiều như vậy ma đế, đại gia đích xác đều không phải đối thủ. Giờ phút này Dương Nghị Vân vừa thấy Lạc Dương bị thương, hơn nữa truy kích Lạc Dương chính là một người ma đế hậu kỳ cường giả. Dương Nghị Vân vừa thấy không được, lập tức Dương Nghị Vân chuyển biến bạo giống một tiếng, nước lửa tương dung. Tả hữu đôi tay thượng, một tay là thanh liên tiên hỏa, một tay là hàn băng căn nguyên, tức khắc giao hội dưới, hình thành một đạo cột sáng, đối với công kích Lạc Dương ma đế hậu kỳ dựng lên. Này một kích đúng vậy 12 chí tôn thần thông chung thứ 6 chiêu, cũng là hắn trước mắt cường đại nhất công kích, dung hợp hàn băng căn nguyên cùng thanh liên tiên hỏa lực lượng, hơn nữa ở thần thông bí pháp dưới đem hai loại lực lượng tương dung hợp lên, hình thành càng cường đại hơn uy lực. Hàn băng căn nguyên bản chất chính là thủy, đặc biệt là dung hợp thủy chi căn nguyên châu sau, càng thêm uy lực cường đại, thuận buồm xuôi gió,
cho nên này một kích bùng nổ dưới, cũng là không thể khinh thường. Đối phương là ma đế hậu kỳ, khá vậy đối mặt Dương Nghị Vân này một kích thời điểm, sắc mặt đại biến, cảm nhận được cường đại uy lực, cả người ma khí bùng nổ loại kém. Ầm vang! Dương Nghị Vân này một kích cùng tên này ma đế đối thượng, trực tiếp làm cái này ma đế hậu kỳ hôi hổi lùi lại 3 mét. Không nghĩ tới một cái tiên vương đại viên mãn người, có thể có như vậy lực lượng cường đại bùng nổ mà ra, lại cũng vô cùng khiếp sợ. Dương Nghị Vân giờ phút này lắc mình xuất hiện ở Lạc Dương bên người đem nàng nâng lên hỏi, người thế nào? Lạc Dương tính lên là mấy người chung trừ bỏ Dương Nghị Vân ở ngoài mạnh nhất tu vi thực lực, vô hạn tiếp cận đế cấp, nhưng đối mặt ma đế hậu kỳ lại trước sau không phải đối thủ. Tiểu sư thúc ta không, tiểu tâm, ầm vang, phốc, đương Lạc Dương chính nói chuyện hết sức, lại nhìn đến hai đại ma đế một tả một hữu đối với Dương Nghị Vân công kích mà đến, vội vàng ra tiếng kêu sợ hãi. Nhưng mà ma đế chi uy, chung quy không phải bọn họ này đó tiên vương tu vi người có thể ứng đối, trong nháy mắt công kích liền đến. Dương Nghị Vân cứ việc đề cao cảnh giác, khá vậy không có thể ngăn cản trụ. Trên thực tế hắn so Lạc Dương còn muốn phát hiện sớm, chỉ không màng tâm tồn cố kỵ mà thôi, lập tức đối mặt hai đại ma đế công kích hắn một người trốn có lẽ có thể làm đến, nhưng là giờ khắc này bên người còn có bị thương Lạc Dương. Ở hai đại ma đế công kích mà đến thời điểm, hắn bỗng nhiên đem Lạc Dương một chút đẩy đi ra ngoài, lại là chính mình trên người hung hăng bị đòn nghiêm trọng. Mồm to hộc máu nói trên mặt đất. Nhưng mà hắn không có việc gì, chỉ là hộc máu. Đây là bởi vì liền như vậy khoảnh khắc chi gian, Hồng Y đột nhiên vọt lại đây, chắn hắn trước người. Hồng Y lần này là chủ động xuất hiện ở hắn trước người, hắn nhưng không có triệu hoán. Cứ việc Hồng Y ngăn cản một kích, nhưng một khắc đánh, vẫn là dừng ở trên người hắn. Làm hắn mồm to hộc máu, nếu không phải thân thể cường đại, Dương Nghị Vân biết lần này hắn sẽ quải rớt. Tiểu sư thúc, Lạc Dương đôi mắt hồng thấu. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Dương Nghị Vân ở nguy cơ thời điểm đem nàng đẩy đi ra ngoài, mà chính hắn còn lại là ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hai đại ma đế công kích trọng thương. Cứ việc Lạc Dương nhìn Hồng Y xuất hiện chặn một kích, nhưng một khắc đánh vẫn là dừng ở tiểu sư thúc trên người. Không biết như thế nào, Lạc Dương đôi mắt đỏ. Nàng nhớ tới chính mình sư phụ, khi đó nàng còn không có tu luyện, đang ở trong chiến loạn, thôn bị thổ phỉ cướp sạch, hắn ở thổ phỉ chiến mã trường đao dưới, vốn tưởng rằng muốn chết, nhưng ở cuối cùng thời điểm, hắn sư phụ sao trời tử xuất hiện, cho hắn lập tức thổ phỉ đánh chết. Giờ phút này tiểu sư thúc cũng vì nàng ngăn cản sát chiêu, Lạc Dương cảm động, cũng nhớ tới sư phụ sao trời tử. Bọn họ đều là nàng thân nhân. Lạc Dương nội tâm biết hôm nay đại gia khả năng đều sẽ chết. Nàng không nghĩ làm tiểu sư thúc bọn họ chết. Đối mặt như thế nguy cơ, Lạc Dương biết có lẽ có một cái biện pháp có thể trợ giúp đại gia lao ra đi thôi. Hai tròng mắt chung có nước mắt lấp lánh, Lạc Dương tự nói mở miệng nói, ma thần ta đồng ý ngươi cắn nuốt, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, trợ giúp tiểu sư thúc bọn họ, đừng làm cho bọn họ chết, làm cho bọn họ tồn tại. Ngay sau đó Lạc Dương trong cơ thể thần ma ý thức mở miệng nói, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Đem hết toàn lực cho bọn hắn sáng tạo cơ hội đào tẩu, điểm này vẫn là có thể làm đến, có thể bám trụ Bắc Minh ma đế, nhưng là sát này đó ma đế, liền tính là người ta dung hợp, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn còn cũng chưa chắc có thể giết được, Bắc Minh ma đế đã là ma đế đại viên mãn tồn tại, rất cường đại, ta dung hợp ngươi cũng hồi không đến đỉnh thực lực. Hảo, bắt đầu đi, chỉ cần có thể bám trụ Bắc Minh ma đế, tin tưởng tiểu sư thúc bọn họ có thể chạy đi, nhưng ta muốn ngươi thề. Ít ngày nữa sau không được tìm ta tiểu sư thúc phiền toái trước kia những cái đó ân oán như vậy từ bỏ. Lạc Dương lại lần nữa nói. Hành, ta đáp ứng ngươi. Ngươi thề. Bổn ma thần đối thiên đạo thề không tìm Dương Nghị Vân phiền toái, dung hợp ngươi sau, cùng Dương Nghị Vân ân oán một bút mua bán. Khai, bắt đầu đi. Lạc Dương cuối cùng nói một tiếng, hai mắt nhìn thoáng qua thiên ngoại, lại là nhẹ giọng mở miệng, hai mắt lại là nhu tình nói, sư phụ. Nếu là có kiếp sau Lạc Dương nhất định sẽ làm thê tử của ngươi. Lạc Dương lời nói lạc bế, hai tròng mắt dần dần biến thành đỏ thắm chi sắc, đầy đầu tóc đen cũng dần dần ở biến thành đỏ như máu, cả người từng sợi ma khí bắt đầu nhộn nhạo mà ra. Dương Nghị Vân lại là không phát hiện Lạc Dương giờ phút này biến hóa, hắn đừng hai đại ma đế đòn nghiêm trọng một chút, hộc máu lúc sau ở Hồng Y nâng hạ đứng dậy, ánh mắt tức khắc hung hãn lên. Thao ngươi đại gia, tiểu gia cùng các ngươi liều mạng. Mắng chung mở miệng, đồ long, bàn long ra khỏi vỏ. Hai kiếm mà ra từng người đối với, hai đại như cũng nhào lên tới ma đế oanh sát mà đi.
tu vi đạt tới tiên vương đại viên mãn lúc sau, ngự kiếm chi uy cũng không thể khinh thường, rầm rầm hai kiếm trực tiếp chém phách hai đại ma đế, lại cũng ngăn cản ở hai đại ma đế. Mà cùng thời gian Dương Nghị Vân đôi tay mở ra, một tay là năm phiến ngũ lôi tím lá cây, một tay là ba viên dưa hấu lôi, tất cả đều huyền phù ở trong tay, không chút do dự đối với hai đại ma đế ném đi ra ngoài kíp nổ. Chính hắn nhanh chóng lui về phía sau, chuông đông hoàng huyền phù trong người. Ầm 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 oanh, từng tiếng rung trời tiếng nổ mạnh vang lên. A a a, nổ mạnh chung có kêu thảm thiết vang lên. Giữa sân chướng khí mù mịt, bụi đất bay lên mấy chục mét chi cao. Hiển nhiên hai đại ma đế có hại. Dương Nghị Vân lui về phía sau thật xa, tức khắc lần thứ hai hướng về nổ mạnh bụi đất chung bay đi. Hắn thần thức chung phát hiện, hai gã ma đế, không bị nổ chết, nhưng lại bị thương, một cái chặt đứt một cái cánh tay, một cái chặt đứt một chân. Tuy rằng không nổ chết, nhưng lại cũng thu được bị thương nặng. Hai cái ma đế, một cái là ma đế hậu kỳ, một cái là ma đế trung kỳ. Dương Nghị Vân thần thức ngưng tụ dưới, trực tiếp đối với ma đế hậu kỳ thần thức oanh giết qua đi, một cái khác tắc ma đế còn lại là cấp hồng y hạ lệnh oanh sát. Oanh a! Dương Nghị Vân thần thức trực tiếp công kích bị thương ma đế hậu kỳ, cường đại thần thức công kích một chút làm ma đế hậu kỳ người kêu thảm thiết, ngay sau đó hắn tiến lên, một quyền nện ở hắn trên đầu, một quyền bạo đầu, tức khắc đánh chết tên này ma đế hậu kỳ. Bên kia hồng y cũng đắc thủ, chém giết ma đế hậu kỳ. Thẳng đến giờ phút này bốn gã ma đế trước sau bọn họ chém giết. Hừ, tìm chết. Cũng chính là giờ khắc này, Bắc Minh ma đế rốt cuộc ra tay. Đối với Bắc Minh ma đế tới nói, xuất hiện bực này tình huống thực sự là đoán trước ở ngoài, hắn vốn định ngồi xuống chín đại ma tướng đều là ma đế tu vi, đối phó Dương Nghị Vân mấy tiểu bối con kiến, đảo mắt nhưng sát. Nhưng không nghĩ tới di động ra đột nhiên, giây lát chi gian, ngược lại là hắn thủ hạ ma đế bị chém giết bốn gã. Chiếu như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, này đó mà Yến Thành có khả năng bị toàn bộ xử lý. Bắc Minh ma đế không bao giờ có thể xem đi xuống, hắn cũng không để bụng khi dễ không khi dễ tiểu bối thể diện vấn đề, lập tức hử lạnh một tiếng đối với Dương Nghị Vân ra tay. Phất tay chi gian giữa không trung bay lượn răng cưa điểu, oa oa kêu to bị Bắc Minh ma đế búng tay chi gian chém giết tảng lớn, đầy trời huyết vũ bay xuống. Giơ tay một chưởng đối với Dương Nghị Vân nơi ở một đi không trở lại. Cách thật xa lại là ngưng tụ ra tới một con hơn trăm mễ thật lớn bàn tay, làm cho cả không gian đầu vặn vẹo, ầm 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 rung động, giống như tiếng sấm từng trận, càng là có vô thượng ma uy ở trong đó. Dương Nghị Vân cùng Hồng Y mới vừa chém giết hai đại ma đế hết sức, khí cũng chưa tới thở gấp gáp, liền cảm giác một cổ ma uy từ trên trời giáng xuống, giữa sân cũng là cuồng phong gào thét. Hắn cả người trên người đều vì này một trọng, một chân không tự chủ được nửa quỳ đi xuống. Cả người đều không thể động đậy biện pháp, gian nan ngẩng đầu nhìn lại, thấy được che trời trăm mét thật lớn một trưởng từ trên trời giáng xuống. Giờ phút này giữa sân dư lại năm tên ma đế sôi nổi hóa thành ma khí, rời đi trăm mét ở ngoài, lại là giữa sân chỉ để lại Phương Đông người sắt, Nhiếp Hồn lão tổ, Lạc Dương, Tuyết Miêu chờ, một đám đều như là bị dừng hình ảnh. Dương Nghị Vân biết đây là bị Bắc Minh ma đế ma khí áp chế tỏa định. Cái này ma đế đây là muốn một trưởng đưa bọn họ tất cả mọi người chụp chết. Dương Nghị Vân ánh mắt tinh quang lập lòe một chút, hắn lập tức làm ra một cái quyết định, chết thì chết đi, nhưng không thể làm đại gia đi theo hắn chôn cùng, cùng lắm thì liền vận dụng càn khôn thần điện lực lượng, giờ phút này cũng chỉ có càn khôn thần điện lực lượng cũng vận dụng, hoặc là nói có lẽ là đối Bắc Minh ma đế có thể hình thành uy hát iota lực lượng. Này chờ đại ma đầu tu vi thực lực, thật sự cũng là không thể tưởng tượng. Liền tính là phía trước hắn chém giết ma đế hậu kỳ, nếu không phải ba viên dưa hấu lôi cùng nhau ném qua đi tất nhiên cũng không chiêu, hơn nữa liền tính là ba viên dưa hấu lôi cũng không nổ chết một cái ma đế hậu kỳ, chỉ là trọng thương, vẫn là hắn nháy mắt thần thức ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống công kích, có đánh lén dưới tình huống, mới chém giết. Đây là ma đế hậu kỳ. Nhưng Bắc Minh ma đế là đại ma đầu, thực lực tu vi viễn siêu hắn tưởng tượng. Chính hắn cũng không biết liền tính là vận dụng càn khôn thần điện chi lực có thể hay không xử lý Bắc Minh ma đế. Bất quá có một chút hắn rõ ràng, hắn vận dụng càn khôn thần điện lực lượng lúc sau, Bắc Minh ma đế có thể hay không chết là không biết, nhưng là chính hắn lại là tuyệt đối sẽ là bất tử cũng tàn phế kết cục. Lần trước phản phệ, đến nay lòng còn sợ hãi, nếu không phải tạp mao điểu cứu giúp, hắn tử lộ một cái, hơn nữa tạp mao điểu nói qua, chỉ có thể cứu hắn một lần, không có khả năng nhiều lần đều dùng được. Nói thật nếu là có mặt khác biện pháp,
Dương Nghị Vân đánh chết đều sẽ không dùng càn khôn thần điện lực lượng, nhưng trước mắt không chiêu, hắn bất động dùng càn khôn thần điện lực lượng, mọi người đều sẽ chết, mà vận dụng lúc sau, tuy rằng không biết có thể hay không xử lý Bắc Minh Ma Đế, nhưng chung quy là cái hy vọng. Dương Nghị Vân nghĩ đến đây cắn răng một cái liền phải đi thúc giục càn khôn thần điện. Nhưng lại là tại đây một khắc, một thân thét dài vang vọng toàn trường. Giống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cả người đều là run lên, khóe mắt dư quang nhìn lại, thấy được Lạc Dương. Cái này thét dài thanh chính là Lạc Dương. Quả nhiên khóe mắt nhìn thấy Lạc Dương toàn thân đã xảy ra biến hóa, một đầu tóc đỏ, toàn thân ma khí ngập trời, hiển nhiên so ngày thường ma hóa muốn nghiêm trọng. Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì, nội tâm run lên. Hắn nghĩ tới Lạc Dương có phải hay không? Đây là hắn nhất không nghĩ nhìn đến một chút. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, lại là chứng thực hắn trong lòng suy nghĩ. A, à, Lạc Dương lại lần nữa thét dài, ngay sau đó bỗng nhiên đối với phía chân trời phía trên Bắc Minh Ma Đế thật lớn bàn tay, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một cái nho nhỏ nắm tay, từ Lạc Dương trong tay bùng nổ tận trời mà thượng lúc sau, hóa thành đồng dạng trăm mét thật lớn nắm tay. Ầm vang, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Phía chân trời phía trên Bắc Minh Ma Đế thật lớn bàn tay bị dập nát. Cùng thời gian Dương Nghị Vân cảm thấy toàn thân năng động. Hiển nhiên là Lạc Dương phá Bắc Minh cự trưởng, làm cho bọn họ mọi người khôi phục tự do thân. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hai mắt đỏ bừng nghĩ Lạc Dương tiến lên hét lớn, ma thần ngươi cho ta từ bỏ. Dương Nghị Vân đã đoán được dưới loại tình huống này, nhất định là Lạc Dương đồng ý ma thần ý thức cắn nuốt nàng, như thế cùng ma thần ý thức đạt thành giao dịch, bảo bọn họ đại gia, đây là Lạc Dương hy sinh nàng chính mình. Đây là Dương Nghị Vân nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Nhưng là đã xảy ra. Quả nhiên chi gian giờ phút này ma hóa Lạc Dương, ha 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 cười nói, tiểu tử lần này cũng không phải là bản thần cưỡng bách Lạc Dương, là nàng chính mình vì cứu các ngươi, chủ động tìm bổn đại thần dung hợp, như thế bổn đại thần lực lượng mới có thể khôi phục đến lớn nhất. Được rồi, đừng nhiều lời, bổn đại thần liền tính là giờ phút này cùng Lạc Dương dung hợp, cũng biết giúp các ngươi bám trụ Bắc Minh, chạy nhanh đi. Nhưng đừng uổng phí Lạc Dương một phen tâm ý. Ma thần ý thức nói chuyện, trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện ở phía chân trời phía trên, hướng về phía Bắc Minh Ma Đế mà đi. Mà Dương Nghị Vân nghe được ma thần ý thức chính miệng trả lời, tức khắc sững sờ ở đương trường. Hắn giờ phút này cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, vì cái gì chính mình cái này làm tiểu sư thúc, muốn cho sư điệt đi hy sinh chính mình tới chiếu cố hắn. Vương bát đản. Dương Nghị Vân ở nửa ngày lúc sau, thét dài mắng. Lại là toàn thân hiện lên một tầng băng xương. Bỗng nhiên trọng thiên dựng lên, thẳng đến nơi xa phía chân trời, ma thần ý thức cùng Bắc Minh Ma Đế chiến trường, hắn muốn đem Lạc Dương cấp kéo trở về, nếu không hắn trong lòng hờn dỗi sẽ nghẹn chết chính mình. Vừa mới cùng thần ma điều truyền âm dò hỏi, Lạc Dương cùng ma thần loại tình huống này, còn có thể hay không đem Lạc Dương ý thức cấp kéo trở về, thần ma điều trả lời là, nếu thời gian mau, 7 ngày trong vòng Lạc Dương vẫn là có thể trở về. Tạm thời dung hợp, ma thần ý thức cũng yêu cầu cùng Lạc Dương dung hợp thời gian. Cho nên Dương Nghị Vân lập tức quyết định, liều chết cũng muốn đua một phen đi, hắn một đại nam nhân, một cái làm sư thúc, không thể làm sư điệt đi khiêng đỉnh, nếu không ngày sau thấy nhị sư huynh còn có gì thể diện. Các ngươi đi mau, muốn đi hỗn loạn tiên thành, đều đừng theo tới. Dương Nghị Vân một bước lên trời thời điểm, đối với phương đông người sát đám người nói chuyện, chém đinh chặt sắt, trong giọng nói chân thật đáng tin. Mà giờ phút này hắn mới vừa xông lên phía chân trời hết sức, lại là phía chân trời phía trên, một tiếng cười ha ha vang lên. Tiểu bối Dương Nghị Vân, bản thân không có thời gian cho người bám trụ Bắc Minh, bản thân muốn đi bế quan dung hợp, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ha ha ha, tiểu tử ngươi bị bản thân tìm như vậy nhiều phiền toái, bản thân không giết ngươi liền không tồi, mới sẽ không cho người bám trụ Bắc Minh, tiểu tử chúc ngươi vận may, ha ha, bản thân đi cũng. Dương Nghị Vân trăm triệu không nghĩ tới lại là ma thần ý thức căn bản liền không tuân thủ cùng Lạc Dương chi gian ước định, trực tiếp chạy thoát. Lại còn có bổ dao nhỏ nói, cái kia Bắc Minh tiểu bối, đi đem Dương Nghị Vân tiểu tử này cấp giết chết đi, ngày sau bản thần sẽ cho ngươi một phần chỗ tốt, ha ha. Ma thần ý thức hóa thành một đạo ma khí cuồng tiếu đốn đi, trong nháy mắt lại là biến mất ở phía chân trời. Dương Nghị Vân sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhìn bầu trời tế. Đang xem nhìn bầu trời tế phía trên Bắc Minh Ma Đế, hắn biết xong rồi. Ma thần ý thức quả nhiên không đáng tin cậy, mất công Lạc Dương còn cùng nàng làm giao dịch. Giờ phút này Bắc Minh Ma Đế tựa hồ cũng có chút không rõ,
Ngay từ đầu xuất hiện cường đại thuần tịnh ma thần hơi thở, hắn bị đều dọa nhảy dựng, nhưng chỉ chớp mắt, ma hóa nữ tử ma thần cư nhiên xa độn mà đi. Phục hồi tinh thần lại sau, Bắc Minh Ma Đế lại là hừ lạnh một tiếng trầm giọng đối Dương Nghị Vân nói, tiểu tử cái này xem ngươi chết như thế nào, xem ai có thể cứu được ngươi. Ta có thể cứu được hắn. Ở Bắc Minh Ma Đế dứt lời hết sức, phía chân trời phía trên bốn phương tám hướng vang lên một tiếng nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập uy nghiêm. Ai? Bắc Minh Ma Đế biểu tình biến đổi, giống to trung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này ngay cả Dương Nghị Vân cũng là có chút sững sờ, chỉ chớp mắt đã phát sinh sự tình làm hắn có chút mộng bức. Quả thực là cốt truyện đại xoay ngược lại trò chơi giống nhau. Ngay từ đầu đi, là Lạc Dương ma hóa, hoặc là nói là Lạc Dương vì mọi người cùng ma thần ý thức làm giao dịch, làm ma thần ý thức cắn nuốt tương dung nàng, như thế là có thể làm ma thần ý thức có cường đại vô cùng lực lượng, do đó có thể đối chiến Bắc Minh Ma Đế, cũng có thể cho hắn cùng đại gia thoát thân mà đi cơ hội. Nhưng kết quả ma thần ý thức là vô sỉ không offline, căn bản là chưa từng có cái gì khế ước tinh thần, chờ ma hóa lúc sau, gần là hỗ trợ hóa giải Bắc Minh Ma Đế một trường. Lúc sau đâu? Không nghĩ tới cái này ma đầu trực tiếp xoay người liền chạy, căn bản liền không có nghĩ cùng Bắc Minh Ma Đế đi đối kháng, thực rõ ràng là vi phạm cùng Lạc Dương chi gian ước định, càng là tưởng hố hắn một phen. Điểm này Dương Nghị Vân này là cũng có thể nghĩ thông suốt. Rốt cuộc lúc trước là hắn quấy rầy ma thần ý thức dung hợp Lạc Dương, càng là trấn áp ma thần ý thức nhiều năm như vậy, cái này ma đầu ước gì hắn chết, sao có thể sẽ hỗ trợ. Thực bình thường. Nhưng Dương Nghị Vân tức giận chính là ma thần ý thức lừa gạt Lạc Dương. Hắn ngẫm lại Lạc Dương có thể vì bọn họ mấy cái đi cùng ma thần làm giao dịch, trong lòng liền phi thường hụt hẫng, tâm một dù sao tiếp đuổi theo ra đi, muốn đem Lạc Dương tồn tại ma thần ý thức dung hợp hạ kéo trở về. Rốt cuộc thần ma điểu nói qua có 7 ngày dung hợp thời gian. Nhưng ở hắn xông lên phía chân trời thời điểm, ma thần ý thức thả ra một phen tàn nhẫn lời nói, trực tiếp bỏ chạy, nhưng thực rõ ràng đem hắn để lại cho Bắc Minh Ma Đế. Mà đương Bắc Minh Ma Đế đối hắn buông lời hung ác thời điểm, Dương Nghị Vân như cũ cũng làm hảo cùng lắm thì liều chết đánh cuộc chuẩn bị. Nhưng nhẹ nhàng liền ở Bắc Minh Ma Đế dứt lời hết sức, phía chân trời phía trên lại vang lên nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm. Đối Dương Nghị Vân tới nói, quả thực, ngắn ngủn vài phút thời gian nội, trong sân biến hóa không ngừng ở quay cuồng. So xem tuồng còn muốn làm người kinh ngạc. Giờ khắc này hắn cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đến từ phía chân trời thanh âm này, hiển nhiên không phải thiện tra, làm Bắc Minh Ma Yến thành kiêng kỵ, trước tiên nhìn qua đi, lại cũng không có sốt ruột đối hắn động thủ. Thực hiển nhiên phía chân trời vang lên thanh âm này chủ nhân, là cái cường giả. Một cái làm Bắc Minh Ma Yến thành kiêng kỵ cường giả. Dương Nghị Vân đồng dạng tò mò đến tột cùng là người phương nào tiến đến. Hơn nữa người này thực rõ ràng là bạn bè. Nghe thanh âm này vang lên thời điểm, mạc danh Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác cái mũi có chút lên men, hơn nữa trong lòng nhẹ nhàng xuống dưới. Bắc Minh Ma Đế không phải cái thiện tra, hắn là đứng đắn Ma Đế đại viên mãn cường giả, hảo không khoa trương nói, Bắc Minh là cường giả. Nhưng hiện giờ Bắc Minh lại là toàn thân căng chặt lên, bởi vì thanh âm này vang lên thời điểm, hắn cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng kiếm ý, tựa hồ đến từ cửu thiên ở ngoài giống nhau, cảm nhận được xưa nay chưa từng có kiếm ý, thực bất đồng, cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc quá kiếm ý đều cảm giác bất đồng. Bất quá, ở gầm lên giận dữ lúc sau, than khóc Ma Đế lại là nheo lại đôi mắt, nhìn về phía nơi xa Dương Nghị Vân. Đối Dương Nghị Vân lúc này hắn chuẩn bị tự mình ra tay chém giết, mấy ngày việc. Làm hắn tổn thất tứ đại ma đế đại tướng, chết mất một cái đệ đệ, đều là bị Dương Nghị Vân ban tặng. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn không giết, ngày sau chính là họa lớn, hôm nay phải giết Dương Nghị Vân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nửa đường sát ra cái trình rảo kim tới, này cũng không phải là Bắc Minh Ma Đế hy vọng nhìn đến. Bất quá hắn đối phía chân trời truyền đến thanh âm này lại có kiêng kỵ, nhưng đối Dương Nghị Vân, ở hắn Bắc Minh Ma Đế trong mắt chính là cái con kiến. Tuy rằng hừ lạnh một tiếng nhìn về phía chân trời, nhưng chỉ chớp mắt Bắc Minh Ma Đế như cũ đối với Dương Nghị Vân đánh ra một trường. Tiểu tử đi tìm chết đi. Bắc Minh Ma Đế biết, nếu là ở kéo xuống đi, sợ là giữa sân vang lên thanh âm này sẽ can thiệp, này không nghe nói lời nói ngữ khí, tựa hồ chính là tới giúp tiểu tử này. Hắn tuy rằng cảm nhận được phía chân trời truyền đến cường đại kiếm ý làm hắn có chút kiêng kỵ, nhưng lại là không đại biểu hắn sẽ sợ. Đường đường hỗn loạn tiên vực ma quật sơn Bắc Minh Ma Đế, càng là ma đế đại viên mãn đỉnh cường giả,
thật đúng là không có gì sợ quá. Toàn bộ tiên giới có thể làm hắn sợ hãi, trừ phi là tiên tôn buông xuống tiến đến, nhưng tiên tôn lại không phải cải trắng, há có thể là dễ dàng như vậy ra tới. Cho nên Bắc Minh Ma Đế, đôi mắt nhìn về phía chân trời, trong tay lại là đối với Dương Nghị Vân bỗng nhiên ra tay. Một chưởng đánh qua đi, đều là phạm vi cây số trong vòng phong vân đại tác phẩm. 360 độ đem Dương Nghị Vân quanh thân cây số đều cấp cái gắt gao phong tỏa lên, đây là đại ma đế cường giả thủ đoạn, đặc biệt Bắc Minh loại này một phương bá chủ giống nhau đại ma đế, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ đại chính mình bị Bắc Minh tỏa định, bốn phương tám hướng không gian tất cả đều có nhìn không tới lực lượng gắt gao giam cầm hắn, làm hắn thân thể căn bản không động đậy mảy may. Mà lúc này hắn trơ mắt nhìn Bắc Minh Ma Đế một trường thẳng đến hắn mà đến. Mồ hôi lạnh xoát một chút rơi xuống, Dương Nghị Vân biết nếu như bị Bắc Minh Ma Đế một trường này đập trong người sẽ là cái gì hậu quả. Bất quá! Liền ở ngay lúc này, một tiếng hàn ý vang lên. Tìm chết! Lóa mắt ánh sao chảm! Oanh! Liền như vậy một chút, Dương Nghị Vân nghe được tức giận tiếng động, cùng thời gian một đạo chói mắt vô cùng lộng lẫy ngân quang lập lòe dựng lên. Ngay sau đó một tiếng nặng nề, hắn cảm thấy toàn thân áp lực biến mất vô tung vô ảnh, lại lần nữa mở hai mắt khi, lại là phát hiện trong tầm mắt Bắc Minh Ma Đế một trưởng đã sớm không biết đi nơi nào rồi. Hồi tưởng một chút, Dương Nghị Vân vừa mới cảm nhận được cuồn cuộn bồng bột kiếm khí, cũng nhìn đến quá một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, liền như vậy một chút Bắc Minh Ma Đế một trưởng bị hóa giải. Hiện tại nghĩ đến vừa mới kia một đạo màu bạc là một đạo kiếm khí. Cường đại vô cùng. Viễn siêu hắn ngẫm lại kiếm khí. Khụ khụ. Lúc này vài trăm thước ở ngoài, Bắc Minh Ma Đế lại là ở ho khan, Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, lại là phát hiện Bắc Minh Ma Đế khóe miệng đã có vết máu, hơn nửa giờ phút này Bắc Minh Ma Đế cư nhiên vẻ mặt trắng bệch chi sắc, giơ lên đầu đôi mắt đỏ bừng vô cùng gắt gao nhìn giữa không trung. Dương Nghị Vân thật sự là cảm thấy thần kỳ, thực hiển nhiên vừa mới một kích dưới, Bắc Minh Ma Yến Thành bị thương nặng, trọng điểm là người ta đều không có xuất hiện. Người cũng chưa xuất hiện ở đây chung, liền đem Bắc Minh Ma Đế cấp bị thương nặng, hơn nữa thoạt nhìn, Bắc Minh Ma Đế tựa hồ vẻ mặt hoảng sợ, bị dọa hư biểu tình. Cái này Dương Nghị Vân đều cảm giác có chút phát ngốc. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu phía chân trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại lại là thấy được một con thuyền thật lớn tàu bay, trăm mét chi cự, bay nhanh thoáng hiện mà rớt xuống, nháy mắt liền ngừng ở hắn mười mấy mét địa phương. Dương Nghị Vân nhìn lại. Này con tàu bay trên có khắc họa gắn đầy sao trời, xinh đẹp là một bộ cuồn cuộn sao trời bộ dáng. Thật đương hắn quan khán tàu bay thời điểm, nơi xa Bắc Minh Ma Đế đột nhiên mang theo âm dung nói, phong hào đệ nhất tiên đế, kiếm đế sao trời tử. Bắc Minh nói chuyện hết sức cả người đều ở phát run, ở tàu bay buông xuống thời điểm, ở nhìn đến tàu bay thượng sao trời đồ án thời điểm, hắn trước tiên nghĩ tới, ở toàn bộ tiên giới độc nhất vô nhị sao trời tàu bay. Mọi người đều biết sao trời tàu bay ở tiên giới chỉ có một con thuyền, đó chính là đệ nhất phong hào tiên đế, kiếm đế sao trời tử tàu bay, trừ bỏ hắn, không có người dám dùng sao trời đồ án. Kiến giải sao trời chính là tiên giới một cái truyền kỳ nhân vật, tuy rằng là tiên đế, nhưng lại đi chính là công kích cường đại vô cùng kiếm đạo, hơn nữa hắn kiếm đạo lực lượng, có thể điều động cuồn cuộn sao trời chi lực, độc bộ tiên giới, càng là độc nhất vô nhị. Trong lời đồn kiếm đế sao trời tử, chính là chém giết quá tiên tôn cường giả, lấy tiên đế chi cảnh, chém giết tiên tôn, tiên giới to lớn, lông phượng sừng lân. Tuy rằng trong lời đồn tiên đế sao trời chém giết chính là bình thường tiên tôn, nhưng kia cũng là tiên tôn chi cảnh chính là tiên giới tiên nhân tu luyện cảnh giới chi nhất. Bắc Minh Ma Đế tuy rằng không có gặp qua kiếm đế sao trời, nhưng nghe qua kiếm đế sao trời truyền thuyết là không ít, càng không ảnh hưởng hắn hiểu biết kiếm đế sao trời từ. Ở tiên giới có quan hệ phong hào đệ nhất kiếm đế sao trời tử truyền thuyết quá nhiều, hắn ở tiên đế cảnh giới cái này phong hào thượng, đệ nhất vị trí đã bảo trì vạn năm lâu, người khiêu chiến vô số, nhưng đều không ngoại lệ thành công, phàm là đi tìm sao trời tử đi người khiêu chiến, đều thành hắn dưới kiếm quỷ. Thẳng đến có một ngày sao trời tử chém giết cho rằng tiên tôn lúc sau, đế cấp bậc này mấy cái trình tự người không còn có người ở đi khiêu chiến sao trời tử. Kiếm đế sao trời tử. Tiên giới công nhận tiên tôn dưới đệ nhất nhân. Chính là cường giả chân chính. Bắc Minh Ma Đế ở hỗn loạn tiên thành tuy rằng nhiêu bức, nhưng hắn chính mình rõ ràng, ở kiếm đế sao trời tử trước mặt, hắn cái gì đều không phải. Liền vừa mới hắn công kích Dương Nghị Vân nào một trường, nhân ra căn bản là không phải tiên kiếm xuất kích,
gần là một đạo tùy ý mà đến kiếm khí liền đem hắn một chưởng hóa giải, nhân tiện dưới còn một đạo kiếm khí đánh vào trên người hắn, liền tính là hắn đi toàn lực ngăn cản đều không có ngăn trở, giờ phút này ngực thượng xuất hiện một cái huyết lỗ thùng. Như thế dưới tình huống, Bắc Minh Ma Đế cũng coi như xem minh bạch, kiếm đế sao trời tử tựa hồ là tới cấp Dương Nghị Vân tiểu tử này chiến đội tới. Dương Nghị Vân cùng kiếm đế sao trời tử có thể là cái gì quan hệ? Bắc Minh Ma Đế hiện ra vô số dấu chấm hỏi, đương nhiên giờ phút này hắn càng có rất nhiều sợ hãi. Hắn sợ kiếm đế sao trời tử, tiên giới tiên đế chi cảnh trung đệ nhất phong hào tồn tại kiếm đế. Không nói đến Bắc Minh Ma Đế trong lòng tưởng cái gì, Dương Nghị Vân lại là rành mạch nghe được, hắn nói chuyện, phong hào đệ nhất tiên đế, kiếm đế sao trời tử. Này! Sao trời tử! Dương Nghị Vân cả người đại chấn. Hắn một chút nghĩ tới nhà mình nhị sư huynh sao trời tử trên người. Nhị sư huynh đã sớm là phi thăng tiên giới thật lâu người, tại hạ giới lưu lại quá sao trời môn, hắn cùng lão nhân năm đó đều đi qua, hơn nữa tu chân giới vân môn vẫn là lấy sao trời bảo vệ cửa căn cơ thành lập. Nhưng, tàu bay phía trên người, sẽ là chưa từng gặp mặt nhị sư huynh sao trời tử sao? Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ lại là nhìn về phía tàu bay. Nhưng mà ngay sau đó, một người một thân thanh y khoanh tay mà đứng thanh niên xuất hiện ở tàu bay đầu thuyền, đi bước một đạp không từ tàu bay thượng đi tới, đối với hắn cười, hơn nữa mở miệng nói, tiểu sư đệ sư huynh tới muộn, làm sư đệ ngươi chịu khổ, sư phụ hắn thực nhớ thương ngươi. Nói chuyện chi gian, sao trời tử đã tới rồi Dương Nghị Vân trước người, trong ánh mắt mang theo vài phần sủng nịch, hắn đã hiểu biết, cái này tiểu sư đệ cùng hắn sâu xa, cho nên đối Dương Nghị Vân phá lệ yêu thích, tuy rằng không gặp mặt, nhưng lại thân cận thực. Dương Nghị Vân năm đó ở tu chân giới sao trời môn tự nhiên gặp qua nhị sư huynh sao trời tử bức họa, hơn nữa đều là một cái sư phụ giao ra đây, có chút hơi thở hắn cảm giác ra tới, nghe sao trời tử một phen ấm lòng nói chuyện, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn không được cái mũi đau xót, nước mắt ở hốc mắt người đảo quanh, bỗng nhiên quỳ gối, trong miệng lớn tiếng nói, Dương Nghị Vân bái kiến nhị sư huynh. Không có dư thừa nói, lại rất nhập tâm. Hắn chua xót sao? Đương nhiên. Một đường đi tới chân chính lại nói tiếp, đều là chính mình liều sống liều chết, có bằng hữu phải bảo vệ, có thân nhân muốn che chở, muốn với người đều với thiên đấu, người khác có sư môn. Hắn tự nhiên cũng có, nhưng lại cố tình không sư môn, hắn trong lòng ủy khuất. Hiện giờ nhìn thấy nhị sư huynh sao trời tử, nghe hắn nói chuyện rất là thân cận, càng là nói lão nhân ở nhớ thương hắn, Dương mỗ nhân trong mắt chi nước mắt, rốt cuộc nhịn không được xuống dưới. So sánh với tiên giới này đó tu luyện ít nhất mấy ngàn thượng vạn năm người, hắn đúng là tiểu bối. Cái này tiểu bối còn cố tình là cái nhọc lòng mệnh, trong lòng chung. Có cái sư huynh cảm giác là thực tốt. Sao trời tử đem Dương Nghị Vân nâng lên, vỗ vỗ bả vai nói, về sau sư huynh ở, ai khi dễ ngươi, sư huynh cho ngươi báo thù, bất luận kẻ nào cũng không thể khi dễ ta sao trời tử sư đệ, hảo, sư huynh biết ngươi trong lòng có ủy khuất, nhưng... ngươi đừng trách sư phụ. Hắn lão nhân ra có chuyện của hắn phải làm, người bị Vu Tôn thế lực khi dễ sự, sư phụ biết sau, tự mình đi cho người báo thù, giết Vu Tôn một người tiểu thiếp, là nàng hạ lệnh treo giải thưởng ngươi. Có rất nhiều sự chúng ta quay đầu lại ôn chuyện, hiện tại sư huynh ta trước giúp ngươi xử lý cái này ma tộc rác rưởi. Sao trời tử an ủi Dương Nghị Vân nói lạc, bỗng nhiên xoay người trong ánh mắt tinh quang lấp lánh hướng về Bắc Minh Ma Đế nhìn lại. Mà Bắc Minh Ma Đế còn lại là tại đây một khắc, cả người phát run. Trực tiếp xoay người liền chạy, hắn nghe thấy được Dương Nghị Vân cùng sao trời tử đối thoại, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên tựa hồ sao trời tử sư đệ, cái này Bắc Minh Ma Đế biết đại sự không ổn, lập tức xoay người liền chạy. Ta làm ngươi đi rồi sao? Sao trời tử nhìn đến Bắc Minh Ma Đế chạy trốn, nhàn nhạt mở miệng. Nơi xa Bắc Minh Ma Đế chạy càng nhanh. Nhưng là ngay sau đó, sao trời tử lại là đối với như cũ bay ra phía chân trời mấy ngàn mét ở ngoài Bắc Minh Ma Đế. Hừ lạnh một tiếng, quá tay bỗng nhiên hư không một hoa, giống như là một hỏa khai thiên thủ thế giống nhau. Chạm. A. À, chạm vào. Dương Nghị Vân nhìn đều sững sờ, chỉ thấy nhà mình vị sư huynh này nghiu ích đến nổ mạnh, nhẹ nhàng một hoa, một cái chạm tự mà ra, trong tay một đạo lộng lấy kiếm khí chợt lóe rồi biến mất, nơi xa Bắc Minh Ma Đế chính là hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp tạc nứt. Cách thật xa liền hóa thành huyết vụ. Dương Nghị Vân tin tưởng lần này Bắc Minh Ma Đế sợ là không được siêu sinh. Gặp qua Ngưu Ích, chưa thấy qua như vậy Ngưu Ích. Phải biết rằng Bắc Minh Ma Đế chính là Ma Đế đại viên mãn a. Nhẹ nhàng bâng quơ chi gian,
bị nhà mình vị sư huynh này, giơ tay một hoa liền hóa thành huyết phụ tiêu tán. Dương Nghị Vân lau nước mắt, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Một kích xử lý Bắc Minh Ma Đế lúc sau, sao trời tử lần thứ hai búng tay phất tay mà ra năm đạo kiếm khí bùng nổ mà đi, đi theo Bắc Minh Ma Đế cùng nhau chạy trốn năm cái ma tướng thủ hạ, tất cả đều ở nơi xa kêu thảm thiết trung hóa thành huyết phụ. Nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, giữa sân sở hữu ma tộc tất cả đều bị sao trời tử xử lý. Bắc Minh Ma Đế mang ra tới 9 đại ma đế thủ hạ, trừ bỏ ngay từ đầu bị Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu Hồng Y liên thủ xử lý 4 cái, dư lại 5 cái cũng chết ở sao trời tử trong tay. 5 cái ma đế tuy rằng không phải Bắc Minh Ma Đế cái loại này đại ma đế cấp bậc, nhưng lại đều là ma đế tu vi, ở sao trời tử trong tay đều bất kham một kích, toàn bộ bị giết. Bắc Minh Ma Đế này một mạch ma tộc xem như toàn xong rồi. Đối với vị này nhị sư huynh hắn xem như chân chính nhận thức. Trước kia liền nghe lão nhân nói qua nhị sư huynh sao trời tử chính là kiếm tiên, hiện giờ xem ra hắn kiếm đạo đã xa xa vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Nhẹ nhàng bâng quơ, búng tay vung lên, liền xử lý một tôn ma đế đại viên mãn, này vẫn là người sao. Dương Nghị Vân nội tâm là không bình tĩnh. Nghĩ lại phía trước Bắc Minh Ma Đế câu kia đệ nhất kiếm đế, tư tư tư. Cường đại liền tính, vẫn là phong hào tiên đế cảnh giới trung đệ nhất tồn tại. Toàn bộ tiên giới mới nhiều ít phong hào. Mỗi cái trình tự chỉ có 10 cái mà thôi. Mà hiện tại nhà mình vị sư huynh này chính là tiên đế phong hào trung đệ nhất. Muốn thực lực có thực lực, muốn danh hào nổi danh hào, muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Như thế ưu tú nhị sư huynh, làm Dương Nghị Vân cảm giác áp lực sơn rất lớn. Vừa rồi đi xử lý Bắc Minh Ma Đế thời điểm, Dương Nghị Vân đều không có nhìn đến nhị sư huynh dùng kiếm, gần là ngón tay thành kiếm nhẹ nhàng một hoa, liền có kiếm khí bùng nổ, diệt Bắc Minh Ma Đế cùng 5 cái ma đế cấp bậc ma tướng. Như thế xem ra vị sư huynh này chân chính thực lực, rốt cuộc như thế nào, hắn là vô pháp tưởng tượng. Không ra kiếm đều có như vậy uy lực, Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng hắn nếu là xuất kiếm, sẽ bùng nổ mới kiểu gì chi uy. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng tràn ngập khiếp sợ thời điểm, sao trời tử xoay người nói, tiểu sư đệ đi đem ngươi kia vài vị bằng hữu mang lên tàu bay chữa thương, ta muốn đi xem Lạc Dương tình huống, sau đó chúng ta lại ôn chuyện. A, nga nga, tốt sư huynh, Dương Nghị Vân trong lòng tràn ngập chấn động, nghe được sao trời tử nói chuyện mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ chớp mắt lại phát hiện nhị sư huynh đã bước lên tàu bay, mà hắn cũng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Lạc Dương, nghe nhị sư huynh ý tứ. Lạc Dương đã ở hắn tàu bay thượng, nghĩ đến tất nhiên là phía trước nhị sư huynh đã hiểu biết nói Lạc Dương đồ đệ, đem bay ra đi ma thần ý thức cấp vây ở tàu bay phía trên, lúc này giải quyết Bắc Minh Ma Đế, lại là muốn đi xem Lạc Dương tình huống. Ngẫm lại cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nhị sư huynh ở nguy cơ thời điểm xuất hiện, đem Lạc Dương hoặc là nói ma thần ý thức cấp khống chế xuống dưới, nếu không làm ma thần ý thức đào tẩu, ngày sau hoàn toàn đem Lạc Dương cấp đồng hóa, hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Cũng không mặt mũi đối nhị sư huynh. Cũng may hiện giờ xem ra, hết thảy đều còn kịp. Mặt khác ngầm, phương đông người sát cùng nhiếp hồn lão tổ đều bị trọng thương, yêu cầu cho bọn hắn chữa thương. Dương Nghị Vân lắc mình đi xuống, đi tìm phương đông người sát cùng nhiếp hồn lão tổ. Bất quá đúng lúc này, hai tiếng trước sau kích động thét chói tai vang lên. Chủ nhân ta rốt cuộc tìm được ngài. Chủ nhân lão bảo nhưng tính nhìn thấy ngươi. Dương Nghị Vân quay người lại. Lưỡng đạo lưu quang trước sau mà đến, quay đầu nhìn lại cũng cười. Này hai người thật là Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang. Hai người đều là hắn đầu nhận lấy tiểu đệ. Yến Xích Hà cùng nhiếp hồn lão tổ giống nhau, đều là mạnh mẽ thu phục, mà Bảo Thuận Quang còn lại là tự nguyện trung thành. Dương Nghị Vân không nghĩ tới này hai người cư nhiên sẽ ở nhị sư huynh tàu bay phía trên, bất quá ngay sau đó tưởng tượng, tất nhiên là nhị sư huynh đi qua tiên đan thành phân bộ. Cho nên Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang tiến đến cũng không kỳ quái. Ngay sau đó lại là một đạo lưu quang từ tàu bay trên dưới tới, lại là Đinh Hòa Bình. Ba người trước sau rơi xuống. Yến Xích Hà kích động vô cùng nói, Yến Xích Hà bái kiến chủ nhân. Bảo Thuận Quang bái kiến chủ nhân Bảo Thuận Quang cũng quy quy củ củ hành lễ. Gặp qua Đại Tông Sư Đinh Hòa Bình lại như cũ xưng hô Dương Nghị Vân Đại Tông Sư. Đều đứng lên đi Dương Nghị Vân vung tay lên ba người đều bị nâng lên, hắn nhìn xem ba người tu vi đều tăng nhiều, năm đó từ biệt mau 2000 năm. Yến Xích Hà cũng đã thành tựu tiên quân lúc đầu. Bảo Thuận Quang cùng Đinh Hòa Bình đều tiến vào tiên quân trung kỳ. Tu luyện đều tính không tồi.
Các ngươi đều không tồi, tu vi tăng nhiều, thật đáng mừng. Dương Nghị Vân cười cười nói. Có thể giống như nay tu vi, đối mệt chủ nhân ngươi nhị sư huynh ngàn năm chỉ điểm, đều là thác chủ nhân hồng phúc. Yến Xích Hà vội vàng nói. Đúng vậy, ít nhiều sao trời đại nhân chỉ điểm, chúng ta mới có hiện tại tu vi. Bảo Thuận Quang cùng Đinh Hòa Bình trước sau mở miệng, ba người vừa rồi tự nhiên nghe được thấy được Dương Nghị Vân cùng sao trời tử chi gian đối thoại, lại là trong lòng khiếp sợ thực, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên là sao trời tử tiểu sư đệ, thật sự là không nghĩ tới. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại cũng bình thường trở lại, nhị sư huynh tu vi thông huyền chỉ điểm ba người đạt tới hiện giờ tu vi đảo cũng bình thường, bất quá nghe ba người lời nói, tựa hồ bọn họ đi theo nhị sư huynh đều ngàn năm thời gian, lại là không biết sao lại thế này. Chuyện này đều là việc nhỏ, quay đầu lại ôn chuyện hỏi lại đi. Bên kia, Nhiếp Hồn lão tổ ngực có cái đại huyết động nằm trên mặt đất, nhìn đã phát sinh hết thảy, lại cũng nội tâm tràn ngập chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình cái này chủ nhân cư nhiên có một cái như thế ngưu ích sư huynh, hơn nữa là phong hào đệ nhất tiên đế. Là nhị sư huynh, tự nhiên liền còn có đại sư huynh từ từ đồng môn, càng có sư môn tồn tại, Nhiếp Hồn lão tổ vô pháp tưởng tượng chủ nhân nhà mình sư môn rốt cuộc mạnh như thế nào hắn. Sợ là có thể so sánh vai tiên giới tam đại chí tôn thế lực tồn tại đi. Mặt sau nhìn đến Bảo Thuận Quang cùng Yến Xích Hà hai người xưng hô Dương Nghị Vân vi chủ nhân, làm Nhiếp Hồn lão tổ mạc danh cảm giác trong lòng căng thẳng, âm thầm nói, xem ra ngày sau còn muốn càng nỗ lực a. Chủ nhân bên người không thiếu người hầu, nhìn qua bọn họ hai cái đều cùng chủ nhân thực thân thiết đâu. Nhiếp Hồn lão tổ có nguy cơ cảm, bất quá duy nhất làm hắn an tâm một chút là, so sánh với Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang. Hắn tu vi lại là trước mắt ba người chung tối cao. Còn tính có điểm ưu thế, tin tưởng chỉ cần ngày sau càng nỗ lực, chủ nhân nhất định sẽ xem trọng chính mình. Trải qua hôm nay sao trời tử xuất hiện việc sau, Nhiếp Hồn lão tổ biết hắn bế lên một cái rất lớn đại thô chân, cảm giác tiền đồ vô lượng, nghĩ Dương Nghị Vân cái này chủ nhân bối cảnh, Nhiếp Hồn lão tổ tuy rằng bị trọng thương, lại là biết cái này thương thế thực giá trị, hẳn là ở trọng một chút càng tốt. Đồng dạng chấn động vô cùng còn có Phương Đông người sắt, đối với kiếm đế sao trời tử, hắn xem như nhất như sấm bên tai một cái, bởi vì ra ra Phương Đông Hạo Thiên đồng dạng là tiên đế chi cảnh trung danh liệt thứ 9 phong hào tiên đế, cho nên thường xuyên nhắc tới phong hào đệ nhất kiếm đế sao trời tử, ở lão nhân trong miệng đều đối sao trời tử tràn ngập tán thưởng, thậm chí là có vài phần sùng bái. Còn nhớ rõ ra ra lại một lần cảm thán quá, tiên giới kiếm đạo đương thuộc sao trời tử đệ nhất, chính là chân chính kiếm đạo chí cường giả. Sao trời tử thực lực sâu không lường được, liền tính là tầm thường tiên tôn cũng không kịp kiếm đế sao trời tử, ở ra ra trong miệng sao trời tử là tiên giới nhất đẳng nhất cái loại này kiếm đạo cường giả. Chẳng qua Phương Đông người sắt đánh chết cũng không nghĩ tới, càng không có đi liên tưởng, chính mình huynh đệ Dương Nghị Vân cư nhiên là tiên giới đỉnh đỉnh đại danh phong hào tiên đế đệ nhất nhân kiếm đế sao trời tử sư đệ. Cái này tin tức thật sự là quá mức nổ mạnh. Thế cho nên Phương Đông người sắt đã chịu trọng thương. Toàn thân miệng vết thương lớn nhỏ mười mấy chỗ, ngay từ đầu đau hít hà một hơi thẳng kêu to, đến sau lại bị cái này tin tức cấp chấn động đến quên mất đau đớn. Mỗi một khắc Phương Đông người sắt đột nhiên cười, mặc kệ nói như thế nào, Dương Nghị Vân đều là hắn huynh đệ, ha ha. Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà ba người chào hỏi qua, làm ba người hỗ trợ đem Phương Đông người sắt cùng Nhiếp Hồn lão tổ lộng thượng nhị sư huynh tàu bay đi. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân cũng tới rồi Phương Đông người sắt trước người đem hắn nâng dậy, một giọt sinh mệnh chi thủy cho hắn ăn vào hỏi, thế nào? Không chết được, ha ha tuy rằng trọng thương, nhưng Phương Đông người sắt lại là tâm tình không tồi, thống thống khoái khoái chém giết một hồi, hơn nữa là cái ma đế cấp bậc chiến đấu, đây là hắn trước nay không trải qua quá, cảm giác rất thống khoái. Đương nhiên Phương Đông người sắt minh bạch lần này cần không phải có Dương Nghị Vân răng cưa vương mang theo 10 vạn răng cưa điều hiệp trợ hắn. Hắn khả năng đã sớm bị ma đế cấp chém giết. Nghĩ đến Dương Nghị Vân răng cưa điểu, Phương Đông người sắt ngẩng cao tâm tình lại cũng mất mát, lần này chết răng cưa điểu thật sự quá nhiều, 10 vạn răng cưa điểu còn thừa không có mấy, giữa sân dư lại không nhiều lắm, chỉ có 5.000 chi số còn sống. Hắn biết lần này chém giết toàn dựa răng cưa điểu đàn sông vào phía trước đường pháo hôi, hắn mới không chết, hơn 1.000 thượng vạn răng cưa điểu chắn hắn bốn phía. Tuy rằng đều là hung thú, nhưng Phương Đông người sắt trong lòng như cũ áy náy. Ngẫm lại sau Phương Đông người sắt trầm thấp nói, Vân Tử hậu táng những cái đó răng cưa điểu đi, lần này cần không phải răng cưa điểu đàn tồn tại ta cùng Nhiếp Hồn lão tổ đều sẽ đừng xử lý. Đúng vậy chủ nhân, lần này ít nhiều răng cưa điểu, chúng ta thiếu răng cưa điểu ân tình.
Nhiếp Hồn lão tổ ở Yến Xích Hà ba người nâng hạ đã đi tới nói. Dương Nghị Vân nhìn xem đầy đất máu chảy thành sông bầm thây thể chồng chất như núi răng cưa điểu, trầm thấp điểm điểm nói, ta sẽ an táng bọn họ, các ngươi trước thượng tàu bay đi chữa thương đi. Xem Nhiếp Hồn lão tổ thương thế còn hành, rốt cuộc có hắc giáp bảo hộ ngăn cản không ít công kích, cho nên Dương Nghị Vân không có cấp Nhiếp Hồn lão tổ sinh mệnh chi thủy. Chờ mấy người rời đi thượng phi thuyền lúc sau, Dương Nghị Vân lắc mình đi tới toàn thân máu chảy đầm đìa răng cưa điểu vương bên người. Giống giống. Răng cưa điểu vương phát ra than khóc chi thân, đỏ thắm trong ánh mắt có huyết lệ rơi xuống. Dương Nghị Vân nhẹ nhàng vỗ răng cưa vương đầu, một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện cấp răng cưa vương ăn vào, nhẹ giọng nói, ta biết, nhị lang nhóm đều là làm tốt lắm, lần này chiến đấu chúng nó đều là anh hùng, ta sẽ hảo hảo an táng bọn họ, người thả hồi càn khôn hồ hảo hảo chữa thương đi. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân đem răng cưa vương cùng dư lại 5.000 răng cưa điểu vung tay lên tất cả đều đưa vào càn khôn hồ không gian. Kế tiếp hắn tự mình động thủ đem chồng chất thành sơn răng cưa điểu thi thể thu nạp một chút đều không dư thừa thu vào càn khôn hồ không gian, ở càn khôn hồ không gian chuyên môn tìm một khối địa phương an táng này đó răng cưa điểu, hơn nữa lập hạ, hỗn loạn tiên vực một trận chiến, đầu công công thần 10 vạn răng cưa điểu chi mộ. Như thế mới tính an tâm vài phần. Đích xác này đó răng cưa điểu thành hắn đại trợ lực, lúc trước thu vào đi 10 vạn thành niên răng cưa điểu đàn, hiện giờ liền dư lại 5.000, hắn trong lòng định ra quy củ, từ nay về sau chiến đấu lại gian nan, cũng không tính toán vận dụng dư lại này 5.000 răng cưa điểu. Muốn lưu trữ chúng nó sinh sản. Cũng may càn khôn hồ không gian còn có gần 50 vạn răng cưa trứng chim, chờ đến toàn bộ phu hóa, răng cưa điểu đàn sẽ lại lần nữa lớn mạnh lên. Dàn xếp răng cưa điểu sau. Dương Nghị Vân đi bước một hướng về cây số ở ngoài một cây đại thụ đi đến. Thành viên chung, Hồng Y vẫn luôn đều ở đây chung, hắn an bài Bảo Thuận Quang mang Hồng Y đi Phi Châu, hiện tại còn kém Tuyết Miêu. Nhưng là đại chiến, Tuyết Miêu thật là phát huy ra đại tác dụng, nếu không phải Tuyết Miêu hắn cũng không có khả năng thuận lợi chém giết trong đó hai cái Bắc Minh thủ hạ ma tướng. Bất quá ở Bắc Minh ra tay lúc sau, Tuyết Miêu đã bị lan đến, một chút không biết đi nơi nào. Nhưng là đại chiến quá hỗn loạn Dương Nghị Vân cũng không thấy được Tuyết Miêu. Vẫn luôn ngồi xổm trên vai thần ma điểu mở miệng nói, kia chỉ miêu ở cây số ở ngoài trên đại thụ. Thần ma điểu tuy rằng cùng Tuyết Miêu đấu võ mồm, hai người nhìn như phản xung, như là một đôi oan gia, kỳ thật trong lòng ngừng ở ý Tuyết Miêu, quan sát tới rồi Tuyết Miêu bị ma đế một kích đánh bay tới rồi đại thụ bên kia. Dương Nghị Vân ở thần ma điểu chỉ điểm hạ, đi tới cây số ở ngoài đại thụ trước. Thần thức đảo qua quả nhiên phát hiện Tuyết Miêu. Chẳng qua giờ phút này Tuyết Miêu toàn thân tuyết trắng trên người bị máu tươi nhiễm hồng. Tuyết Miêu, Miêu, Tuyết Miêu suy yếu đáp lại một tiếng. Dương Nghị Vân phi thân dựng lên đem Tuyết Miêu từ trên đại thụ tiểu tâm ôm xuống dưới, trong tay chợt lóe cuối cùng một giọt sinh mệnh chi thủy cấp Tuyết Miêu dùng đi xuống, tức khắc Tuyết Miêu trên người hiện lên một đạo xanh biếc quang mang, sinh mệnh chi thủy cường đại sinh cơ bắt đầu phát huy tác dụng, cấp Tuyết Miêu chữa trị thân thể thương thế. Ở Tuyết Miêu bụng có một đạo rất sâu miệng vết thương. So sánh với tới, này đó tiểu đồng bọn tuyết rơi vừa miêu thương thế nặng nhất. Dương Nghị Vân ôm Tuyết Miêu nhẹ nhàng vuốt nàng lông tóc an ủi, hảo hảo điều dưỡng, không có việc gì, không có việc gì, sẽ khôi phục lại. Nói xong hắn đem Tuyết Miêu cũng thu vào càn khôn hồ không gian đi tu dưỡng, chữa thương địa phương càn khôn hồ không gian tự nhiên là thượng thừa lựa chọn, không cần người hộ pháp, cũng không có người sẽ quấy rầy. Lần này tao ngộ ma tộc Bắc Minh ma đế, có thể nói là thực thảm thiết. Nếu không phải nhị sư huynh kịp thời đuổi tới, bọn họ những người này sợ là đều sẽ chết. Còn hảo, hết thảy cuối cùng là đi qua. Ngay sau đó Dương Nghị Vân một cái lắc mình xuất hiện ở nhị sư huynh sao trời từ tàu bay thượng. Lúc này ở tàu bay thượng, những người khác đều ở tầng thứ nhất, Dương Nghị Vân hỏi Đinh Hòa Bình nói là nhị sư huynh ở lần thứ hai khoang thuyền. Dương Nghị Vân chào hỏi qua. Làm Ninh Hòa Bình mấy người khán hộ phương đông người sắt cùng Nhiếp Hồn lão tổ chữa thương hộ pháp, hắn còn lại là bước lên lần thứ hai. Đi vào khoang thuyền ở ngoài, còn không có ra tiếng, liền nghe thấy bên trong nhị sư huynh thanh âm vang lên nói, tiểu sư đệ tiến vào. Dương Nghị Vân nghe vậy, đẩy cửa đi vào. Lại là ở tiến vào sau thấy được nhị sư huynh đang tố pháp, mà Lạc Dương còn lại là đầy người ma khí ở trước mặt hắn. Chỉ thấy giờ phút này nhị sư huynh đôi tay bay múa. Không ngừng ở Lạc Dương trên người điểm hạ, không điểm đánh một lần, Lạc Dương hoặc là nói là ma thần ý thức đều sẽ phát ra hét thảm một tiếng. Lại là tại hạ một khắc,
chỉ nghe nhị sư huynh đối với ma thần ý thức trầm giọng nói, bản đế lại cho ngươi một lần cơ hội, buông ta ra đổ nhi ý thức. Ma thần ý thức hiển nhiên bị nhị sư huynh cấp khống chế, giam cầm thân thể, ở Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, lúc này Lạc Dương trên người lại là xuất hiện từng thanh kiếm khí ngưng tụ pháp lực tiểu kiếm, đâm vào Lạc Dương toàn thân các nơi, nhìn giống con nhím giống nhau. Ngay sau đó lại nghe ma thần ý thức hét lớn, giống. Mơ tưởng, bản thân đã cùng nàng ý thức dung hợp, há có thể dọa đến bản thân, ngươi nếu là mạnh mẽ động thủ, bản thân dám cam đoan Lạc Dương sẽ hồn phi phách tán, một chút ít ý thức đều sẽ không dư lại. Lạc Dương vốn chính là bản thân một sợi phân thân chuyển thế tu luyện, hiện tại bản thân chỉ là cùng chính mình phân thân dung hợp mà thôi, ngươi. Các ngươi cần gì phải cản trở. Nói nữa, bản thân dung hợp Lạc Dương. Lạc Dương sẽ có được bản thân một thân thần thông phương pháp, ngày nào đó thành tựu không thể hạn lượng, cũng như cũ vẫn là ngươi sao trời tử đồ đệ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Sao trời tử tức khắc giận dữ, hỗn trướng, bản đế đồ đệ há tha cho ngươi làm càn, liền tính nàng là ngươi cái ma đầu phân thân chuyển thế, kia cũng là ta sao trời tử đồ đệ, vận mệnh của nàng như thế nào, không phải ngươi một giới tàn phá ma thần định đoạt, là bản đế định đoạt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng bản đế không làm gì được ngươi không thành. Nho nhỏ ma thần tàn hồn, cấp mặt không biết xấu hổ, nếu như thế đừng trách bản đế vương vô tình, diệt ngươi ma thần ý thức, ta đổ nhi tự nhiên nhưng kế thừa ngươi một thân thần thông, hôm nay bản đế khiến cho ngươi biết biết, rốt cuộc là ai cho ai làm áo cưới. Sao trời tử tức giận nói xong, đầu cũng sẽ không đối Dương Nghị Vân nói, tiểu sư đệ cho ta hộ pháp, sư huynh kiếm hồn xuất khiếu đi diệt cái này kéo dài hơi tàn chó má ma thần. Hừ, thật sự không biết sống chết đồ vật, hỗn trướng hết sức. À, là Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh nói chuyện khí phách vô cùng, có chút ngơ ngác trả lời. Lại cũng ở trong lòng tràn ngập chấn động, ở nhà mình vị này nhị sư huynh trong miệng, đem đường đường siêu việt tiên cái này trình tự ma thần ý thức, nói không đáng một đồng, càng là tràn ngập uy hát yêu ta, hơn nữa cư nhiên muốn tiên hồn xuất khiếu trực tiếp đi diệt ma thần ý thức. Chẳng qua Dương Nghị Vân biết ma thần ý thức đã nuốt Lạc Dương ý thức. Nếu là nhị sư huynh mạnh mẽ động võ, không biết có thể hay không đối Lạc Dương có thương tổn. Vạn nhất đem ma thần ý thức bức nóng này, chưa chừng sẽ trực tiếp mạt sát Lạc Dương ý thức, đến lúc đó làm hắn vô cùng lo lắng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chính mình vị này nhị sư huynh tu vi cũng là thông huyền hạng người, nếu hắn dám như thế nói chuyện, như thế làm, tất nhiên có nắm chắc, nếu không hẳn là sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, nhị sư huynh đối Lạc Dương cái này đồ đệ. Rất là để ý, hắn hẳn là sẽ không đánh vô nắm chắc trưởng. Như vậy tưởng tượng Dương Nghị Vân cũng an tâm vài phần. Ngay sau đó chỉ thấy nhị sư huynh đối hắn nói chuyện hộ pháp sau, trên người bạch quang chợt lóe, vèo một đạo dòng khí trực tiếp từ Lạc Dương giữa mày chui đi vào. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân liền nhìn đến Lạc Dương cả người run rẩy lên, cả người ma khí đại tác phẩm dựng lên. Nhưng đồng thời trên người nàng cũng tản mát ra làm nhân tâm kinh kiếm khí. Dương Nghị Vân vung tay lên đem cửa phòng đóng lại, hai mắt khát khao chăm chú vào Lạc Dương hoặc là nói ma thần trên người, hắn biết nhị sư huynh trực tiếp tiến vào Lạc Dương ý thức hải, đi giết ma thần ý thức, cũng là ở cứu Lạc Dương. Trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Lạc Dương thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, toàn thân ma khí cũng càng lúc càng lớn, chẳng qua bị trên người từng thanh kiếm khí chi kiếm cấp khát khao giam cầm thân thể, nàng không động đậy, chỉ có thể run rẩy. Mỗi một khắc, từ Lạc Dương trong cơ thể bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng, a. Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng, đây là ma thần ý thức tiếng kêu thảm thiết. Lại là không biết sư huynh thành công không có, hắn ngược lại càng thêm lo lắng. Giờ khắc này Lạc Dương run rẩy lợi hại thân thể cũng tùy theo bình tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó một đạo bạch quang từ Lạc Dương giữa mày lần thứ hai ra tới tiến vào sư huynh thân thể. Thành. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nghĩ. Ngay sau đó chỉ thấy nhị sư huynh mở hai mắt, hắn cái trán có mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, mở mắt ra thời điểm hộc ra một ngụm chọc khí. Dương Nghị Vân vội vàng hỏi, nhị sư huynh Lạc Dương như thế nào? Ma thần ý thức bị ngươi diệt không có. Vừa dứt lời, còn không có chờ sao trời tử trả lời, Lạc Dương lại là mở hai mắt, nhìn đến sao trời tử thời điểm hai mắt lại là nhu sắc, nhưng cũng tràn ngập nước mắt cuồn cuộn mà rơi, mở miệng, sư tôn. Nói chuyện chung Lạc Dương trên người kiếm khí phi kiếm bị nhị sư huynh vung tay lên triệt rớt biến mất, nàng lại là một chút nhào vào nhị sư huynh trong lòng ngực. Giờ khắc này Dương Nghị Vân sửng sốt, cuối cùng là minh bạch một chút cái gì, lại cũng vui vẻ lên, thực hiển nhiên Lạc Dương vấn đề bị nhị sư huynh giải quyết, ma thần ý thức bị sư huynh cấp tiêu diệt.
Dương Mỗ Nhân thức thời lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi hết sức, lại nghe thấy vị này nhị sư huynh an ủi Lạc Dương nói, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ. Sau khi rời khỏi đây đóng cửa hết sức, Dương Mỗ Nhân trong lòng cảm khái, nhị sư huynh a ngươi là cái du mộc ngật đáp, ha ha ha. Trong mắt hắn xem ra, Lạc Dương vừa mới nhìn về phía nhị sư huynh ánh mắt không chỉ có riêng là nhìn thấy sư phụ sư đồ chi tình, làm người từng trải, Dương Mỗ Nhân nhìn ra được tới, đó là một loại tình yêu. Đáng tiếc nhà mình vị sư huynh này tựa hồ ở phương diện này hoàn toàn là cái tiểu bạch, là thẳng nam ung thư. Trong lòng nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội cấp nhị sư huynh đề điểm. Thực rõ ràng Lạc Dương thích hắn, nhưng nhị sư huynh tắc nhìn qua hoàn toàn chính là chút nào không hiểu rõ đầu gỗ, đối Lạc Dương chỉ có làm sư phụ uy nghiêm tình thầy trò. Bất quá mặc kệ thế nào, Lạc Dương sự tình rốt cuộc là giải quyết, đây là rất tốt sự, đến nỗi mặt khác sự, ngày sau xem nàng tạo hóa đi. Dương Nghị Vân không có quấy rầy Lạc Dương cùng nhị sư huynh thầy trò ôn chuyện, lặng lẽ rời khỏi khoang thuyền. Bên ngoài Đinh Hòa Bình đám người nhìn đến Dương Nghị Vân ra tới, vội vàng đi lên dò hỏi Lạc Dương tình huống. Lạc Dương là luyện tạo tiên minh phân bộ người cầm lái, là Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang cấp trên, mọi người đều quan tâm Lạc Dương tình huống. Đại Tông Sư Minh chủ hắn thế nào? Chủ nhân, đều đừng lo lắng Lạc Dương đã không ngại Dương Nghị Vân cười cười mang theo bọn họ đi xuống khoang thuyền, đi tới phương đông người sắt cùng Nhiếp Hồn lão tổ bên người, xem bọn hắn hơi thở vững vàng, còn ở khôi phục chung. Lại cũng yên tâm. Lúc sau cùng Đinh Hòa Bình, Bảo Thuận Quang, Yến Xích Hà nói chuyện phiếm, mới biết được, bọn họ hơn 1.000 năm trước liền từ luyện tạo tiên minh xuất phát, đi theo nhị sư huynh tiến đến tìm kiếm hắn. Chẳng qua dựa theo ba người ý tứ, ở tới trên đường, nhị sư huynh cố ý đem tàu bay tốc độ thả chậm, dọc theo đường đi chậm gì gì tiến đến. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nghe thẳng nhíu mày, nghe Đinh Hòa Bình ba người ý tứ. Tựa hồ nhị sư huynh đã sớm biết được hắn rơi xuống nhưng lại không có trước tiên tới rồi, ngược lại dọc theo đường đi chậm gì gì mà đến lúc đó không biết nghĩ như thế nào. Dương Nghị Vân biết lấy vị này nhị sư huynh thông huyền tu vi, hắn một chút sự tình sợ là đã sớm biết, chẳng qua ngươi chậm gì gì tiến đến, sẽ không sợ ta bị người đánh chết à. Dương Mỗ Nhân trong lòng có chút oán niệm. Đương nhiên chỉ là có chút oán niệm mà thôi, hắn cũng không dám tại đây vị nhị sư huynh trước mặt có cái gì bất mãn. Bởi vì trong mắt hắn nhị sư huynh chính là cái biến thái, cường đại đáng sợ. Vốn đang cho rằng chính mình tu vi cũng coi như là tiến vào cường giả ngạch cửa, nhưng hiện tại hắn xem như đã biết cái gì mới là chân chính cường giả. Đều là lão nhân đồ đệ, chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Dương Mỗ Nhân trong lòng lại có chút tâm tâm niệm niệm lên. Đúng lúc này trên lầu truyền đến nhị sư huynh thanh âm, tiểu sư đệ tới khoang thuyền. A tới nhị sư huynh. Dương Nghị Vân nghe được sao trời tử kêu to, vội vàng đáp lại một tiếng, hướng về trên lầu đi đến. Tới rồi phòng cửa đại môn đã mở ra, đi tới thời điểm, đã nhìn đến nhị sư huynh ngồi ở thượng đầu uống trà chung, mà Lạc Dương còn lại là đứng ở một bên. Nhị sư huynh ngươi tìm ta Dương Nghị Vân đối vị này chi kỷ đã lâu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt nhị sư huynh nói thật là có vài phần sợ hãi, không có biện pháp, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức chấn động. Không giống lúc trước ở tu giả giới nhìn thấy đại sư huynh Vân Trường Sinh cái loại này thân thiết. Dương Nghị Vân nghĩ đến đây là cùng tu vi có rất lớn quan hệ đi. Tiến lên đây sao trời tử nhìn đến Dương Nghị Vân cười cười, ý bảo hắn tiến lên. Dương Nghị Vân nghe vậy thành thành thật thật tiến lên, đứng ở sao trời tử trước mặt. Khụ, lúc này lại là nhìn đến nhị sư huynh ho khan một tiếng, nửa híp mắt, cố ý vô tình nhìn thoáng qua trên bàn một ly trà. Một màn này làm Dương Mỗ Nhân sửng sốt, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, nếu là điểm này EQ đều không có hắn cũng không cần làm người địa cầu. Một chút liền minh bạch vị này nhị sư huynh ý tứ, vội vàng tiến lên bưng lên trên bàn chén trà, lui ra phía sau một bước nhỏ, thành thành thật thật tham viếng đi xuống, dâng lên chén trà, lớn tiếng nói, thỉnh nhị sư huynh uống trà, sư đệ gặp qua nhị sư huynh. Dương Mỗ Nhân hỗn lâu như vậy, tự nhiên cũng biết một ít tu luyện giới quy củ. Tôn sư trọng đạo. Lúc này hắn cũng nhớ lại tới, trước kia lão nhân nói qua vị này nhị sư huynh là mấy cái đồ đệ bên trong nhất chú trọng quy củ giảng quy củ một cái, mà đại sư huynh Vân Trường Sinh là thuộc về người hiền lành cái loại này tính cách, tiểu sư tỷ tím Hà là nhất bị hắn sủng hư một cái, đến nỗi chính mình ở lão nhân trong miệng chính là nhất không lớn không nhỏ không quy củ. Giờ phút này xem nhị sư huynh tư thế, đây là muốn chính thức hóa gặp mặt nghi thức, Dương Nghị Vân đối vị này tu vi thông huyền vẫn là có kính sợ.
Suy nghĩ cẩn thận này đó sau vội vàng cấp nhị sư huynh thượng trà, thành thành thật thật hành lễ. Quả nhiên banh mặt nhị sư huynh rốt cuộc có ý cười, kết quả chén trà, cười tủm tỉm uống một ngụm trà, lúc này mới nói, tiểu sư đệ xin đứng lên, sư huynh ta cũng không có gì thứ tốt tặng cho ngươi, đây là ba đạo sư huynh chính mình kiếm phù, liền tính cho ngươi làm lễ gặp mặt, chớ có ghét bỏ, chờ ngày sau sư huynh lại cho ngươi bồi thường một phần đại lễ. Nói chuyện bên trong trong tay một phen tam khối ngân quang lấp lánh ngọc cũng không phải ngọc kiếm phủ đưa cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân tức khắc trong lòng nhạc nở hoa, sao có thể sẽ ghét bỏ. Nếu là chưa thấy qua vị sư huynh này như ích có lẽ sẽ ghét bỏ vài phần, nhưng là kiến thức qua đi, liền biết nhị sư huynh đưa ra giảng phủ chính là hiếm có thứ tốt, nhếch miệng cười vung tay lên tia chớp thu lên, trong miệng liên tục nói, đa tạ nhị sư huynh. Ở sao trời từ tay còn vươn tới, không lùi về đi thời điểm. Dương mẫu nhân đã đem tam khối kiếm phủ cấp thu lên, tốc độ cực nhanh, làm còn không có lùi về đi tay sao trời tử đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Đã sớm theo sư phụ trong miệng nghe được quá vị này tiểu sư đệ làm người, hiện tại xem ra, sư phụ lời nói không được a. Sao trời tử cái trán có chút biến thành màu đen, vốn định giáo huấn hai câu, nhưng ngẫm lại đây là lần đầu tiên thấy tiểu sư đệ, vẫn là thôi đi. Ngay sau đó mở miệng nói, tiểu sư đệ ngồi xuống nói chuyện đi. Sao trời tử ý bảo Dương Nghị Vân ngồi ở bên tay phải, Dương Nghị Vân cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Lúc này chỉ nghe nhị sư huynh uy nghiêm mở miệng nói, Lạc Dương cho ngươi tiểu sư thúc kính trả tiền chiết khấu, chính thức bái kiến ngươi tiểu sư thúc. Dương Nghị Vân vừa nghe lời này, vội vàng nói, nhị sư huynh không cần đi, ta cùng Lạc Dương đều rất quen thuộc. Quy củ chính là quy củ, ngươi là ta sư đệ, là Lạc Dương tiểu sư thúc, các ngươi trước kia không chính thức đã gặp mặt, đây là hẳn là. Lạc Dương là chúng ta này một mạch đệ tử đời thứ ba, ta cũng liền này một cái đồ đệ, chính thức lễ tiết cần thiết phải có. Sao trời tử một mở miệng uy áp vô cùng, thượng cương thượng tuyến, làm Dương Nghị Vân không dám sớm nói chuyện. Ngươi là sư huynh ngươi định đoạt. Lạc Dương lúc này ở sao trời tử trước mặt thực văn tính, nâng chung trà lên, đối với Dương Nghị Vân chính thức thăm viếng hành lễ, Lạc Dương bái kiến tiểu sư thúc, thỉnh tiểu sư thúc uống trà. Ách cùng Lạc Dương ở bên nhau rất quen thuộc. Đột nhiên tới như vậy một chút, thật là có chút không thói quen đâu. Bất quá nhị sư huynh ở một bên ngồi, thật đúng là không thể bất an quy củ tới, kết quả Lạc Dương trong tay chén trà, Dương Nghị Vân uống trà mở miệng, sư điệt xin đứng lên. Ra dáng ra hình, trộm nhìn giống nhau nhị sư huynh, quả nhiên thấy được hắn trong ánh mắt có vui mừng. Dương Nghị Vân thở dài một hơi, trong lòng nói thầm, ngày sau có như vậy cho rằng cũ kỹ sư huynh, sợ là nhật tử không hảo quá a. Buông chén trà, Dương Nghị Vân nhìn xem đứng ở một bên Lạc Dương, ngẫm lại tựa hồ có chỗ nào hắn cấp đánh rơi. Vừa chuyển niệm tưởng tới rồi. Nhưng tiểu sư thúc phải cho sư điệt lễ gặp mặt. Đây là lễ tiết a. Khác hắn không có, nhưng là đáp lễ, hiện tại Dương mỗ nhân nhưng không thiếu. Vung tay lên tức khắc xuất hiện một vạn viên cực phẩm tiên thạch, mở miệng nói, Lạc Dương sư điệt sư thúc ta không những thứ khác, này một vạn tiên thạch coi như khi chính thức lễ gặp mặt. Một bên sao trời tử vốn dĩ cúi đầu uống trà, nghe thấy Dương Nghị Vân nói chuyện, đầu cũng không nâng lên không thấy, tự nhận là vị này tiểu sư đệ rất nghèo, mở miệng nói, tiểu sư đệ ngươi tu luyện chi lộ còn rất dài, cấp Lạc Dương lễ gặp mặt liền miễn đi. Nhưng lúc này Lạc Dương lại là hì hì cười nói, cảm ơn tiểu sư thúc. Nói chuyện chi gian liền phải thu hồi tiên thạch. Sao trời tử vừa chuyển đầu vừa muốn nói chuyện bằng không Lạc Dương muốn Dương Nghị Vân tiên thạch, nhưng vừa quay đầu lại. Ngoan ngoãn suốt một vạn viên cực phẩm tiên thạch chất đống ở Lạc Dương trước mặt. Một chút còn không có nuốt xuống đi nước trà phụt một chút phun tới. Phốc! Khụ khụ khụ! Sao trời tử nhìn suốt một vạn cực phẩm tiên thạch nhìn không được ho khan, cực phẩm tiên thạch, một vạn cực phẩm tiên thạch, hắn không phải chưa thấy qua, gia sản cũng không tồi, lấy đến ra tới, chính là. Giống vị này tiểu sư đệ tùy tay lấy ra tới đương lễ gặp mặt một vạn cực phẩm tiên thạch bút tích. Hắn sợ là cũng làm không được. Đây chính là suốt một vạn cực phẩm tiên thạch, không phải một vạn hạ phẩm trung phẩm tiên thạch. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối Lạc Dương nói, không thể, này cũng quá. Quá nhiều. Trong lòng đối vị này tiểu sư đệ hảo cảm gia tăng mãnh liệt, tiểu sư đệ là cái thật sự người a. Một vạn cực phẩm tiên thạch nói đưa liền đưa. Nhưng mà Lạc Dương hì hì cười, vung tay lên đem toàn bộ tiên thạch thu hồi tới, nhưng mà đối với sao trời tử cười nói. Sư tôn, ta tiểu sư thúc của cải phong phú đâu, điểm này tiên thạch với hắn mà nói mưa bụi mà thôi, ta nhận lấy, hì hì.
Sao trời tử vốn dĩ quát lớn Lạc Dương, nhưng là nghe thế phiên lời nói, hắn cũng coi như là nhìn ra tới, xem ra vị này tiểu sư đệ thật đúng là thổ hào a. Nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ ngươi có bao nhiêu cực phẩm tiên thạch? Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, rốt cuộc có thể làm vị này Ngưu Ích sư huynh giật mình một hồi, thực trang bức tùy ý nói, cũng không nhiều ít, không sai biệt lắm 20 vạn cực phẩm đi. Này vẫn là không tính thượng những cái đó thiên tài địa bảo số lượng, chỉ là chỉ cần tiên thạch số lượng mà thôi. Khụ khụ. Sao trời tử vừa nghe một trận kịch liệt ho khan, thật đúng là. Nhìn giống nhau Lạc Dương gật gật đầu, tỏ vẻ tiểu sư thúc không khoác lác. Nàng lúc trước chính là chính mắt thấy tiểu sư thúc cướp đoạt Tuyết Miêu sở hữu cất chứa. Sao trời tử nửa ngày lúc sau mới phun ra một hơi, nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân chậm rãi nói, tiểu sư đệ ở tiên giới tài không thể lộ ra ngoài, người ngày sau không thể dễ dàng kỳ người, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới không cần thiết phiền toái. Sư huynh yên tâm, ta biết đến. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Một phen chính thức lễ gặp mặt hoàn thành lúc sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, nhị sư huynh sư phụ hắn lão nhân ra tốt không? Sao trời tử buông chén trà nghiêm mặt nói, sư phụ hắn lão nhân ra thực hảo, cũng thực vướng bận ngươi, vốn dĩ sư phụ còn nói ngươi phi thăng tiên giới khả năng còn sẽ có một đoạn thời gian, chuẩn bị quá chút thời gian tiếp dẫn ngươi, không nghĩ tới ngươi thành tựu phong hào tiên quân. Lúc này chúng ta đại gia mới biết được ngươi đã tới rồi tiên giới, hơn nữa một người kinh người, có phong hào. Cũng có tiên đan thành phân bộ truyền tin hồi tổng bộ, giảng thuật Lạc Dương việc, lúc này mới cũng phát hiện ngươi tồn tại, sự tình hiểu biết sau, sư phụ khiến cho ta tới tìm kiếm ngươi. Tới thời điểm, đại sư huynh cùng ngươi tím Hà sư tỷ đều cường giả muốn tới, bất quá Lạc Dương là ta đồ đệ, hơn nữa ta cũng tưởng nói một chút ngươi vị này cùng ta có sâu xa sư đệ. Lần này sư phụ khiến cho ta tới tìm kiếm ngươi. Tiểu sư đệ lại nói tiếp, tu giả giới sao trời môn sự tình, sư phụ đều cùng ta giảng thuật qua, ta phi thăng tiên giới lúc sau, liền không có quản quá tu chân giới môn đồ, lại là không nghĩ tới các nàng hỗn như vậy nghèo túng, may mắn có ngươi ở, cho bọn họ một cái quy túc, chuyện này sư huynh đa tạ ngươi. Sao trời tử nói chuyện trịnh trọng đối Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Nhị sư huynh chúng ta đều là người một nhà, hà tất hơn giảm. Liền như thế thứ Lạc Dương việc, cũng là ta thuộc bổn phận việc, đúng rồi Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức hoàn toàn giải quyết đi. Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy, người nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà, là sư huynh ta thế tục, Lạc Dương việc đã không ngại, nàng ngày sau đi theo ta trở về tu luyện cho tốt bế quan, sẽ tự có một đoạn cơ duyên. Sao trời tử nói? Dương Nghị Vân gật gật đầu chuyện vừa chuyển, trực tiếp hỏi, sư huynh ta có một chuyện không rõ, hy vọng sư huynh giải thích nghi hoặc. Sao trời tử cười cười, người nói tựa hồ đã biết Dương Nghị Vân muốn hỏi cái gì. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, nghe Đinh Hòa Bình bọn họ nói, các ngươi sớm liền biết chúng ta tin tức, vì cái gì chậm gì gì ở sao trời chung cọ sát 1000 năm lâu mới đến. Một hai phải chờ đến ta bị ma đầu thiếu chút nữa chém giết thời điểm mới ra tay, nhị sư huynh ngươi đây là làm được nhưng không địa đạo a. Dương mỗ nhân rốt cuộc bạo phát oán niệm. Sao trời tử ho khan một tiếng. Lại là mặt già đỏ lên nói, sư đệ a, chuyện này ngươi không thể trách ta, sư huynh ta cũng là phụng mệnh hành sự, không phải ta không trước tiên tiến đến, là sư phụ hắn lão nhân ra cố ý dặn dò, làm ta ở mấu chốt nhất thời điểm ở ra tay, nhưng không liên quan ta sự a. Dương Nghị Vân vừa nghe sắc mặt biến thành màu đen, tức khắc giận dữ nói, ta đi ta liền biết là chết lão nhân chủ ý, lão bất tử mặc kệ ta cũng liền thôi, rõ ràng đã biết ta bị người khi dễ, còn muốn lăn lộn ta. Về sau nhìn thấy hắn xem ta không nhổ sạch hắn dâu. Khụ khụ khụ, sư đệ nói như thế nào sư phụ đâu, không lớn không nhỏ. Sao trời tử nghe thấy cái này sư đệ luôn mồm lão bất tử, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, một chút làm hắn nghĩ tới tiểu sư muội tím Hà, trước kia bọn họ ba cái thời điểm, tiểu sư muội tím Hà đối sư phụ chính là như vậy không lớn không nhỏ, mở miệng ngậm miệng lão đông tây lão nhân kêu, chỉ có hắn cùng đại sư huynh không dám, nhưng cố tình sư phụ còn chính là sủng tiểu sư muội. Hiện tại xem ra, tiểu sư đệ cũng xưng là tiểu sư muội một đám. Cái này làm cho hắn ngày sau như thế nào quản lý này hai cái đau đầu sư đệ sư muội a. Dương Nghị Vân nghĩ liền chửi ầm lên, nhưng là nhìn xem nhị sư huynh, vẫn là nhìn không được, ai làm hắn Ngưu Ích cường đại rồi, nhị sư huynh loại người này liền thuộc về tương đối nghiêm túc cũ kỹ cái loại này, cũng là có nề nếp tôn sư trọng đạo người, này nếu là lại đi mắng một chút lão nhân, đánh giá hắn sẽ đánh người. Rồi sau đó Dương Nghị Vân một lần nữa nhập tòa, vẫn là có chút hầm hừ nói,
chưa thấy qua hắn làm như vậy sư phụ, trước nay liền mặc kệ ta. Sao trời tử cuối cùng cười cười mở miệng nói, sư đệ a, kỳ thật ngươi không biết, chúng ta ba cái nhất ghen ghét chính là ngươi, sư phụ hắn lão nhân gia trong lòng nhất không yên lòng, thường xuyên quải bên miệng người chính là ngươi Nga. Ngươi là không biết từ sư phụ phản hồi tiên giới sau, hắn sẽ thường xuyên ở bên ngoài bên tai lải nhải, cũng không biết cái kia tiểu tử thúi thế nào. Khi nào có thể phi thăng tiên giới, tu vi như thế nào, hắn lại có hay không xúc động, có hay không chịu người khi dễ. Như vậy lải nhải có rất nhiều lần, cho nên a, sư phụ hắn lão nhân gia trong lòng nhất vướng bận chính là ngươi a tiểu sư đệ, về sau nhưng đừng cùng ngươi tiểu sư tỷ giống nhau, động bất động chết lão nhân lão bất tử, như vậy không hảo. Còn có cái trọng điểm nói cho ngươi, về ta tới chậm vấn đề này là sư phụ công đạo, hắn lão nhân gia nguyên lời nói là, ngươi sư đệ lần này có một phen cơ duyên, cũng có một kiếp, ngươi chuyến này không cần cố tình đi quấy rầy, ở thời điểm mấu chốt ra tay có thể. Đây là sư phụ nguyên lời nói, cho nên ta tới thời điểm liền chậm gì gì tới, hiện giờ nhìn thấy ngươi, ngươi đều tiên vương đại viên mãn tu vi, này chứng minh sư phụ lời nói chính xác, quả thật là ngươi có đại cơ duyên, cho nên a, sư đệ ngươi chớ quái sư phụ, hắn lão nhân gia liệu sự như thần, không cho ta nhanh lên tiếp xúc ngươi, đó là hắn biết ngươi có cơ duyên, nếu sư huynh ta mạnh mẽ can thiệp, lần này ngươi sợ là không có này phiên cơ duyên đi. Dương Nghị Vân nghe sao trời tử này một phen giải thích lúc sau, trong lòng dễ chịu nhiều, nhưng lại là đôi mắt đỏ, hắn có thể nghĩ đến lão nhân đối nhị sư huynh bọn họ nhắc mãi hình ảnh. Kỳ thật hắn biết rõ lão nhân đối hắn là quan tâm, chẳng qua chính là cảm giác nghẹn khuất, cũng là mấy ngàn năm đều không có nhìn thấy sư phụ trong lòng ủy khuất mà thôi. Chính như nhị sư huynh lời nói, đích xác nếu là sớm tại ngàn năm trước hắn tìm được chính mình, mặt sau liền không có luyện hóa hàn băng căn nguyên tu vi đột phá đến tiên vương đại viên mãn. Cùng với Tuyết Miêu, còn có như vậy nhiều ngày tài địa bảo lớn như vậy cơ duyên. Chuyến này thủy tinh động đích xác với hắn mà nói là một phần đại cơ duyên. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi, nhị sư huynh lão nhân hiện giờ ở chỗ nào? Sư phụ ở Cửu Trọng Thiên, đi thiên cơ che giấu nơi, cho nên không có tới. Sao trời tử giải thích? Kia, năm đó sư phụ phi thăng lúc sau có phải hay không? Có thủ oán người. Ta năm đó tại hạ giới gặp qua thiên cơ sư nương, nghe nói một ít việc Dương Nghị Vân nhớ tới năm đó lão nhân cùng sư nương lần đó đối thoại, hắn tin tưởng lấy lão nhân tính cách, hắn bị người ám toán, trở lại tiên giới lúc sau, tất nhiên sẽ tìm kẻ thù báo thù, hơn nữa hắn kẻ thù tuyệt đối cũng không phải người bình thường, cho nên vẫn là lo lắng. Sao trời tử nghe được Dương Nghị Vân nói này đó, tự nhiên minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, chậm rãi mở miệng nói, đích xác sư phụ biến mất. Chúng ta mấy cái đồ đệ cùng ba vị sư nương đều cảm thấy kỳ quặc, truy thì a lúc sau đem đối tượng hoài nghi tới rồi tiên giới tam đại tiên tôn trên người, cũng cùng tam đại tiên tôn thế lực đấu vạn năm lâu. Sư phụ sau khi trở về, cũng xác nhận năm đó sau lưng đối hắn hạ ám chiêu chính là tam đại tiên tôn, cũng tìm tam đại tiên tôn chiến đấu quá, một hồi đại chiến, sau lại một trận chiến lúc sau, sư phụ cùng tam đại tiên tôn chi gian cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lão nhân ra liền hạ lệnh. Từ nay về sau không hề cùng tam đại tiên tôn chiến đấu. Bọn họ ân oán xem như tạm thời hiểu biết, lại lúc sau, nghe được tin tức của ngươi, cư nhiên có vô tôn một cái tiểu thiếp hạ lệnh treo giải thưởng giết ngươi, lão nhân một đường dưới, trực tiếp sát thượng vô tôn tiên vực, thân thủ bắn chết vô tôn tiểu thiếp, vô tôn nhảy ra một trận chiến, bị sư phụ đánh gãy một bàn tay, việc này mới tính từ bỏ, cho nên ngươi nhìn xem sư phụ có phải hay không đau nhất ngươi. Sau đó sư phụ liền đi thiên cơ che giấu nơi chi. Trước khi đi đối chúng ta công đạo quá, về con đường của ngươi, làm chúng ta bất luận kẻ nào không chuẩn can thiệp, sư phụ nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, chúng ta mọi người đều sẽ duy trì ngươi, cũng làm ngươi hảo hảo tu luyện, gặp lại, liền phải chờ sư phụ từ phía chân trời che giấu nơi đã trở lại. Cũng nói qua làm tiểu tử ngươi quản hảo chính ngươi, hắn lão nhân ra sự, chính hắn sẽ giải quyết, mặc kệ là đối với ngươi nói như vậy, đối chúng ta cũng giống nhau, bằng không chúng ta nhúng tay chuyện của hắn. Tóm lại ngươi yên tâm đi, sư phụ hắn thực hảo, tiên giới tam đại tiên tôn thực như bức, là bên ngoài thượng tiên giới tam đại chúa tể, nhưng làm theo ở sư phụ trước mặt, bị sư phụ năm đó tấu mặt mũi bầm dập, lần này sư phụ đi thiên cơ che giấu nơi, tam đại tiên tôn cũng bị sư phụ yêu cầu cùng đi. Lại nói tiếp, lần này đi còn có tiên giới mặt khác chí tôn đầu sỏ, tất cả đều đi, hiện tại tiên giới không có chí tôn tồn tại. Sư phụ trước khi đi nói qua. Tiên giới từ nay về sau đem sẽ không lại có cái gì chó má là trật tự,
dựa theo tam đại tiên tôn định ra quy củ đi xuống đi, tiên giới sẽ nghênh đón một cái thật lớn chuyển biến. Nghe nhị sư huynh nói chuyện tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Dương Nghị Vân có thể tưởng tượng đến, đó là một hồi kiểu gì đại chiến, lão nhân đối chiến tam đại tiên tôn, tiên giới tam đại đầu sỏ, nghe tới còn thắng. Càng là vì hắn thân thủ chém giết phu tôn một cái tiểu thiếp, hiện tại nghĩ đến chính là bởi vì hắn ở hỗn loạn tiên thành chém giết phu tôn cái kia tư sinh tử sự, phu tôn tiểu thiếp đối hắn phát ra treo giải thưởng chém giết việc. Đích xác cảm động. Đáng tiếc lão nhân đi cái gì phía chân trời che giấu nơi, tạm thời không thấy được. Bất quá như vậy cũng hảo, cuối cùng là hắn không cần đi lo lắng chết lão nhân, nghe nhị sư huynh khẩu khí, lão nhân ở tiên giới lợi hại không phải nhỏ tí tẹo. Hắn kế tiếp liền có thể làm chính mình sự tình. Thành lập tiên giới vân môn, cùng với chờ đợi tu chân giới những cái đó thân nhân bằng hữu phi thăng từ từ công việc, những việc này với hắn mà nói cũng quan trọng. Đến nỗi vu tôn thế lực kẻ thù vấn đề, nghĩ đến cũng không cần lo lắng, dựa theo nhà mình lão nhân ở tiên giới uy vọng tất nhiên kinh sợ một ít người. Theo sau Dương Nghị Vân ngẫm lại sau, hỏi sao trời tử nói, nhị sư huynh tiên giới tam đại chúa tể chí tôn rốt cuộc là ai? Có kiểu gì thế lực nói cho ta nghe một chút đi, ta ngày sau cũng hảo có cái ứng đối. Người ở vô hình chung trêu chọc vu tôn đó là một trong số đó, hắn được xưng vu thiên tôn, còn có lôi phạt thiên tôn cùng hảo mỗi ngày tôn, này ba người đó là bên ngoài thượng thống trị tiên giới tam đại chúa tể, thực lực mạnh nhất, đương nhiên tiên giới trừ bỏ bọn họ ba người nhà chúng ta sư phụ, thiên tà chí tôn, hắc hắc, cũng là đứng đầu tồn tại, đặc biệt là sư phụ gặp nạn đúc lại tiên thể lúc sau, tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn. Năng lực áp tam đại thiên tôn, sư phụ hiện tại tu vi đạt tới cái gì trình tự? Ai cũng không biết. Đương nhiên nói là thiên tôn, kỳ thật cũng chính là tiên tôn cảnh giới tu vi, chẳng qua là tiên tôn bên trong đứng đầu người, là tiên tôn phong hào, tiên giới tiên tôn chi cảnh 10 đại thiên tôn, tam đại thiên tôn là danh liệt 1, 2, 3, cũng đúng là như thế bọn họ tự xưng là thiên tôn đại thiên đạo trưởng quản tiên giới, kỳ thật liền tự phong mà thôi, bất quá đó là trước kia, sư phụ trở về tiên giới lúc sau. Cái này thứ tự đã sớm không tồn tại. Dựng lên hiện tại sư phụ cùng 10 đại phong hào tiên tôn tất cả đều đi phía chân trời che giấu nơi, hiện tại tiên giới đã không có đứng đầu phong hào tiên tôn cường giả tồn tại. Nhưng là tiểu sư đệ nhưng đừng bởi vậy mà đại ý, tiên giới 10 đại phong hào tiên tôn cường giả cùng sư phụ tuy rằng đi phía chân trời che giấu nơi, nhưng không đại biểu tiên giới liền không có tiên tôn cường giả, tương phản dựa theo sư phụ cách nói, về sau tiên giới sẽ có nhiều hơn cường giả toát ra tới. Bao gồm hạ giới phi thăng tu sĩ cũng sẽ càng thêm dễ dàng, ta tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng cũng có thể đoán được sư phụ bọn họ làm cái gì đối tiên giới có bổ ích sự. Chuyện này cũng đến tột cùng khi tốt khi xấu, kỳ thật ai cũng không biết, dựa theo sư phụ cách nói, ngày sau tiên tiên yêu ma Phật từ tu luyện chủng tộc đều sẽ đưa tới một cái cực kỳ hưng thịnh thời đại. Cũng sẽ là một cái đại thần thông xuất hiện lớp lớp thời đại, đối với tam đại thiên tôn thế lực ngày sau ngươi nếu là đối thượng. Nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, dựa theo sư phụ cùng 10 đại cường giả ước định, bọn họ là sẽ không ra tay đối phó tiểu bối, nhưng là không đại biểu bọn họ kỳ hạ tu sĩ không ra tay. Cho nên vu tôn thế lực người, người nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, bên ngoài thượng chúng ta đều ở, không có cái kia đuôi mù sẽ nhằm vào ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta cùng đại sư huynh, tiểu sư muội, còn có ba cái sư nương là sẽ không bỏ qua. Nghe nhị sư huynh giảng giải những lời này, Dương Nghị Vân nội tâm cũng là không bình tĩnh, nhưng lại cũng trong lòng ấm áp, có người nhà cảm giác chính hảo. Cho tới nay liền tính là tại hạ giới thời điểm, Dương Nghị Vân đều là cảm giác chính mình là một người, là cái thực cô độc người, người khác có chỗ dựa, hắn không có, liền tính là khi đó lão nhân ở, khá vậy thành không được hắn chỗ dựa. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc cảm giác có người nhà có chỗ dựa, loại cảm giác này thật tốt. Tuy rằng lão nhân đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, nhưng hắn có đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư tỷ, còn có ba cái sư nương, những người này tu vi thực lực như thế nào? Từ nhị sư huynh trên người cũng có thể nhìn ra tới. Hảo tiểu sư đệ, chúng ta khởi hành về trước cửu trọng thiên, trên đường vừa đi vừa lưu đi, đại sư huynh cùng ngươi tiểu sư tỷ còn có ba vị 10 sư nương nhưng đều chờ gặp ngươi. Sao trời tử đứng dậy vung tay lên. Nói chuyện chi gian toàn bộ tàu bay đều vì này chấn động bay vọt lên. Dương Nghị Vân vừa nghe hiện tại liền phải đi cửu trọng thiên, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, hắn tưởng hảo muốn đi cửu trọng thiên tìm lão nhân, nếu là lão nhân có kẻ thù, hắn cái này làm đệ tử cũng sẽ tẫn một phần lực. Nhưng hiện tại nghe được nhị sư huynh nói lão nhân sự tình cơ bản qua đi,
cũng bằng không bọn họ này đó đương đồ đệ nhúng tay lúc sau, hắn ngược lại lại không nóng nảy đi. Vội vàng nói, nhị sư huynh có thể hay không vãn một chút thời gian lại đi. Vì cái gì, sao trời tử kinh ngạc hỏi. Ta tại hạ giới còn có tông môn, hiện tại tính tính thời gian bọn họ chung cũng nên có người mau bay lên tiên giới, ta muốn tìm tìm bọn họ, mặt khác ta. Ta còn tưởng ở tiên giới thành lập một cái chính mình căn cơ. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian có chút xấu hổ. Ở hắn nghĩ đến, chính mình điểm này tu vi, ở tiên giới khai tông lập phái, sợ là muốn đừng sư huynh chê cười. Nhưng đây là hắn muốn làm sự tình, cho nên vẫn là nói ra. Sao trời tử nghe xong sửng sốt, nhưng phản ứng lại đây sau, cười nói, tiểu sư đệ ngươi tại hạ giới có tông môn, đi vào tiên giới lý nên khai tông lập phái, đây là đương nhiên, nếu không truyền thừa liền chặt đứt, ngươi tại hạ giới đệ tử môn nhân phi thăng đi lên, cũng không có một cái căn cơ, càng dễ dàng hủy diệt, chuyện này sư huynh ta duy trì ngươi. Vốn tưởng rằng sư huynh sẽ chê cười, không nghĩ tới lại là thực nghiêm túc nói duy trì, cái này làm cho Dương Nghị Vân thật cao hứng. Nhưng ngay sau đó lại nghe được nhị sư huynh mở miệng nói, tiểu sư đệ ý của ngươi là tạm thời không đi cửu trọng thiên thấy sư nương cùng đại sư huynh ngươi tiểu sư tỷ bọn họ. Dương Nghị Vân gật gật đầu, nhị sư huynh, chờ ta đem tiên giới vân môn tổ kiến lên lúc sau ở đi thôi, cũng không nóng nảy một chốc một lát, ngươi trở về cấp sư nương cùng đại sư huynh tiểu sư tỷ nói nói. Sao trời tử trầm tư một hồi gật gật đầu nói, tạm thời không đi cũng hảo, cửu trọng kia địa phương ngươi đi lúc sau chưa chắc đối với ngươi tu luyện có chỗ lợi, tiên giới đại pháp tắc vẫn là ở bên ngoài, cửu trọng thiên là cường giả tụ tập nơi, giết chóc trọng, suốt đi tu luyện ngược lại không phải tốt nhất địa phương. Hơn nữa ngươi trùng kiến vân môn sư huynh kiến nghị ngươi không đi cửu trọng thiên, kỳ thật rất nhiều cổ xưa tông môn căn cơ đều không hề cửu trọng thiên, tất cả đều ở bên ngoài. Nơi nào giết chóc trọng, không thích hợp môn nhân đệ tử tu luyện phát triển, so sánh với toàn bộ tiên giới cửu trọng thiên liền tiểu nhiều, bên ngoài mới là chân chính đại thế giới, chuyện này sư huynh trở về sẽ cho khi năm bọn họ giải thích, người yên tâm hảo. Nghe được nhị sư huynh kiến nghị, Dương Nghị Vân không ngừng gật đầu, về thành lập vân môn việc, hắn vốn dĩ cũng muốn hỏi một chút vị này nhị sư huynh ý kiến, hiện tại nghe tới, tựa hồ nhị sư huynh đích xác duy trì, có thể cho ra thực hảo ý thấy, không đi cửu trọng thiên liền không đi thôi. Tiếp được chính là vân môn tuyển chỉ vấn đề, thành lập tông môn yêu cầu lựa chọn một chỗ, cái này chính là thực chú ý, đối này Dương Nghị Vân lại lần nữa thỉnh giáo nhị sư huynh. Sư huynh nếu ta đem thành lập vân môn, tuyển chỉ địa phương nào thích hợp? Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Sao trời tử nheo lại đôi mắt ý vị thâm trường cười cười, chậm rãi mở miệng nói, tiểu sư đệ ta trước cho ngươi nói nói chúng ta ở tiên giới tình huống đi, ta cùng đại sư huynh đi vào tiên giới sau không có tổ kiến tông môn. Nhưng lại bởi vì sư phụ sự tình, bị ba vị sư nương bắt tráng đinh, ba vị sư nương ở tiên giới thành lập luyện tạo tiên minh. Nói như thế, luyện tạo tiên môn cũng tương đương là chúng ta căn cơ, phân bộ trên cơ bản trải rộng tiên giới các nơi, hơn nữa chỉnh thể thế lực ở sư phụ không có trở về mấy năm nay, tuy rằng vẫn luôn đang âm thầm chu toàn, lại là có thể cùng tam đại thiên tôn thế lực chống lại, xem như tiên giới đứng đầu thế lực tồn tại. Đến nỗi người tiểu sư tỷ nàng có gia tộc. Chính là tiên giới cổ xưa gia tộc, cũng là không thể coi thường tồn tại, sư phụ hắn lão nhân gia trước nay đối thế lực tông môn việc không để bụng, đều là độc lai độc vãng. Hiện tại ta muốn biết ngươi muốn thành lập chính là một cái dạng gì vân môn, mới có thể cho ngươi kiến nghị tuyển chỉ ở địa phương nào. Ngươi là muốn thành lập một cái có thể cùng luyện tạo tiên minh sánh vai vân môn, vẫn là chỉ cần một cái cấp hạ giới môn đồ một cái an thân truyền thừa vân môn. Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh nói chuyện hít hà một hơi không nghĩ tới luyện tạo tiên minh nhiều ích đến bực này nông nỗi, thế nhưng có thể cùng tam đại thiên tôn thế lực chống lại. Mặt sau nghe được nhị sư huynh trực tiếp hỏi ra chính mình muốn thành lập một cái dạng gì vân môn, Dương Nghị Vân biết đây là nhị sư huynh đang hỏi hắn dã tâm. Hắn hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, ở chính mình sư huynh trước mặt cũng không có gì hảo giấu giếm, cười hắc hắc nói, nhị sư huynh lão nhân thường xuyên dạy dỗ ta, làm người làm việc muốn đại khí. Ta vân môn ở tu chân giới cũng là nhất đẳng nhất đại tông môn, ở tiên giới tự nhiên muốn trở thành nhất đẳng nhất tông môn. Ba vị sư nương luyện tạo tiên minh chính là ta tiêu chuẩn, thậm chí còn mạnh hơn, hắc hắc. Dương Nghị Vân mặt không đỏ khí không xuyễn nói chuyện. Ha ha ha. Ngay sau đó sao trời tử phá lên cười. Rồi sau đó mới nhìn Dương Nghị Vân nói, sư phụ quả nhiên chưa nói sai, tiểu tử ngươi người không lớn tâm không nhỏ, hảo, không hổ là sư phụ đệ tử. Không hổ là ta sao trời tử tiểu sư đệ, tiểu tử ngươi nếu là không phóng khoáng, chỉ nghĩ thành lập một cái truyền thừa nơi,
sư huynh ta ngược lại muốn xem bẹp ngươi. Thân là sư phụ quan môn đệ tử, người cái này dã tâm xứng đôi thân phận của ngươi, ngày sau tiên giới đệ nhất thế lực chính là mục tiêu của ngươi đi, ha ha. Bị sao trời tử như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân ngược lại ngượng ngùng lên, mặt đỏ nói, sư huynh ta kỳ thật đi, cũng không như vậy cao yêu cầu, lại nói ở tiên giới chỉ cần ba vị sư nương luyện tạo tiên minh cũng đã là đứng đầu tồn tại, tiên giới đệ nhất cũng không dám tưởng. Sao trời tử hơi hơi mỉm cười nói, tiểu tử ngươi sợ cái gì, buông tay đi làm, chúng ta cho ngươi đứng gác chống lưng, lại nói chân chính lại nói tiếp, ba vị sư nương sáng tạo luyện tạo tiên minh cũng không phải là chính thống truyền thừa môn phái, là vì cùng tam đại thiên tôn thế lực đánh nhau tổ kiến, có thể hay không tồn tại đi xuống vẫn là không biết, chờ sư phụ từ phía chân trời che giấu nơi trở về, sợ là ba vị sư nương cũng không tâm xử lý luyện tạo tiên minh. Người tại hạ giới vân môn ta nghe sư phụ nói một ít, chân chính lại nói tiếp, chúng ta sư phụ không có tông môn truyền thừa, nhưng chúng ta lại có sư phụ có sư huynh đệ, càng có đệ tử môn đồ, không có một cái truyền thừa, lại nói tiếp đảo cũng thật không phải như vậy hồi sự. Người vân môn tổ sư ra pho tượng chính là sư phụ, hơn nữa ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, sư phụ hắn lại là nhất bất công ngươi, nói như vậy lên, ngươi cái này vân môn a, ta đánh giá ngày sau chính là chúng ta này một mạch chính thống. Vân môn, ngươi còn đừng nói, nghe thực thuận miệng, càng là cùng sư phụ trời cao tà tên chiếm cứ một chữ, ân, tiểu sư đệ liền như vậy làm, hảo hảo thành lập vân môn, ngày sau ngươi vân môn chính là chúng ta này một mạch chính thống. Cho ta cùng đại sư huynh còn có ngươi tiểu sư tỷ đều để lại cho vị trí, ta thế bọn họ làm chủ, cấp vân môn ra một phần lực. Sao trời tử càng nói càng hăng say, đã mạnh mẽ cho chính mình muốn vị trí, bất quá Dương Nghị Vân nghe đảo cũng không tồi, ha ha, có nhị sư huynh như vậy cao thủ tồn tại với vân môn, kia thật đúng là như hổ thêm cánh. Cũng cảm thấy nhị sư huynh nói có đạo lý, lúc trước hắn thành lập vân môn lão nhân cũng là ngầm đồng ý quá, nói như vậy lên. Hắn vân môn còn thật có khả năng chính là bọn họ này một mạch chính thống, bởi vì lão nhân cho phép quá, tổ sư ra cũng là lão nhân. Kia nhị sư huynh có cái gì kiến nghị, vân môn tuyển chỉ ở địa phương nào hảo? Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Sao trời tử cười nói, hỗn loạn tiên vực được xưng một tòa tiên sơn một tiên vực, sư đệ ngươi nếu là có thể ở hỗn loạn tiên vực khai tông lập phái, sẽ là tiên giới đệ nhất đại tông môn Nga. Phốc! Dương Nghị Vân mới vừa uống một ngụm trà đều phun ra tới. Khụ khụ khụ, nhị sư huynh ngươi đang xem vui đùa đi. Hỗn loạn tiên vực phức tạp ngươi không thể cũng không biết đi. Tiên ma yêu từ từ cùng tồn tại, là cái vô cùng quỷ dị địa phương. Có chút địa phương trời tối về sau quỷ dị vô số, rất có tiểu hồng hoang tồn tại. Còn không biết có cái gì cường giả ở trong đó. Nghe đồn nghĩ đến hỗn loạn tiên vực thống nhất người đều đã chết. Người đây là hố sư đệ sao? Dương Nghị Vân cười khổ nói. Tới hỗn loạn tiên vực thời gian không ngừng hắn nghe cũng nghe rất nhiều về hỗn loạn tiên vực nghe đồn, nơi này thật là cái rắc rối phức tạp thế lực vô số, nhưng rồi lại là cái ai cũng quản không được ai địa phương, ở chỗ này sáng tạo vân môn, có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Nếu là làm cái tiểu tông môn có lẽ không ai chú ý, nhưng hắn mục tiêu rất lớn, đến lúc đó tưởng không làm cho người khác chú ý đều khó. Hắn cảm giác nhị sư huynh ở hố người. Không nghĩ tới sao trời tử lại nghiêm mặt nói. Ta nhưng không cùng ngươi nói giỡn, sư huynh ta là nghiêm túc, ngươi ngẫm lại hỗn loạn tiên vực tuy rằng chủng tộc thế lực đông đảo, thật đúng là bởi vì như thế ngươi mới có cơ hội lớn mạnh. Nơi này là một tòa cuồn cuộn chỉnh thể tiên sơn, một ngọn núi được xưng một cái tiên vực, tiên giới bất luận cái gì địa phương đều không có một cái tiên vực là một ngọn núi chỉnh thể, đây là sáng tạo tông môn lý tưởng nhất địa phương. Đỉnh đỉnh đại danh hỗn loạn tiên vực, nếu là ngày sau đừng ngươi sáng lập vân môn. Hắc hắc đến lúc đó tự nhiên đó là tiên giới đệ nhất, nhiều bớt việc không phải. Đến nỗi ngươi lo lắng, đơn giản chính là có người tìm phiền toái, tông môn thành lập cũng không phải một sớm một chiều có thể thành lập, ngươi chậm đã chậm phát triển đó là, chờ đến khí hậu thành, tự nhiên không sợ có người tìm phiền toái, hơn nữa chúng ta ở phía sau cho ngươi chống lưng, ngươi sợ cái gì? Ách tựa hồ cũng có đạo lý a, kia nếu không ta liền ở chỗ này thử xem. Dương Nghị Vân cũng tâm động. Trọng điểm là trong tay hắn có sinh mệnh chi thủy tồn tại, đây chính là đối phó yêu tộc khống chế yêu tu vô thượng chí bảo, nói trắng ra là ở hỗn loạn tiên vực để cho người kiêng kỵ chính là tiểu hồng hoang cổ xưa yêu tộc hậu duệ, đến nỗi nhân tộc, có sư huynh chống lưng, hắn cũng không sợ, mà ma tộc liền không cần phải nói, hỗn loạn tiên vực lớn nhất ma tộc Bắc Minh Tiên Đế đã bị nhị sư huynh cấp xử lý, không có gì nguy hiểm. Về sau muốn phòng bị đó là tiểu hồng hoang yêu tộc. Cái này hắn giai đoạn trước chậm rãi phát triển không đi trêu chọc đó là,
về sau thật muốn là có tiểu hồng hoang yêu tộc tìm tới môn tới, hắn liền dùng sinh mệnh chi thủy đối phó. Ngẫm lại cũng không phải không thể. Nếu nói như vậy, liền thử xem, lập tức Dương Nghị Vân hỏi, sư huynh ta đây liền thử xem, người nói một chút ở hỗn loạn tiên vực nơi nào sáng tạo vân môn thích hợp. Dù sao cũng phải có cái đỉnh núi đi. Người hỏi đối người, sư huynh ta thời trẻ du lịch quá hỗn loạn tiên vực, có một chỗ tiên khí nồng đậm, hoàn cảnh tốt, có nơi hiểm yếu, thực thích hợp, đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi xem. Nói chuyện chung sao trời tử thúc dục tàu bay, ong một chút tàu bay bay vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang xông lên phía chân trời. Dương Nghị Vân cũng không biết nhị sư huynh muốn dẫn hắn đi nơi nào, còn cùng hắn úp úp mở mở, hắn cũng phối hợp không hỏi nhiều, đến địa phương tự nhiên sẽ biết. Tàu bay phi hành thực mau, Dương Nghị Vân ngồi ở khoang thuyền uống trà, Lạc Dương cáo lui một tiếng nói là đi gặp Đinh Hòa Bình bọn họ, dù sao cũng là nàng cấp dưới, còn không có tới kịp thấy. Sao trời tự ý bảo Lạc Dương tiến đến, lúc này Dương Nghị Vân rất muốn hỏi một câu nhị sư huynh ngươi có phải hay không hạt. Không thấy được Lạc Dương thích ngươi sao? Nhưng là trung quy không dám nói ra, ngẫm lại vị này nhị sư huynh nhất giảng quy của người, cùng chính mình đồ đệ yêu nhau loại sự tình này hắn sợ là sẽ không làm. Hơn nữa Dương Nghị Vân hiện tại ngẫm lại nhị sư huynh nhân vật như thế nào, há có thể sẽ nhìn không ra tới, Lạc Dương thích hắn. Có lẽ là không nghĩ nhìn ra tới mà thôi. Trung quy hắn không lắm miệng, mỗi người có mỗi người duyên pháp, loại sự tình này hắn không hảo quá hỏi, cũng hỏi không đến, chỉ có thể trong lòng hy vọng bọn họ không có cái hảo kết quả đi. Nhưng là xem nhị sư huynh làm người là phi thường chính trực, thả đều có chút cũ kỹ cái loại này tính cách, đánh giá Lạc Dương đối hắn, sẽ không có cái gì kết quả. Hỗn loạn tiên vực rất lớn, lấy nhị sư huynh tu vi thúc dục tàu bay tiếp tục phi hành, cũng phi hành 3 ngày mới thong thả hạ. Lúc này chỉ nghe nhị sư huynh nói, tiểu sư đệ đến địa phương, cùng ta đi bên ngoài nhìn xem. Hảo Dương Nghị Vân buông chén trà đứng dậy đi theo sao trời tử đi ra trong phòng. Hai người đi tới bong tàu thượng. Trong tầm mắt xuất hiện mây mù lượn lờ cảnh tượng, mà bay thuyền ở hướng về phía dưới chậm rãi rớt xuống. Dương Nghị Vân thấy được phía dưới sơn xuyên đại địa. Cũng thấy được từng tòa đứng dậy ở đại địa ngọn núi, từng tòa thẳng tắp thực, rất là kỳ quan, mây mù lượn lờ tràn ngập ở trong đó, nhìn qua giống như là biển mây trung toát ra ngọn núi. Lúc này chỉ nghe sao trời tử mở miệng nói, tiểu sư đệ nơi này là hỗn loạn tiên vực nhất trung tâm địa phương, ngươi hiện tại chỗ đã thấy này đó ngọn núi không nhiều không ít có 188 tòa sơn, từ trên không nhìn lại hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên đại trận, đương nhiên không có hình thành, nếu là tân trang một phen, nhưng bố thành một tòa hậu thiên gia công mà thành thiên nhiên đại trận. Sư huynh ta liền cho ngươi đương một hồi cu ly, đem này 108 tòa sơn phong bố trí thành một tòa kiếm trận. Như thế trong đó 3.000 dặm nơi là có thể kiến tạo vân môn căn cơ, ngày sau phát triển lớn mạnh, 108 tòa núi lớn liền có thể kiến tạo 108 cung điện, có cường giả từng người tỏa chấn, trận này uy lực còn sẽ phiên thượng một phen. Ở 108 tòa núi lớn trung tâm là một chỗ 3.000 dặm đất trống, hoàn cảnh khí hậu tiên nguyên lực sung túc, thật sự chính là một mảnh phúc địa. Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh giảng thuật tốt như vậy, nhịn không được đánh gãy hỏi, nhị sư huynh tốt như vậy địa phương. Sợ là không đơn giản đi. Nếu là thật như vậy hảo, sợ là sớm bị người chiếm đi đi. Khụ khụ sao trời tử một trận ho khan, sắc mặt đỏ lên nói, nơi này thật là có chút phiền phức, bất quá sư huynh ta có thể kiên giải quyết, sư đệ yên tâm đó là. Dương Nghị Vân nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng càng tò mò, truy vấn nói, nhị sư huynh ngươi cũng đừng úp úp mở mở, nói nơi này rốt cuộc có cái gì phiền toái tồn tại. Sao trời tử mở miệng nói, có tam đại phiền toái. Dừng một chút tiếp tục nói, thứ nhất, chính là vân lôi âm sát chi phong, đây là nơi hiểm yếu, chúng ta hiện tại chỗ đã thấy này đó mây mù chung dựng dục âm phong chi lôi, một khi đi vào liền sẽ lọt vào âm phong chi lôi công kích, lôi đình vạn quân, âm phong quát cốt, thực sự bất phàm, năm đó ta đi vào cũng là phí sức của chín châu hai hổ, mới đi vào, nơi đây tầm thường tiên đế cũng dễ dàng tiến không được, nếu là đại trận một thành. Liền tính là tiên tôn chi cảnh xông tới cũng đến thoát thượng một tầng ra. Bất quá sư đệ yên tâm ngươi sư huynh ta có biện pháp đi vào. Thứ hai đó là trung ương nơi có một gốc cây yêu thụ, đến lúc đó khó chơi nhân vật, năm đó bị hắn chống đỡ cấp quấn lên, thực sự làm ta phi một phen công phu, kia yêu thụ chính là hồng hoang lão cây liễu, tuy rằng kia tà tính, nhưng lại là khai linh trí tồn tại, giảng đạo lý, sư đệ muốn vào ở trung ương mảnh đất, liền phải chính mình đi thu phục lão cây liễu Nga. Nhưng là nhớ kỹ đừng dùng sức mạnh,
ngươi không phải đối thủ, đó là một gốc cây sâu không lường được lão cây liễu, mục tiêu của ngươi là cùng lão cây liễu trở thành liên minh, đến lúc đó lão cây liễu nhưng sẽ trở thành vân môn bảo hộ chi thụ, đẹp cả đôi đàng, ha ha. Đây là đệ nhị nan đề, ta giúp đỡ không đến ngươi, chính mình nghĩ cách giải quyết đi. Thứ ba, nơi này là hỗn loạn tiên vực trung tâm địa lý vị trí, đông tây nam bắc liên tiếp tứ phương, nói cách khác, tứ phương nơi liên tiếp, nhân tộc địa bàn, ma tộc địa bàn, cùng yêu tộc địa bàn, đương nhiên còn có tiểu hồng hoang nơi, cho nên có nguy hiểm là, khả năng về sau sẽ trêu chọc tứ phương chi địch, đương nhiên đây là về sau sự tình, về sau lại nói. Chờ sao trời tử nói xong, Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt nói, sư huynh sau hai ngày ngươi không cảm thấy thực hố sao? Sao trời tử cười cười, đều nói đệ nhất vấn đề ta tới giải quyết, cái thứ hai vấn đề tuy rằng phiền toái nhưng kia cũng là ngươi cơ hội, đến nỗi cái thứ ba vấn đề, tạm thời không tồn tại, chờ bốn phía nơi phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã lớn mạnh, cho nên nói, ngươi chỉ cần đối mặt cái thứ hai vấn đề, thu phục lão cây liễu là được. Dương Nghị Vân nghe tựa hồ là như vậy cái đạo lý, nhịn không được gật gật đầu, chính là hắn tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng chính là nói không lên. Sư huynh đệ thương nghị lúc sau, sao trời tử liền chuẩn bị động thủ, hắn hành sự cũng là sấm rền gió cuốn, nói làm liền làm, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Bất quá muốn bắt đầu thời điểm Dương Nghị Vân gọi lại hắn hỏi, nhị sư huynh còn có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, trước từ từ đang nói. Cái gì vấn đề, sao trời tử hỏi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến tự nhiên là hạ giới vân môn những cái đó thân nhân bằng hữu phi thăng vấn đề, không tồn tại một chỗ, nhưng thật ra sẽ thực phiền toái. Sở yêu cầu hỏi rõ ràng, cũng hảo có cái đối sách. Liền đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Chờ Dương Nghị Vân nói xong, sao trời tử mở miệng nói, chỉ cần là nhân tộc tu sĩ phi thăng, đều sẽ ở mấy cái cố định phi thăng nơi, chuyện này dễ làm, sư huynh ta an bài luyện tạo tiên minh người đi tiếp dẫn, mấy chỗ nhân tộc phi thăng nơi đều có luyện tạo tiên minh phân bộ, chỉ cần bọn họ phi thăng mà đến, bảo đảm đều có thể tiếp dẫn trở về, chuyện này ta sẽ tự mình đi an bài, ngươi yên tâm đó là. Chỉ là ngươi vân môn còn có yêu tu cùng quỷ tu liền không xác định, mỗi cái tu luyện chủng tộc phi thăng đều sẽ có riêng địa phương, chuyện này đến lúc đó ta sẽ phân phó luyện tạo tiên minh người đi lưu ý. Dương Nghị Vân lo lắng nhất chính là Điêu Nhi cùng Tiểu Phượng Hoàng còn có Ngô Mặc Thu từ từ phi thăng vấn đề, hiện tại xem ra thật đúng là không có biện pháp, đến nỗi những người khác Dương Nghị Vân tin tưởng nhị sư huynh là có thể giải quyết. Hiện tại xem ra, hắn còn cần thiết muốn đem tiên giới vân môn mau chóng thành lập. Hơn nữa phát triển lớn mạnh, như thế vân môn ở tiên giới có tên tuổi, Điêu Nhi chúng nó nếu là phi thăng mà đến, liền tính là đi yêu tộc địa bàn, có lẽ cũng có thể tìm trở về. Như thế vậy làm phiền nhị sư huynh Dương Nghị Vân trịnh trọng hành lễ. Được rồi, chúng ta chi gian về sau không được khách khí, sư huynh biết sự tình nặng nhẹ, càng biết ngươi tại hạ giới có nữ nhân hài tử, lại còn có không ngừng một cái, đừng lo lắng chờ sư huynh ta trở về, chuyện này trước tiên trọng điểm xử lý. Sẽ phái ra mấy đại phân bộ người tự mình đi tiếp dẫn chỉ chờ, cùng ngươi tùy thời liên hệ. Sao trời tử nói. Theo sau sao trời tử nói, các ngươi thả ở tàu bay thượng đẳng chờ ta đi xuống bảy trận. Nói xong nhảy dựng lên, từ tàu bay thượng bay ra đi, đôi tay vũ động chi gian, phía dưới biển mây quay cuồng lên, mây mù tứ tán nhộn nhạo mà đến. Lúc này Dương Nghị Vân mới nhìn đến từng tòa ngọn núi thật sự là từng cây thông thiên cây cột giống nhau đứng dậy ở trên mặt đất. Rậm rạp nhìn lại, đích xác có 108 căn. Ầm ầm ầm. Đồng thời tiếng sấm từng trận vang lên, lại là nhìn không tới có bất luận cái gì tia chớp xuất hiện. Nơi này có tiếng sấm, nhưng thật ra làm hắn nghĩ tới tại hạ giới vân môn, lúc ấy cũng là lôi đình tuyệt địa, cũng là có vân lôi thú tồn tại, chẳng qua nơi này tồn tại lại là một gốc cây lão cây liễu. Đối với nhị sư huynh trong miệng lão cây liễu, Dương Nghị Vân nhưng thật ra rất tò mò là cỡ nào tồn tại. Hắn tổng cảm giác nhị sư huynh đang nói khởi lão cây liễu thời điểm lời nói lập lòe, tựa hồ có chút sợ hãi giống nhau. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn đến nhị sư huynh tiến vào biển mây biến mất không thấy. Nhưng phía dưới biển mây trong vòng lại là vang lên rung trời tiếng sấm ầm vang thanh, có thể tưởng tượng được đến, tất nhiên vô cùng hung hiểm, cũng đối vị này nhị sư huynh thực lực tu vi vô cùng kính nể. Đồng thời cũng chờ mong 108 tòa núi lớn, sẽ bị nhị sư huynh cải tạo thành cái dạng gì đại trận. Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, lại là Lạc Dương không biết mà là xuất hiện ở sau người, Dương Nghị Vân vừa thấy Lạc Dương, chỉ thấy nàng hai tròng mắt chung có ẩn ẩn lo lắng nhìn phía dưới biển mây, Dương Nghị Vân biết đến nàng ở lo lắng nhị sư huynh. Tiểu sư thúc Lạc Dương tiến lên hành lễ.
Dương Nghị Vân nhìn Lạc Dương cười cười nói, như thế nào? Tìm được rồi sư phụ ngươi, còn cùng ta khách khí thượng. Lạc Dương sắc mặt đỏ lên, không có, Lạc Dương vĩnh viễn nhớ rõ tiểu sư thúc ân cứu mạng, chỉ là sư phụ ta hắn thích giảng quy củ, ngài là ta tiểu sư thúc, ta không dám lỗ mãng. Được rồi, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ta cái này tiểu sư thúc nhưng không quy củ nhiều như vậy. Dương Nghị Vân tùy ý nói. Lạc Dương tiến lên cùng Dương Nghị Vân sóng vai mà đứng, nhìn phía dưới cuồn cuộn quay cuồng biển mây nói, tiểu sư thúc sư phụ ta sẽ không có việc gì. Dương Nghị Vân nhếch miệng, nhị sư huynh tu vi thông huyền, sẽ không có việc gì, nơi này hắn đã tới, hiện tại đi xuống là đi bảy trận, chờ xem. Ân Lạc Dương theo tiếng. Dương Nghị Vân ngó trái ngó phải đều nhìn ra được tới, Lạc Dương đối nhị sư huynh là ái mộ chi tình, cũng không phải là tình thầy trò, vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng chung quy nhìn không được nói, Lạc Dương muốn hay không tiểu sư thúc cho người dắt giật dây. Cùng Lạc Dương cũng quen thuộc, Dương Nghị Vân ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng khai nói giỡn, những lời này cũng thuận miệng liền nói ra tới. Kết quả Lạc Dương sắc mặt bá một chút liền hồng thấu, vẻ mặt kinh hoàng dừng tay nói, tiểu sư thúc đừng đừng. Dương Nghị Vân chỉ nghĩ thử một chút, không nghĩ tới Lạc Dương nháy mắt mặt liền hồng thấu, cái này làm cho hắn càng thêm xác định Lạc Dương cùng nhị sư huynh chi gian là thầy trò luyến. Chẳng qua là Lạc Dương đơn phương, đây chính là khổ sai sự. Nhị sư huynh nhìn qua chính là không biết gì cái loại này. Vừa muốn nói chuyện, Lạc Dương lại là mở miệng nói, tiểu sư thúc kỳ thật ta minh bạch hảo ý của ngươi, ta cảm giác cứ như vậy khá tốt, có một số việc sư phụ hắn chưa chắc liền không biết, chỉ là nói ra ngược lại không đẹp, ta thực thỏa mãn hiện trạng, có thể làm bạn ở sư phụ tả hữu, này liền thực hảo. Dương Nghị Vân nghe Lạc Dương nói chuyện, ngây ra một lúc, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Lạc Dương cảnh giới rất cao, dù sao hắn là vô pháp đạt tới, mỗi người theo đuổi không giống nhau, hắn cũng minh bạch điểm này, liền gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Việc này như vậy đình chỉ, hắn sẽ không hạt trộn lẫn. Nếu không ngược lại là một loại làm trở ngại chứ không giúp gì. Lúc sau hai người liền như vậy nhìn phía dưới quay cuồng biển mây, chờ sao trời tử bày trận thành công. Lạc Dương mang theo lo lắng chi sắc cùng một chút che giấu nhu tình. Giống như là chờ đợi ra ngoài làm nông tức phụ chờ đợi trượng phu trở về giống nhau. Dương Nghị Vân nhìn xem phía dưới biển mây đánh giá nhị sư huynh hoàn thành đại trận còn cần một đoạn thời gian, cũng liền không quấy rầy Lạc Dương, đi tầng thứ nhất, đi xem phương đông người sát cùng nhiếp hồn lão tổ tình huống. Chỉ chớp mắt đại gia ở tàu bay thượng thời cơ cũng không sai biệt lắm có nửa tháng, nghĩ đến hai người thương thế khôi phục cũng nên tiếp cận kết thúc. Đương Dương Nghị Vân đi vào phương đông người sắt cùng nhiếp hồn lão tổ bên người thời điểm, hai người lại là trước sau mở hai mắt, thoạt nhìn khôi phục không tồi. Đứng dậy cùng Dương Nghị Vân chào hỏi. Chủ nhân, Vân tử, thương thế khôi phục như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi bọn hắn. Phương đông người sắt cười cười, người cái kia giọt nước quả thực chính là thế gian chí bảo, một giọt đi xuống ta sở hữu ngoại thương đều khỏi hẳn, tiên hồn thương thế cũng không có trở ngại. Chậm rãi tu dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Nhiếp hồn lão tổ cũng đứng dậy nói, đa tạ chủ nhân quan tâm lão nô cũng không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi, cho các ngươi giới thiệu một chút. Dương Nghị Vân nói chuyện xem tưởng Bảo Thuận Quang, Yến Xích Hà cùng Đinh Hòa Bình ba người. Nhất nhất giới thiệu bọn họ nhận thức, đều xem như người một nhà. Phía trước phương đông người sát cùng nhiếp hồn lão tổ chữa thương hai bên cũng chưa tới kịp lẫn nhau nhận thức. Cái này xem như nhận thức. Trừ bỏ Đinh Hòa Bình là Lạc Dương thủ hạ ở ngoài, Bảo Thuận Quang cùng Yến Xích Hà, nhiếp hồn lão tổ đều là Dương Nghị Vân người hầu, đương nhiên Dương Nghị Vân chưa từng có đưa bọn họ chân chính trở thành quá người hầu sai sử, càng nhiều thời điểm đều là đồng bạn. Điểm này mọi người đều đã biết. Ở hiểu biết nhiếp hồn lão tổ tình huống sau, Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang đều cùng phía trước nhiếp hồn lão tổ giống nhau có trong lòng nguy cơ cảm, hảo gia hỏa chủ nhân bên người hiện tại người hầu đều càng ngày càng nhiêu ích, tiên vương đại viên mãn a. Cái này làm cho bọn họ hai cái áp lực sơn đại, quyết định phải hảo hảo nỗ lực tu luyện, nếu không ngày sau nhưng không có địa vị. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không biết này mấy cái trong lòng đều suy nghĩ cái gì, hắn bắt đầu giảng thuật lần này vân môn tuyển chỉ ở nơi này sự, muốn thành lập vân môn các hạng công việc. Phương đông người sắt đã sớm chào hỏi qua hắn nguyện ý gia nhập vân môn, nghe được Dương Nghị Vân theo như lời sau, lập tức nói, vân tử ta phải hồi một chuyến gia tộc, nếu vân môn bắt đầu tổ kiến. Ta cũng nên ra một phần lực, lần này trở về lúc sau cùng ra ra chào hỏi một cái, ta liền phản hồi tới. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, lý nên cùng lão gia tử nói một tiếng.
Ta đây hiện tại liền trở về. Phương Đông người sắt là tính nôn nóng, nói đi là đi. Cũng hảo, trên đường cẩn thận. Dương Nghị Vân dặn dò. Yên tâm đi, nơi này chung quy là hỗn loạn tiên vực, ta là bản thổ tộc, trở về chính là lên đường sẽ không có việc gì. Phương Đông người sắt nhếch miệng cười, lập tức bay vọt dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về hỗn loạn tiên thành mà đi. Hắn lần này cũng coi như là tu vi tăng nhiều, đường xá tùy duyên, nhưng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ Phương Đông người sắt rời đi sau, Dương Nghị Vân nhìn Nhiếp Hồn lão tổ ba người nói, lão ốc chờ đại trận bày trận lúc sau ngươi liền dắt đầu chuẩn bị kiến tạo Vân Môn cung điện công việc, Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang giúp ngươi cùng nhau. Là chủ nhân. Ba người cùng kêu lên trả lời. Liền ở ba người nói chuyện chi gian, phía dưới đột nhiên chỗ truyền ra tới một tiếng nổ vang. Oanh! Một đạo kiếm khí phóng lên cao. Dương Nghị Vân nhìn lại là vô cùng thô tráng một đạo kiếm khí, trực tiếp từ trong đó một đỉnh núi thượng bùng nổ mà ra, tựa hồ cả tòa ngọn núi chính là một thanh cự kiếm giống nhau. Kiếm khí thành hình thẳng vào phía chân trời ở ngoài. Cường đại kiếm khí phát ra cách thật xa bọn họ đều có thể cảm nhận được cường đại hơi thở, thật sự lệnh nhân tâm đều run rẩy. Nhiếp Hồn lão tổ mấy người cũng một cái cá nhân khiếp sợ vô cùng, đối với sao trời tử thực lực, đối bọn họ tới nói, quả thực vô pháp tưởng tượng nếu là cái này đại trận bố trí mà thành sẽ có gì trở uy lực. Đối này mọi người đều tràn ngập chờ mong. Lại đây trong chốc lát, lại là một đạo phóng lên cao. Dương Nghị Vân biết đến nhị sư huynh đã bắt đầu bày trận, nhìn qua còn cần một đoạn thời gian, hắn dặn dò Nhiếp Hồn lão tổ mấy người ở tàu bay thượng đẳng. Nếu là nhị sư huynh yêu cầu hỗ trợ khiến cho mấy người hiệp trợ, mà chính hắn còn lại là thượng tầng thứ hai tìm một phòng tiến vào càn khôn hồ không gian. Tuyết Hương, Răng Cưa Vương, Tuyết Miêu, Mông Nghị đều còn ở càn khôn hồ trong không gian, Tiền Tam Giả đều bị thương, còn không biết các nàng khôi phục tình huống, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Ở trong phòng, Dương Nghị Vân muốn đi vào càn khôn hồ không gian thời điểm, trên vai vẫn luôn ngủ gật ngủ thần ma điểu lại là mở miệng nói, Nhược Kê ta không đi vào. Ta muốn nhìn một chút nhị tiểu tử bày trận, nhưng thật ra có chút ý tứ. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện sửng sốt lúc sau, lúc này mới phản ánh lại đây, theo đạo lý tạp mao điểu đi theo quá sư phụ hồi lâu, hẳn là nhận thức nhị sư huynh, như thế nào phía trước gặp mặt liền không hé răng. Ngươi chưa thấy qua ta nhị sư huynh? Dương Nghị Vân hỏi. Vô nghĩa sao có thể chưa thấy qua, ta năm đó đi theo sư phụ ngươi cái kia lão hỗn đản đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người. Tự nhiên bao gồm ngươi đại sư huynh, nhị sư huynh còn có tím hà cái kia tiểu nha đầu, lại nói tiếp ngươi đại sư huynh trung hậu, ngươi nhị sư huynh ngay thẳng có chút cũ kỹ nghiêm túc một cây gân, nhưng ở kiếm đạo thật là ngút trời kỳ tài. Đến nỗi tím hà cái kia nha đầu quả thực chính là cổ linh tinh quái tiểu ma nữ, may mắn lần này tới không phải nàng, nếu không tất nhiên muốn nhận ra lão tử, đến lúc đó đã có thể không xong. Thần ma điểu vừa mở miệng liền lại nhải. Bất quá ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai lại là nghe ra một loại khác ý tứ, là một loại trưởng bối đối vãn bối miệng lưỡi. Không đúng a, gặp qua, như thế nào nhị sư huynh không cùng ngươi nói chuyện? Dương Nghị Vân hỏi. Vô nghĩa, lão tử hiện tại bộ dạng cùng năm đó hoàn toàn không giống nhau, đều là sư phụ ngươi cái kia lão hỗn đản, đem lão tử bản mạng. Tính không nói, nói nhiều đều là nước mắt, nhị tiểu tử không nhận ra lão tử mới hảo, nếu không lão tử mặt già cũng chưa địa phương thả. Tiểu tử ngươi cũng không cho nói đi ra ngoài, bao gồm về sau nhìn thấy ngươi đại sư huynh cùng tím hà kia nha đầu cũng không cho nói, coi như lão tử chỉ là một con bình thường linh điểu. Thần ma điểu trịnh trọng dặn dò. Dương Nghị Vân nghe muốn cười, nhưng cũng biết tạp mao điểu cũng là có tôn nghiêm, nghĩ đến nó trước kia ở chính mình sư huynh sư tỷ trước mặt cũng là thực nhiêu ích, chẳng qua hiện tại thành một con hắc quả đen điểu dạng, cảm giác hạ giá đi, không nói liền không nói, cấp điểm mặt mũi. Ha ha ha. Không nghĩ tới người cái tạp mao điểu cũng có sợ hãi gặp người một ngày a, ha ha, hành, cho người bảo thủ bí mật, người đi xem nhị sư huynh bày trận đi, nói cho bọn họ một tiếng, ta đang bế quan, đừng quấy rầy ta. Dương Nghị Vân nói xong, trong lòng vừa động bản tôn tiến vào càn khôn hồ không gian. Thần thức vừa động Dương Nghị Vân trực tiếp tới rồi Tuyết Hương bên người, phát hiện Tuyết Hương như cũ đang bế quan tu luyện chung, còn không có xuất quan, hắn cũng không ở quấy rầy Tuyết Hương. Từ lần trước ở băng trong động ma thần ý thức trọng thương nàng sau, Dương Nghị Vân liền đem nàng thu vào càn khôn hồ không gian chữa thương bế quan, hiện tại xem ra Tuyết Hương đã tiến vào thâm trình tự tu luyện chúng. Như thế cũng hảo, ngày nào đó xuất quan tu vi tất nhiên cũng thực đánh tiến, trên thực tế chiến đấu chém giết tuy rằng nguy hiểm, lại cũng đối tu luyện tăng lên rất có trợ giúp.
Dương Nghị Vân ở đem côn bằng chứng lưu tại Tuyết Hương bên người, trong khoảng thời gian này tới nay cơ hồ cũng chưa thời gian cấp côn bằng rót vào pháp lực tu luyện, dù sao Tuyết Hương đang bế quan, may mà lưu lại cho nàng làm bạn, hơn nữa cũng có thể chịu thời gian cấp côn bằng chứng rót vào năng lượng. Trước khi đi thời điểm cũng ở Tuyết Hương bên người buông xuống 1000 cực phẩm tiên thạch, hy vọng nàng tu luyện có thể sử dụng đến. Lúc sau Dương Nghị Vân đã đến mông điểm bế quan nơi, 3000 quỷ tu đại quân tổn thất hơn phân nửa, hiện tại cũng liền dư lại 1000 nhiều hào, Dương Nghị Vân cũng không hy vọng bọn họ lại đi mạo hiểm. Mông điểm cũng còn ở tu luyện, bất quá Dương Nghị Vân sau khi xuất hiện, hắn trước tiên có cảm, đã đi tới. Gặp qua sư tôn mông điểm quy quy củ củ hành lễ. Đứng lên đi, về sau không cần câu thúc, Dương Nghị Vân không phải nhị sư huynh cái loại này, đối lễ tiết phương diện không thế nào coi trọng, cũng không nghĩ môn hạ đệ tử động bất động quỳ xuống. Là, sư tôn, mông điểm cái này đệ tử sinh thời là vệ sĩ xuất thân, ngoài miệng đáp ứng nhưng như cũ có nể nếp. Dương Nghị Vân cũng tùy hắn đi, nhìn thoáng qua mông điểm tu vi lại cũng thật sự không tồi, đã hỗn nguyên hậu kỳ, sắp đột phá đại viên mãn, nhìn ra được tới hắn thực nỗ lực, thiên tư cũng không tồi. Dương Nghị Vân cùng mông điểm nói chuyện với nhau một phen, chỉ điểm một ít tu luyện lúc sau, Dương Nghị Vân cho hắn lưu lại 2000 cực phẩm tiên thạch, dặn dò nói, cấp quỷ tiên đại quân mỗi người một viên, nhiều bọn họ tiêu hóa không được, dư lại chính ngươi lưu trữ tu luyện, tạm thời các ngươi liền ở Càn Khôn Hồ không gian tu luyện đi, chờ vân môn đại trận bố trí thành công, liền đi ra ngoài đến bên ngoài. Đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh, mông điểm tiếp nhận tiên thạch nói lời cảm tạ. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Dương Nghị Vân vẫy vẫy tay, một ý niệm đã biến mất không thấy. Cung tiễn sư tôn, mông điểm như cũ quy quy củ củ hành lễ. Dương Nghị Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới Tuyết Miêu nơi ở, hắn thật là có chút không thích ứng mông điểm sư tôn trường sư tôn đoản xưng hô, cái này tứ đệ tử thái thú quy củ. Miêu chủ nhân, đi vào Tuyết Miêu bên người, ngủ gật chung Tuyết Miêu nháy mắt cảnh giác phát hiện Dương Nghị Vân sau miêu kêu một tiếng. Còn rất cảnh giác không tồi. Xem ra ngươi khôi phục không tồi. Dương Nghị Vân cười cùng Tuyết Miêu đến tiếp đón, lần này cùng ma tộc Bắc Minh Ma Đế tọa hạ 9 đại ma tướng một trận chiến, Tuyết Miêu công không thể không, bày ra ra nàng hiếm thấy thiên phú, nếu không phải đối phương người nhiều, Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Tuyết Miêu đơn đối đơn liền tính là đối thượng Ma Đế trung hậu kỳ, cũng có một trận chiến chi lực. Cho nên đối Tuyết Miêu hắn thực coi trọng, cũng nhớ tới Điêu Nhi. Thương thế khôi phục như thế nào? Dương Nghị Vân lại hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ chủ nhân nhớ mong. Tuyết Miêu nói chuyện thanh âm là thiếu nữ tiếng động, có khác một phen phong vị, chẳng qua nghe tới luôn có điểm lạnh lẽo. Dương Nghị Vân nhìn đến nàng liền vang lên Điêu Nhi, cùng Điêu Nhi hình thể không sai biệt nhiều, vốn định nói một câu, nhảy hắn bả vai tới, ngẫm lại vẫn là tính, chung quy hắn hàng phục Tuyết Miêu là dùng cường, muốn nói Tuyết Miêu trong lòng không có khoảng cách, đó là giả. Ngày sau chậm rãi ma hợp đi. Nếu khôi phục, liền cùng ta đi ra ngoài đi. Là, chủ nhân. Theo sau Dương Nghị Vân trong lòng vừa động mang theo Tuyết Miêu phản hồi phòng, hắn cũng biết không thôi ngốc lâu lắm, nhị sư huynh bên kia hẳn là chờ hắn, giờ phút này nghĩ đến đại trận đã mau hoàn thành. Đi ra cửa phòng đi vào ván kẹp. Tiểu sư thúc, Lạc Dương như cũ tại chỗ, nhìn đến Dương Nghị Vân cùng Tuyết Miêu lại đây liền chào hỏi. Đối với Tuyết Miêu Lạc Dương là kiến thức quá nàng độc đáo thiên phú, cho ứng có tôn trọng. Thế nào, Dương Nghị Vân hỏi chuyện chi gian nhìn về phía dưới biển mây. Giờ phút này từng đạo thật lớn ngân bạch kiếm khí đã phóng lên cao, giống nhau nhìn lại đếm không hết, phi thường đồ sộ. Lạc Dương trả lời, hẳn là hoàn thành 100 linh kỳ nói, tiểu sư thúc tới đúng là thời điểm. Oanh! Chính nói chuyện chi gian, lại là một tiếng ầm vang vang lên. Cuối cùng một đạo lấy ngọn núi vi căn cơ kiếm khí phóng lên cao. 108 tòa cây cột giống nhau núi lớn rốt cuộc bị sao trời tử chế tạo thành 108 nói thật lớn vô cùng tận trời kiếm khí. Ở cuối cùng một đạo kiếm khí hình thành lúc sau, phía dưới phát ra từng tiếng nặng nề nổ vang. Ong ong ong. Dương Nghị Vân nhìn lại là kiếm khí liên thành một mảnh, hình thành một cái thật lớn vô cùng kiếm chiêu, mỗi một cây thông thiên trụ giống nhau trên ngọn núi đều có khắc văn ở lưu truyền. Phía dưới biển mây cuồn cuộn mà động, như cũ không có dừng lại. Vốn dĩ cho rằng thực mau kết thúc, thật là không nghĩ tới đây mới là bắt đầu. Thẳng đến một ngày nào đó ong một chút, sở hữu kiếm khí đều biến mất, phía dưới ngọn núi cũng hoàn toàn bị mây mù ẩn tàng rồi lên, mây mù bay lên trăm trượng, sao trời tử mới hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện.
Thời gian này đoạn, Dương Nghị Vân tính tính trước sau tốn thời gian chân chính 3 năm mới hoàn thành. Nhìn như bình đạm sương mù phía dưới biển mây, Dương Nghị Vân biết đã hình thành một tòa thật lớn kiếm trận. Tiểu sư đệ thành. Nói chuyện chi gian, sao trời tử bay vọt mà đến rừng ở tàu bay thượng. Dương Nghị Vân vội vàng nói lời cảm tạ, sư huynh vất vả. Hắn thấy được nhị sư huynh cái trán tràn đầy mồ hôi, cả người quần áo đều ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là trả giá rất lớn sức lực. Việc rất nhỏ chính là hao phí điểm pháp lực không đáng ngại, cuối cùng là thành, đi, sư huynh mang đi luyện hóa mắt trận. Sao trời tử sấm rền gió cuốn, nắm lên Dương Nghị Vân thủ đoạn liền từ tàu bay thượng bay vọt đi xuống. Một đầu chát khẩn trong mây, bay vọt vài phút hai người đi tới, trận pháp bên trong một chỗ trên sườn núi. Nơi đây khắc văn gắn đầy, sao trời tử vung tay lên tức khắc hiện ra ẩn ẩn quầng sáng, Dương Nghị Vân nhìn lại không nhiều không ít vừa lúc 180 cái điểm đỏ ở trong đó. 188 điểm đỏ quay chung quanh một vòng, trung ương mảnh đất là một cái đại đất chống bộ dáng, hắn một màn hiểu rõ, nơi này chính là trận pháp mắt trận nơi. Quả nhiên chỉ nghe nhị sư huynh nói, tiểu sư đệ đây là toàn bộ đại trận mắt trận nơi, hiện tại lấy máu nhận chủ, sư huynh truyền cho ngươi thao tác khẩu quyết. Chờ luyện hóa lúc sau, người chính là này tòa đại trận chủ nhân. Trận này trong ngoài diện tích thêm lên không nhiều không ít vừa lúc 6.000 dặm, phần ngoài 3.000 dặm, bên trong 3.000 dặm, ngày sau phát triển bên trong trống trải mảnh đất chính là vân môn trung tâm nơi, phần ngoài 3.000 dặm chính là này 108 tòa sơn phong dãy núi núi non, làm vân môn ngoại môn, nhất thích hợp bất quá, mỗi một đỉnh núi đều là một tòa độc lập tiểu kiếm trận, hình thành 108 tòa tiểu kiếm trận. Cuối cùng tổ hợp ở bên nhau trở thành một tòa đại trận. Sư huynh không dám nói ngoa có bao nhiêu cường đại, nhưng mượn dùng 108 tòa bẩm sinh ngọn núi chi lực, hình thành đại địa chi kiếm khí, ngăn cản công kích tiên tôn cường giả không thành vấn đề. Còn có ta bày ra tụ linh trận ở trong đó, từ nay về sau đại trận vận chuyển, sẽ không ngừng có thiên địa chi tiên nguyên lực hội tụ tiến vào đại trận, dùng để tu luyện, thời gian một trường chung quy có một ngày sẽ trở thành tiên giới một tòa tiên gia phúc địa. 108 tòa bẩm sinh ngọn núi địa mạch đả thông lúc sau, hình thành chỗ tốt còn muốn vượt qua ta tưởng tượng, tiểu sư đệ ngày sau nhưng yên tâm phát triển. Đến đây đi, bắt đầu. Nghe nhị sư huynh nói xong, Dương Nghị Vân trong lòng cảm động vô cùng, quả nhiên là người một nhà a, nhị sư huynh lần này chính là ra đại lực, có cái này trận pháp tồn tại, hắn ở tiên giới thành lập vân môn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đứng vững gót chân. Nghe vậy Dương Nghị Vân cũng không khách khí lập tức ở mắt trận lấy máu luyện hóa. Một bên dựa theo nhị sư huynh truyền thụ bí pháp khẩu quyết luyện hóa thao tác, một bên cảm thụ quan sát cả tòa đại trận. 3 ngày lúc sau rốt cuộc luyện hóa thành công. Khởi trận. Dương Nghị Vân khẽ quát một tiếng, ngay sau đó toàn bộ đại trận trong ngoài 6.000 dặm đều ở hắn trong óc bên trong, giờ khắc này hắn mới chân chính cảm nhận được này tòa đại trận uy lực. Là một phen chỉnh thể cự kiếm, càng là 108 bính độc lập tiểu kiếm, này căn đại địa, liên thông sao trời. Có cuồn cuộn không ngừng thiên địa chi lực ở vận chuyển. Hắn cảm giác chỉ cần chính mình trong lòng vừa động là có thể bộc phát ra 108 tòa núi lớn kiếm khí uy lực, dùng để phòng ngự công kích, này tòa đại trận quả thực như là sống liếc mắt một cái. Thu! Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối với quầng sáng mắt trận vung tay lên, tức khắc một cái thủy tinh thể giống nhau mắt trận tiến vào trong thân thể hắn, đây là trận pháp chi mắt, cũng là thao tác chi trung tâm. Hắn luyện hóa sau trực tiếp thu vào trong cơ thể. Thao tác đại trận liền ở hắn nhất niệm chi gian. Thật sự là phương tiện khẩn. Hảo, này tòa đại trận còn không có khởi cái tên, ngươi tới cấp đại trận khởi cái tên đi. Sao trời tử cười cười nói. Dương Nghị Vân ngây người, ngẫm lại thật đúng là, nhị sư huynh từ đầu tới đuôi cũng chưa nói là tên là gì, này tòa đại trận cũng không phải thường quy bày trận, mà là căn cứ 108 tòa sơn phong hơn nữa sư huynh kiếm khí bố thành đại trận. Như thế đích xác muốn khởi cái tên. Nghĩ lại tưởng tượng Dương Nghị Vân liền buột miệng thốt ra nói, đã kêu sao trời 108 bẩm sinh kiếm trận tên gọi tắt sao trời kiếm trận, sư đệ ta cũng không có gì hảo báo đáp sư huynh, khiến cho ngày sau vân môn mỗi một cái đệ tử ghi khắc sư huynh ngươi vì vân môn làm ra cống hiến. Ách sư đệ này không hảo đi, sao trời tử sắc mặt đỏ lên, nghĩ cái này danh hào có chút lớn, rốt cuộc sư phụ là tán thành tiểu sư đệ vân môn vì bọn họ này một mạch chính tông. Nếu như bị sư phụ đã biết, chẳng phải là sẽ chê cười. Nhưng là trong nội tâm, sao trời tử cũng tưởng biểu hiện một chút, chủ yếu là làm sư phụ nhìn xem cũng hảo, làm hắn lão nhân ra biết, ngươi nhìn xem ta cái này làm nhị sư huynh chính là cấp sư đệ hỗ trợ, ta nhưng không lười biếng, không chừng sư phụ sẽ khen hắn một phen.
Dương Nghị Vân ha ha cười, há có thể nhìn không ra tới nhị sư huynh trong lòng tưởng cái gì, ha ha liền như vậy định rồi, tương lai lão nhân hỏi, ta tới nói, chuyện này ta cảm thấy sư phụ sẽ khen ngươi làm tốt lắm. Này, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá tiểu sư đệ tương lai sư phụ nếu là mắng ta phù hoa, ngươi nhưng làm chứng a, tên này là ngươi khởi, cũng không phải là ta khởi. Sao trời tử nghiêm trang nói. Hành hành hành, ta tới kháng, ngươi sợ chết lão nhân ta nhưng không sợ hắn. Dương mẫu nhân thực vinh váo. Sao trời tử đầy mặt hắc tuyến nói, chờ quay đầu lại ngươi thấy ngươi tím Hà sư tỷ, các ngươi hai cái chính là một đôi kẻ dở hơi, có thể tức chết sư phụ kẻ dở hơi, trong thiên hạ cũng liền các ngươi hai cái dám một hơi một cái chết lão nhân, ta cùng đại sư huynh cũng không dám. Ha ha ha, ta thật chờ mong nhìn thấy tiểu sư tỷ Dương Nghị Vân phá lên cười. Được rồi. Ta mang ngươi đi gặp lão cây liễu, trước nói hảo chính ngươi thu phục, chờ nhìn thấy lão cây liễu ta liền mang theo Lạc Dương phải về cửu trọng thiên đi, Lạc Dương trong cơ thể còn có ma thần ý thức di chứng muốn xử lý, chung quy là nửa ma nửa tiên, có tai họa ngầm tồn tại, mang nàng trở về tìm thiên cơ sư nương muốn làm. Nói Lạc Dương sao trời tử sắc mặt ngưng trọng vài phần. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới, Lạc Dương trong cơ thể còn có tai họa ngầm, phía trước nhị sư huynh nhưng chưa nói. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Lạc Dương tu tiên, ma thần ý thức là ma, hai người dung hợp ở bên nhau, nhưng chính là nửa ma nửa tiên, không ra vấn đề mới là việc lạ. Gật gật đầu nói, hành, ngươi mang Lạc Dương trở về cũng hảo, nơi này sự ta chính mình có thể xử lý, ngươi dẫn ta đi đem lão cây liễu đi. Theo sau sao trời tử mang theo Dương Nghị Vân hướng về đại trận bên trong đi đến. Cái này địa phương trong ngoài 3.000 dặm, nghe tới rất lớn. Kỳ thật đặt ở tiên giới địa phương rất nhỏ. Ở tiên giới một cái tông môn địa bàn thành lập, phần lớn đều là chiếm cứ một tòa tiên sơn. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói này đã thực không tồi, vân môn giai đoạn trước phát triển có này tòa sao trời kiếm trận trong ngoài 6.000 dặm, cũng đủ. Ngày sau phát triển kỳ thật là phi thường có lợi, bởi vì nơi này là toàn bộ hỗn loạn tiên vực trung tâm trung ương nơi, đến lúc đó có thể hướng về bốn phía nơi phóng xạ đi ra ngoài. Địa bàn chậm rãi như tầm ăn lên mới là vương đạo. Chung có một ngày Dương mẫu nhân trong lòng tưởng chính là đem toàn bộ hỗn loạn tiên vực chủng tộc thế lực địa bàn từ toàn bộ đồng hóa ở vân môn kỳ hạ, tới rồi lúc ấy, vân môn chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất đại tông môn. Suy nghĩ một chút hỗn loạn tiên vực chính là một tòa tiên sơn được xưng một tòa tiên vực, ở tiên giới chính là độc nhất phân tồn tại. Đến lúc đó liền tính là cửu trọng thiên, chỉ sợ cũng là lau mắt mà nhìn. Dựa theo nhị sư huynh cách nói, cửu trọng thiên tuy rằng thế lực đông đảo, cường giả không hề số ít, khá vậy rốt cuộc không thích hợp tông môn phát triển. Nơi đó giết chóc quá nặng, bất lợi với tu luyện hiểu được. Chân chính tu luyện nơi vẫn là tiên giới đại sản xe, mà hỗn loạn tiên vực chính là tiên giới đại sản xe chung trong đó nơi. Độc chiếm tiên giới phương đông chi bên cạnh, một tòa tiên sơn được xưng một tòa tiên vực. Cho nên gọi là hỗn loạn tiên vực. Vô số năm qua. Nghe đồn trừ bỏ trước thời đại, liền không có người chân chính thống nhất quá hỗn loạn tiên vực. Nhưng là hiện tại Dương mẫu nhân có cái này hùng tâm tráng trí, nhị sư huynh sao trời tử cũng duy trì, hơn nữa này tòa sao trời kiếm trận, hắn đã cụ bị tranh giành tiên giới tư cách. Dư lại đó là không ngừng đề cao chính mình tu vi, không ngừng lớn mạnh vân môn căn cơ, nhất thống cái này hỗn loạn tiên vực, mà ngày đi hướng toàn bộ tiên giới. Đương nhiên này đó hiện tại còn hãy còn sớm. Trước mắt hắn đầu tiên muốn đi thu phục nhị sư huynh trong miệng lão cây liễu, dựa theo nhị sư huynh nói, lão cây liễu rất là không đơn giản. Ngay cả nhị sư huynh nói cập thời điểm cũng là mơ hồ không rõ, tựa hồ thực kiêng kỵ. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đều phát mao. Không biết nhị sư huynh có thể hay không hố hắn. Đi theo nhị sư huynh vẫn luôn nghĩ chỗ sâu trong đi đến, 3.000 dặm phần ngoài rất dài, nhưng là đối bọn họ hai sư huynh đệ tới nói, cũng không tính cái gì. Bởi vì nơi này đã xưng là bọn họ đại trận, một thảo một mộc đều có thể hiểu rõ với tâm. Thực mau hai người tiến vào bên trong phạm vi. Một đường đi tới thời điểm đều là mây mù lượn lờ, có vân lôi sét đánh, có âm sát chi phong gào thét, rất là dọa người, nếu là không nắm giữ trưởng pháp chi lộ, xông tới giả ở bên trong này đối sẽ là một tòa thật lớn mê cung. 108 tòa sơn phong tạo thành kiếm trận ở Dương Nghị Vân nghiêm trọng như là một tòa đại bát quái trận pháp, đương nhiên hắn biết này không phải. Nơi này chỉ là nhị sư huynh bày ra kiếm trận. Nhưng Dương Nghị Vân trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng tới, ngày sau ở cái này cơ sở thượng, tất nhiên muốn bố trí ra một cái đại bát quái trận pháp tới. Địa cầu bát quái trận pháp,
tràn ngập biến số, huyền ảo vô cùng, có thể nói thiên biến vạn hóa, nhưng phòng ngự, nhưng công kích, càng có thể mê hoặc người, có thể thành mê cung trận, có thể thành ảo cảnh trận pháp, có thể thành sát trận, có thể thành liên hoàn trong trận chi trận pháp. Đối với địa cầu bát quái, Dương Nghị Vân theo thời gian trôi qua, tu vi gia tăng, đến bây giờ lại là càng ngày càng cảm giác trong đó huyền diệu thần bí, chẳng qua hắn còn không có chân chính đi nghiên cứu, trong lòng nghĩ ngày sau nhất định phải hảo hảo tìm hiểu tìm hiểu. Địa cầu được xưng căn nguyên giới, hiện tại xem ra thật sự không phải nói không. Sao trời kiếm trận bên ngoài có biển mây vân lôi âm phong sát khí thiên nhiên cái chắn, trong tầm mắt nhìn lại luôn là mông lung một mảnh tầm nhìn không cao, chính là tiến vào bên trong 3.000 dặm không gian bên cạnh lúc sau, lại vừa lúc cùng phần ngoài hoàn toàn tương phản. Trong tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, rộng mở thông suốt lên. Chỗ đã thấy hoàn cảnh lại là hoa thơm chim hót, có sơn có thủy, kỳ hoa dị thảo, che trời cổ thụ, càng có ánh mặt trời trời xanh tồn tại, tiên linh khí ập vào trước mặt, làm người cảm giác cả người nói không nên lời sảng khoái. Làm cho là một phen tiên giới phúc địa. Càng vì khó được chính là, nơi này cư nhiên tồn tại một ít không biết tên tẩu thú loài chim bay, một đám bầu trời phi trên đường chạy, đều là chút phàm tục chi vật, nhưng lại tràn ngập hài hòa, cũng không e ngại người, bọn họ tiến vào sau, lại là mang theo tò mò đánh giá, nhưng lại không có chấn kinh bay đi. Như thế làm Dương Nghị Vân cảm giác có ý tứ. Đích xác như nhị sư huynh lời nói, nơi này là tiên gia phúc địa, mảnh đất giáp danh một vòng liền biển mây, tựa hồ ở vô hình trung hình thành kết giới cái chắn, này đó biển mây không vượt qua tới một tấc. Ở sau người lẳng lặng huyền phù, một bước ngoại là non xanh nước biếc tiên gia phúc địa, một bước sau là vân lôi vờn quanh âm sát gió to tồn tại phần ngoài cái chắn. Quả thật là một chỗ thành lập tông môn hảo địa phương. 3.000 dặm nơi liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, kỳ thật đã phi thường lớn. Như thông một cái đồng thoại thế giới hiện ra ở trước mắt, Dương Nghị Vân liếc mắt một cái liền thích nơi này. Nhị sư huynh làm cho bọn họ mấy cái cũng xuống dưới nhìn xem đi, nếu trận pháp đã thành làm nhiếp hồn lão tổ bọn họ xuống dưới cũng hảo. Hảo, chờ một lát sao trời tử nói xong, đối với phía chân trời vung tay lên, một đạo kiếm khí hình thành, trực tiếp bay vào trời cao. Hơn nữa mở miệng nói, Lạc Dương các người mấy cái xuống dưới. Dứt lời lúc sau, không bao lâu Lạc Dương, Nhiếp Hồn lão tổ, Yến Xích Hà, Bảo Thuận Quang, Đinh Hòa Bình, Tuyết Miêu, Thần Ma Điểu, Hồng Y cùng Hắc Giáp, theo nhị sư huynh này đạo kiếm khí chi nhịp cầu bay nhanh mà đến. Qua nơi này thế nhưng có khác động thiên, thật là không tồi. Tiên khí sung túc, là cái kiến tạo tông môn phúc địa. Thật là không tồi. Mấy người một chút tới. Mồm năm miệng mười nghị luận lên. Hảo, các ngươi mọi nơi nhìn xem, nhị sư huynh chúng ta đi gặp ngươi trong miệng lão cây liễu đi, Dương Nghị Vân nói. Đi thôi, lão cây liễu ở ngàn dặm ở ngoài. Sao trời tử dứt lời bay vọt dựng lên. Dương Nghị Vân chợt lóe thân theo đi lên. Hai người chậm gì gì phi hành, Dương Nghị Vân nhìn không được mở miệng hỏi, nhị sư huynh lão cây liễu rốt cuộc là cái dạng gì. Ta như vậy cảm giác ngươi cũng kiêng kỵ khẩn, ngươi đều như vậy. Ta đến lúc đó như thế nào ứng đối, ngươi không giúp ta à? Khụ khụ khụ, kỳ thật đi, lão cây liễu sẽ không chủ động công kích người, mấu chốt là. Nói như thế nào đâu, ai nha, ngươi đi chính mình xem đi, dù sao hiện tại nơi này đóng quân xuống dưới, ngươi cần thiết thu phục lão cây liễu, nếu không hắn sẽ cho ngươi tìm phiền toái, ta. Ta sẽ không giúp ngươi. Sao trời tử nói chuyện mơ hồ không rõ, không muốn nói thêm khởi lão cây liễu. Cái này ngược lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng càng thêm không có tự tin, bắt đầu chột dạ, hắn thấy thế nào đều là nhị sư huynh lại chột dạ, lại là không biết lão cây liễu rốt cuộc là cái bộ dáng gì tồn tại. Cư nhiên làm tu vi thông huyền nhị sư huynh cũng kiêng kỵ. Nhưng là nghe hắn ý tứ lão cây liễu không chủ động công kích người a, vì cái gì phải có kiêng kỵ đâu. Nhị sư huynh nếu lão cây liễu không công kích người, vậy không có gì khó chơi chỗ đi. Dương Nghị Vân vẫn là không yên tâm dò hỏi. Sư đệ a, cùng chiến đấu không quan hệ, ngươi yên tâm hảo, nếu là lão cây liễu công kích người, ta cũng sẽ không yên tâm ngươi đi đối mặt không phải. Nhị sư huynh sao có thể sẽ hố ngươi đúng không? Sao trời tử quần áo tận tình khuyên bảo bộ dáng. Dương Nghị Vân trước hết nghĩ tưởng, tựa hồ là đạo lý này. Ngay sau đó lại hỏi, nhị sư huynh ngươi dù sao cũng phải nói cho ta lão cây liễu là bộ dáng gì đi. Có phải hay không hóa hình? Có phải hay không tu vi rất cường hãn? Là ta là chính. Ai nha sư đệ a, ngươi nói nhiều quá, lão cây liễu không hóa hình, hắn cái gì lai lịch sư huynh ta cũng nhìn không ra tới, nhưng tu vi tất nhiên là thông thiên,
bất quá ngươi yên tâm, ta nói lão cây liễu là sẽ không công kích người, đến nỗi chính ta cái này còn này khó mà nói, đến lúc đó chính ngươi đi tiếp xúc liền hảo, bất quá nếu là thật làm lời nói của ta, một chính một tà hẳn là có thể hình dung, hơn nữa ta cảm giác lão cây liễu là thiếu ký ức, nói chuyện cùng hành sự luôn là có điểm, điên khùng. Sao trời tử đang nói chuyện chi gian trên mặt đang không ngừng biến hóa, tựa hồ nhớ tới, thực cổ quái làm hắn thực sợ hãi sự tình, không bao giờ nhiều lời. Vẻ mặt của hắn bị Dương Nghị Vân quan sát ở trong mắt, cái này Dương Nghị Vân trong lòng càng thêm phát mau, nếu là vị này nhị sư huynh nói lão cây liễu rất cường đại, lệ khí trung động bất động liền động thủ linh tinh nói, hắn khả năng còn không thèm để ý. Nhưng cố tình nhị sư huynh trong miệng lão cây liễu sẽ không công kích người. Không công kích người, lại là hắn vị này kiếm đế nhị sư huynh nói chi biến sắc, thật là không hiểu được, trái lại tưởng tượng, tất nhiên lão cây liễu có chỗ nào làm nhị sư huynh rất là kiêng kỵ vô cùng. Dương Nghị Vân trong lòng không phát mau mới là lạ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhìn không được nuốt khẩu nước miếng nói, nhị sư huynh ta xem. Nếu không chúng ta vẫn là đừng đi đi, ta ở chỗ này thành lập vân môn không đi trêu chọc lão cây liễu liền hảo, không cần thiết sao, ngươi nói đúng đi. Không được, kỳ thật tìm kiếm đến nơi đây, an bài ngươi đi gặp lão cây liễu, đều là sư phụ hắn lão nhân gia an bài, bằng không ta mới không muốn mang ngươi đi gặp kia một gốc cây biến thái lão thụ, được rồi. Ngươi nhìn xem đã tới rồi, đó chính là kia một gốc cây lão biến thái cây liễu. Sao trời tử đang nói chuyện chung thanh âm đều có chút âm dung. Nhưng Dương Nghị Vân vừa nghe không thích hợp, đôi mắt chừng nói, ta đi là chết lão nhân an bài. Ngươi phía trước như thế nào không nói. Khụ khụ, sư phụ nói, tận lực không cho ngươi biết là hắn an bài thấy lão cây liễu. Khụ khụ, sao trời tử chỉ chớp mắt xấu hổ vô cùng, liền đem sư phụ cấp bán. Trong lòng đang nói. Sư phụ a, không phải ta muốn bán đứng ngươi, là tiểu sư đệ bức thật chặt, ta cũng không có biện pháp. Dương Nghị Vân đâu? Ở trong lòng mắng chết lão nhân thời điểm, lại là hai mắt theo sao trời tử ánh mắt nhìn qua đi. Cây số ở ngoài, một tòa huyền nhai đỉnh, một gốc cây rất cao thực thô tráng khô cọc cây tử xuất hiện. Phi hành càng tới gần càng là thấy được rõ ràng. Lão cọc cây có chút uốn lượn, nhưng ở huyền nhai đỉnh nhìn giống như là một vị gần đất xa trời lão giả. Ngẩng đầu nhìn trời. Thực thô tráng lão cọc cây, nhìn ra dưới đại khái có 5-6 mét thô tráng, gần 10 mét độ cao, thượng có đen nhánh chi sắc, như là bị sét đánh quá giống nhau. Đang tới gần một ít sau, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, thật là thấy được lão cọc cây đỉnh, cư nhiên mọc ra một chi tân nộn khoai điều, nhìn chỉ có nửa thước lớn lên một chút. Cái này hình ảnh chính là lão thụ Phùng Xuân. Mà giờ phút này đã bọn họ đã tiếp cận 100 mét. Sao trời tử đột nhiên dừng lại nói, tiểu sư đệ ta. Ta liền bất quá đi, chính ngươi qua đi đi, đối cái này lão biến thái hơi chút tôn kính điểm, ta nghe sư phụ nói qua, lão cây liễu tuổi tựa hồ rất đại, ta đi rồi ha. Sao trời tử nói xong gặp quỷ giống nhau, xoay người liền bay qua mà đi, như là chạy trốn giống nhau. Làm Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này kỳ dị một màn đã xảy ra. Tức khắc một đạo già nua thanh âm vang lên. Tiểu gia hỏa lần trước cướp lấy lão phu tán phiến lá cây, ngươi cũng không có làm đến lưu lại cấp lão phu đương tiểu thiếp hầu hạ lão phu, lần này còn dám tới, này liền muốn chạy sao? Dương Nghị Vân nghe thế một phen lời nói, cả người đều là chấn động. Mà nơi xa sao trời tử càng là thiếu chút nữa một đầu từ trên cao ngã xuống. Dương Nghị Vân nghe được cái này già nua thanh âm nói chuyện, thực hiển nhiên là đối nhị sư huynh sao trời tử nói. Hơn nữa như thế nào nghe đều cảm giác tràn ngập ái muội. Ngay sau đó tại hạ một khắc chi gian khô héo lão cây liễu cọc bộc phát ra 7 màu ánh sáng, lại là tại hạ một khắc Dương Nghị Vân thấy được vô cùng chấn động một màn. Chỉ thấy nguyên bản cháy đen như sấm bổ giống nhau lão cọc cây tử, ở bộc phát ra 7 màu ánh sáng sau, lại là trong tai vang lên giống như phản âm giống nhau thanh âm, hắn theo bản năng nhìn lại thời điểm, trên vách núi lão cây liễu lại là hóa thành một gốc cây che trời đại thụ. Thượng thông thiên tế rơi xuống đại địa, tồn tại thiên địa chi gian. Càng là đổi phát ra từng điều cành chi nhánh, lá cây sum xuê vô cùng, làm Dương Nghị Vân chấn động chính là, hắn ở lão cây liễu thượng thấy được có chư thiên treo chấn động cảnh tượng. Có lộng lẫy sao trời, có biển mây quay cuồng, có cuồn cuộn sao trời, có một tòa ngồi thiên sơn, càng có một phương tiểu thế giới. Này đó Dương Nghị Vân biết là hư ảnh, nhưng lại là một loại hiện tượng thiên văn diễn biến. Bực này cảnh tượng xuất hiện ở một gốc cây lão cây liễu thượng, chính là lần đầu tiên nhìn đến, cũng thuyết minh này cây lão cây liễu bất phàm. Rõ ràng nhìn qua như là một cái tàn khô lão cọc cây tử,
nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể diễn biến mới như sau hiện tượng thiên văn cảnh tượng, càng là ở ngay lập tức chi gian đem nó tàn khô trạng thái khôi phục thành cành lá tốt tươi che trời trạng thái, thực sự lệnh nhân tâm chấn động. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng biết đây là một loại diễn biến hư ảnh, khá vậy đúng là như thế, càng là thuyết minh này cây lão cây liễu không giống bình thường. Mấu chốt nhất chính là Dương Nghị Vân nhìn đến nhị sư huynh mất mạng giống nhau chạy thoát đi ra ngoài, rất là buồn cười, rất khó tưởng tượng phía trước cái kia uy phong lẫm lẫm trở tay chi gian chém giết Bắc Minh Ma Đế kiếm đế sao trời tử đi đâu vậy. Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng đều phát run chính là, lão cây liễu một phen lời nói. Tam phiến lá cây, tiểu thiếp, này những từ ngữ quả thực, kia không thành lão cây liễu cùng nhị sư huynh chi gian còn có không thể cho ai biết giao dịch. Dù sao hắn nghe đều cả người run. Lúc này chi gian một cái hư ảnh ngưng tụ mà thành cành liễu tia chớp quất đánh đi ra ngoài, thực rõ ràng là nhằm vào nhị sư huynh. Nháy mắt dựa vào nhị sư huynh bản lĩnh, đã sớm chạy đến ngàn dặm ở ngoài đi, nhưng kết quả Dương Nghị Vân nhìn đến cành liễu chợt lóe mà là cũng biến mất ở phía chân trời. Kết quả ngay sau đó phía chân trời rất xa vang lên hét thảm một tiếng mắng, a nha, người cái lão biến thái a. Lần trước lá cây sự tình là sư phụ ta cùng ngươi chi gian đạt thành hiệp nghị, ta chỉ là tới khu lá cây, ngươi mẹ nó một hai phải làm ta cho ngươi làm tiểu thiếp, ngươi nằm mơ đi, ngươi cái lão biến thái. Ha ha, trời cao ta kia tiểu tử chẳng lẽ chưa cho ngươi nói, lại lá cây thời điểm làm ngươi lưu lại bồi bồi ta lão nhân sao? Ngươi lấy đi lá cây không thực hiện hứa hẹn, không lo người tử già nuốt tiếng động lần thứ hai vang lên. Lão biến thái sư phụ ta đáp ứng ngươi đi tìm ta sư phụ. Ta nhưng không đáp ứng ngươi. Sao trời tử thanh âm ở phía chân trời vang lên. Lão phu liền nhận chuẩn ngươi, hôm nay không cho lão phu một công đạo ngươi cái tiểu gia hỏa đừng nghĩ đi, ha ha. Già nua thanh âm lần thứ hai vang lên. A à, ngươi cái tử biến thái a, à. Hành xem như ngươi lợi hại, bất quá ta muốn chạy ngươi còn cản không dưới, ầm ầm ầm. Phía chân trời ở ngoài ầm vang không ngừng, cây liễu bùng nổ bảy màu ánh sáng. Một lát sau, lại là sao trời tử thanh âm lần thứ hai vang lên nói, lão biến thái a, ta hôm nay mang đến ta tiểu sư đệ, xem như hoàn thành lần trước hứa hẹn, buông ta ra, nếu không ta cá chết lưới rách. Sao trời tử thanh âm bạo nộ vô cùng, đồng thời đầy trời kiếm ý phát ra, giống như thực chất, che trời lấp đất. Lão cây liễu thất thải quang mang lập lòe một chút, lúc này tựa hồ mới phát hiện Dương Nghị Vân tồn tại giống nhau, lại là ra tiếng nói, gì cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra có ý tứ. Cứ nhiên là cái thần đạo người thừa kế, ha ha, tiểu tử lần này liền buông tha ngươi, trở về nói cho trời cao tà kia tiểu tử, lần sau lại đến đánh lão phu chủ ý, chân cho hắn đánh gãy, cút đi. Ong! Trong không khí chấn động nổ vang, phía chân trời ở ngoài cây liễu chi thu trở về. Cùng thời gian sao trời tử thanh âm truyền đến, lại là đối Dương Nghị Vân nói, khụ khụ. Tiểu sư đệ ngươi đừng trách nhị sư huynh a, đây đều là sư phụ an bài, sư phụ dặn dò quá. Nói ngươi là thần đạo truyền thừa tu sĩ, mà cái này lão biến thái cũng là hồng hoang thời đại sinh thần đạo tàn binh bại tướng. Sư phụ nói làm ngươi hảo hảo câu thông, đối với ngươi tu vi có tràn ra, sư phụ còn nói ngươi thần đạo tu luyện, hắn cũng chỉ điểm không được, chỉ có cái này lão biến thái cây liễu có thể giúp được ngươi, như thế sư huynh ta đi trước ha, tiểu sư đệ khác trách ta a. Sao trời tử tựa hồ thoát mệt nhọc, ngữ tốc bay nhanh nói xong, gặp quỷ giống nhau trốn đi. Để lại Dương Nghị Vân trong cơ thể khí huyết quay cuồng, hiện tại nghe tới hắn tựa hồ bị chết lão nhân cùng cái này nhị sư huynh cấp bán đi. Lập tức hắn không kịp nghĩ nhiều xoay người liền chạy, cơ hồ thúc sục toàn bộ pháp lực, vèo một chút biến mất ở tại chỗ, ai mẹ nó lưu lại ai mới là ngốc tử. Nhưng mà, ngay sau đó hắn đều bay ra đi vài trăm dặm, lại là đột nhiên thấy giác bốn phía không gian rung chuyển lên, liền biết không diệu, không cần suy nghĩ liền thúc sục hàn băng căn nguyên nơi, nhưng kết quả lại là chỉ cảm thấy trong tầm mắt thất thải quang mang đại tác phẩm, mơ hồ trung Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến một cái thất thải quang mang chói mắt cảnh liễu hướng về chính mình cuốn tịch mà đến. Hắn thúc giục hàn băng căn nguyên cùng toàn thân pháp lực đi chống cự, thật đáng buồn ai phát hiện, cư nhiên không hề tác dụng, chỉ cảm thấy xoát một chút, chính là một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó thân thể một nhẹ liền phát hiện rơi xuống đất. Đầu óc choáng váng vô cùng, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Lúc này mới phát hiện đã đạt tới huyền nhai đỉnh, mà trong tầm mắt còn lại là một gốc cây 5-6 mét đường kính thô tráng, cao ước mười mấy mét, như là bị sét đánh qua cháy đen vô cùng lão cọc cây tử. Ở lão cọc cây đỉnh, lại là có một cây chiếc đũa phẩm chất cành liễu điều, mặt trên không nhiều không ít có 6 phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây thượng đều có một đạo tản ra 7 màu chi sắc lộng lẫy khắc văn, rất là thần bí.
Giờ khắc này Dương Nghị Vân nội tâm là tuyệt vọng. Phát ra một tiếng thét dài mắng, ngọa tào, chết lão nhân, nhị sư huynh các người mẹ nó hố ta a a a a. Dương Mẫu Nhân giờ phút này dục khóc bất đắc dĩ. Hắn chính mắt kiến thức vừa rồi này cây lão cây liễu cùng nhị sư huynh đấu pháp, tu vi thông huyền nhị sư huynh ở một cái cảnh liễu hạ đều ăn mệt, hắn liền càng không cần phải nói phản kháng. Này cây lão cây liễu hiển nhiên cùng chết lão nhân nhận thức, chết lão nhân ở nó trong miệng đều là trời cao tà tiểu tử kêu, có thể nghĩ này cây lão cây liễu là cỡ nào tồn tại. Nhất hố chính là, hắn hồi tưởng, phía trước lão cây liễu cùng nhị sư huynh đối thoại, tựa hồ lão nhân hướng lão cây liễu muốn tam phiến cây liễu diệp, nhị sư huynh tới lấy, kết quả lại là bị lão nhân hố một phen, nhưng cuối cùng nhị sư huynh cầm đi tam phiến cây liễu diệp, nhưng trung gian tựa hồ đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bằng không nhị sư huynh sẽ không một ngụm một cái lão biến thái, mà lão cây liễu còn lại là làm nhị sư huynh cho hắn làm tiểu thiếp. Này! Này mẹ nó chuyện gì a? Hiện tại hảo, nghe nhị sư huynh ý tứ, hắn tới nơi này tựa hồ đều là lão nhân tính kế hảo, liên hợp nhị sư huynh đem hắn bán cho lão cây liễu. Chẳng lẽ muốn cho chính mình gấp một gốc cây lão cây liễu đương tiểu thiếp? Tiểu thiếp! Người muội a! Dương Nghị Vân trong lòng quả thực ở hộc máu. Mỹ rằng kỳ danh, chính mình là tu thần đạo, mà lão cây liễu tựa hồ cũng là thần đạo còn sót lại kéo dài hơi tàn, có thể chỉ điểm chính mình tu luyện, chết lão nhân cứ như vậy đem chính mình gấp bán đi. Một gốc cây biến thái lão cây liễu, luôn mồm muốn cho nam nhân làm tiểu thiếp, bực này tồn tại, chẳng sợ chính là thiên vương lão tử, hắn cũng không hiếm lạ. Chỉ nghĩ sớm một chút rời đi. Nhưng vừa rồi kia một chút uy lực, hắn liền biết 100 hắn thêm lên. Sợ là cũng trốn không thoát lão cây liễu nhánh cây. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Lúc này chỉ nghe lão cây liễu phát ra thanh âm, cùng phía trước già nua thanh âm bất đồng, lần này cư nhiên phát ra một cái cực kỳ mất hồn nữ nhân thanh âm, hơn nữa vẫn là cái loại này ngự tỷ tiếng động, ngừng ở trong tai làm Dương Nghị Vân toàn thân xương cốt đều phải mềm mại ba phần cái loại này. Tiểu đệ đệ ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha ha. Lớn lên nhưng thật ra trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan đoan chính, so người cái kia không nên thân sư huynh mạnh hơn nhiều. Như thế ngôn ngữ, như thế thanh âm, ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, lại không có bất luận cái gì miên man bất định, ngược lại cả người lông tơ đứng chổng ngược, liên tục về phía sau thối lui, mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười nói, trước. Trước tiền bối, vãn bối kỳ thật đã tu luyện 5-6 ngàn năm, thực lão thực xấu, tiền bối thích nói, vãn bối đi thôi ta nhị sư huynh cho ngài truy hồi đến đây đi. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân nhảy dựng lên liền chạy. Chính là, ngay sau đó cổ chân căng thẳng, tức khắc đã bị một cái cây liễu chi cấp cuốn lấy. Chạm vào, a à, khụ khụ khụ, một chút bị hung hăng duệ trở về ngã ở trên mặt đất, làm Dương Mẫu Nhân cả người đều cảm giác muốn tan thành từng mảnh giống nhau đau. Tiểu gia hỏa đừng phí lực khí nghĩ chạy, nếu là sư phụ ngươi cùng sư huynh đem ngươi mang cho ta, ngươi liền thành thành thật thật bồi ta trò chuyện, tâm sự nhân sinh, thật tốt ha. Tỷ tỷ ta đâu, cũng có thể chỉ điểm ngươi tu luyện không phải. Đương nhiên chỉ cần ngươi đem tỷ tỷ ta hầu hạ thoải mái, ta liền chỉ điểm ngươi, đừng nói a, tiểu tử ngươi rõ ràng tu luyện chính là cao giai thần đạo phương pháp, vừa nội quả thực là rối tinh rối mù, căn bản là không có phát huy ra, thần đạo công pháp hẳn là xứng đôi lực lượng. Tiểu đệ đệ ngươi căn cơ không tồi, vẫn là thập toàn thập mỹ căn cơ, hảo hảo đãi ở tỷ tỷ bên người hầu hạ, đạp ngày lên trời chi lộ, tất nhiên sẽ có ngươi một phần. Đừng phí tâm tư cùng đừng phí sức lực nghĩ chạy, tỷ tỷ ta nha, tuy rằng không rời đi nơi đây, chính là khống chế phạm vi vạn dặm nơi vẫn là không thành vấn đề, cho nên ngươi đã chết tâm đi, đừng nghĩ chạy, ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe lúc này ngọt nị người chết không đền mạng giọng nữ, đang ngẫm lại phía trước cùng nhị sư huynh đối thoại già nua thanh, trong lòng không lý do từng đợt tưởng nôn mửa. Nghĩ lại này cây lão biến thái lời nói, cái gì tâm sự nhân sinh? Nhìn xuống thoải mái. Này mẹ nó muốn làm gì? Cả người thẳng run. Cái này chính là thật sự muốn chết tâm đều có. Lại còn có trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn bị một gốc cây khô thụ cấp đạp hư không thành? Chết lão nhân, sao trời tử, lão tử hận các ngươi. Dương Mẫu Nhân nhụt chí, nằm ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, có nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển. Hắn rõ ràng tại đây cây biến thái âm dương quái lão cây liễu trong tay. Hắn sợ là muốn chết đều khó. Gặp qua hố người, chưa thấy qua như vậy hố người. Đừng nằm, ngầm lạnh, người cảm lạnh tỷ tỷ ta khả đau lòng đâu.
Lúc này lão cây liễu nói ra một câu, làm Dương Mẫu Nhân rốt cuộc nhìn không được nước mắt giàn giụa. Ta thao ngươi đại gia, muốn sát muốn xẻo tùy tiện, tiểu gia sẽ không cho ngươi đương tiểu thiếp, tiểu gia có rất nhiều nữ nhân, đi ngươi đại gia. Dương Mẫu Nhân một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, chửi ầm lên, hắn bất cứ giá nào, đánh không được thúc dục càn khôn thần điện lực lượng cá chết lưới rách, mới không cần bị một gốc cây lão cây liễu cấp giày xéo. Ha ha ha. Ngay sau đó lão cây liễu phát ra khanh khách tiếng cười to. Rồi sau đó mới mở miệng nói, nhà tiếp theo hỏa, người cũng không tin tỷ tỷ ta hiện tại bực này tàn bại bộ dáng, hóa hình đều khó, như thế nào đi làm ngươi đương tiểu thiếp a? Nói nữa, phía trước những cái đó đều là hù dọa ngươi cái kia sư huynh, hắn nha thái cổ bản, làm người nghiêm cẩn, quá không thú vị, tỷ tỷ ta là ở chỗ này quá tịch mịch, vô tận năm tháng chung, lẻ loi ở chỗ này, thật sự là tưởng người này bồi trò chuyện mà thôi. Ai làm ngươi làm tiểu thiếp? Phải làm cũng là tỷ tỷ ta cho ngươi làm tiểu thiếp mới đối sao? Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu nói chuyện, cũng là sửng sốt, không biết thật giả, bất quá nghe được nàng nói không cái kia ý tứ, mạc danh trong lòng buông lòng. Nhưng là, này cây lão cây liễu quái dị, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận mới là. Dừng một chút mở miệng nói thầm nói, ai biết ngươi nói chính là thật là giả? Còn có, ngươi là nam hay nữ? Hắn chính là nhớ rõ phía trước lão cây liễu cùng nhị sư huynh đối thoại, là cái giả nua lão nhân thanh âm, lúc này lại có là tô xương cốt ngự tỷ thanh âm, thật không hiểu được, có phải hay không cái biến thái. Ha ha ha, đều nói phía trước kia chỉ là đậu đậu ngươi cái kia sư huynh mà thôi, tỷ tỷ ta tuy là thụ linh, đơn thuộc tính thuần âm, tự nhiên là nữ. Chân chính lại nói tiếp đi, ta và ngươi sư phụ trời cao tà kia tiểu tử có sâu xa, năm đó thiếu hạ quá hắn một ân tình. Cho nên hắn muốn ta tam phiến bản mạng lá cây đi đánh nhau, ngươi là ngươi sư huynh tới lấy, tỷ tỷ ta cô độc lâu lắm, vốn định làm hắn bồi tỷ tỷ trò chuyện, nhưng hắn quá không thú vị, kia lá cây không nói hai lời liền chạy, vì thế tỷ tỷ ta cũng liền hù dọa hắn kia lưu lại hắn làm tiểu thiếp, chỉ là nói mà thôi, đừng thật sự. Lão cây liễu nói này một phen lời nói, cuối cùng là làm Dương Nghị Vân trong lòng dễ chịu một ít, nhưng cũng không được đầy đủ tin. Mở miệng nói. Nếu như vậy lời nói bồi ngươi nói qua, vãn bối liền cáo từ đi. Dương Nghị Vân thử một chút. Kết quả lại là, một cái bảy màu quang mang sáu chi xuất hiện ở hắn trước người bắt đầu lắc lư, mà lão cây liễu còn lại là mang theo nguy hiểm chi ý nói, ha ha, ngươi mới là nào cùng nào, sư phụ ngươi lấy đi tỷ tỷ tam phiến bản mạng lá cây, có biết không tam phiến bản mạng lá cây yêu cầu tỷ tỷ mấy chục vạn năm tích lũy, hắn cũng đáp ứng rồi, sẽ làm đồ đệ tiến đến bồi tỷ tỷ ta nói chuyện. Nếu ngươi nhị sư huynh đem ngươi lưu lại, kia cũng ít nhất muốn bồi tỷ tỷ vạn 8.000 năm mới được. Dương Nghị Vân tức khắc lại tưởng bạo thô khẩu, nhưng nhìn xem trước mặt cành liễu trung quy vẫn là tính, xích quả uy hát yêu ta hạ, hắn không dám, này cây lão cây liễu khả năng thật thời gian quá dài không tiếp xúc quá cái gì sinh linh, trong lòng biến thái. Bất quá Dương Nghị Vân ngẫm lại lão cây liễu cái này lý do quá gượng ép, có lẽ tịch mịch muốn tìm người ta nói lời nói. Chết lão nhân cũng đáp ứng tìm cái đồ đệ tiến đến là thật sự, nhưng hắn nghĩ đến tuyệt đối không phải chứng thực lý do, cũng không phải toàn bộ. Mở miệng nói, thật ra mà nói, ta muốn ở chỗ này sáng tạo ta tông môn, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời đi nơi này, ngươi nhưng yên tâm, nhưng ngươi tổng không thể lão làm ta một tấc cũng không rời ở bên cạnh ngươi đi. Ta nhưng còn có sự tình làm, còn có ngươi nói cho ta, ngươi lưu lại ta đến tột cùng muốn làm cái gì. Đừng nói cho ta chỉ là muốn tìm người nói chuyện phiếm, những lời này lừa quỷ đều không tin, ngươi. Ngươi thật muốn là đem ta bức nóng này, ta cùng lắm thì cá chết lưới rách, tiểu gia ta cũng không dễ chọc. Dương Nghị Vân buông lời hung ác, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này bồi một gốc cây lão cây liễu mỗi ngày nói chuyện phiếm, hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc chết lão nhân cùng lão cây liễu chi gian nhất định có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, không có khả năng chỉ là tam phiến cái gì bản mạng lá cây đơn giản như vậy. Có lẽ lão cây liễu lá cây đáng giá, nhưng cũng nên không giới hạn, nói nữa giờ phút này mặt trên còn có 6 phiến cây liễu lá cây ở đâu. Ha ha ha, lão cây liễu cười to, tựa hồ nghe tới rồi thiên hạ tốt nhất chê cười giống nhau. Nửa ngày lúc sau mới im tiếng nói, tiểu gia hỏa ngươi nhị sư huynh ở tỷ tỷ ta trước mặt cũng không dám lỗ mãng, ngươi có thể có cái gì thủ đoạn, tới, thi triển một chút cấp tỷ tỷ ta nhìn xem, chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình cường đại, tỷ tỷ liền cùng ngươi làm giao dịch. Ha ha. Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu nói chuyện, đây là xích quả coi rẻ a. Thúc thúc nhưng nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Hắn cũng biết bằng không lão cây liễu kiến thức một chút chính mình tiềm lực,
sợ là cái này lão biến thái, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tức khắc hai tròng mắt Trung Tinh Quang lập lòe, âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một vòng, trên người hiện tại cường đại nhất lực lượng cũng là hàn băng căn nguyên, nhưng phía trước đều đã bị lão cây liễu làm lơ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là càn khôn thần điện lực lượng có lẽ đủ nhìn. Nhưng hắn dễ dàng không dám thả ra càn khôn thần điện lực lượng tới, đây là tự mình hại mình cách làm. Nhưng không làm như vậy, kinh sợ không được này cây biến thái lão cây liễu. Trong đầu ngẫm lại, Dương Nghị Vân tức khắc có chủ ý, có lẽ chỉ cần một cái làm lão cây liễu cảm giác đến hơi thở là được, chưa chắc muốn thật thả ra càn khôn thần điện lực lượng đến đây đi. Chỉ có làm lão cây liễu kiêng kỵ, hắn mới có thể tại nơi đây sáng tạo vân môn, nếu không Dương Nghị Vân tin tưởng lão cây liễu sẽ không dễ dàng làm hắn ở chỗ này sáng tạo vân môn, càng sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Dương Nghị Vân trong lòng một hoành, lập tức đi thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Đương nhiên hắn chỉ là tưởng thả ra một ít hơi thở liền thành, nghĩ đến lão cây liễu là có thể cảm giác đến. Có lẽ lão cây liễu là rất cường đại, nhưng có thể ở tiên giới đợi, bản tôn thân thể còn thành khô mộc bộ dáng, nàng cường đại có lẽ cũng là hữu hạn, không có khả năng là vô địch. Mặt khác hắn tin tưởng lão nhân sẽ không hại hắn, nhị sư huynh cũng sẽ không. Nếu đây là chết lão nhân an bài, có lẽ liền có chết lão nhân dụng ý, hắn tin tưởng chết lão nhân sẽ không làm chính mình toi mạng. Nghĩ vậy chút, suy nghĩ cẩn thận này đó sau, Dương Nghị Vân ngược lại là đầu óc bình tĩnh xuống dưới. Nheo lại đôi mắt nhìn lão cây liễu chậm rãi mở miệng nói, vậy thỉnh tiền bối chỉ điểm, nhìn xem ta cái này vãn bối có thể hay không nhập tiền bối pháp nhãn. Nói xong, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động trên cánh tay trái càn khôn hồ một trận nóng lên, ý thức trực tiếp hướng về càn khôn thần điện mà đi. Ngay sau đó đường hắn ý thức tiếp xúc đến càn khôn thần điện lúc sau. Tức khắc một cổ vô cùng tuyệt luân khí thế từ trên người hắn bạo phát ra tới. Gần trong nháy mắt, liền nghe được lão cây liễu hét lớn, đình, tiểu gia hỏa dừng lại. Lão cây liễu ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, đã không có phía trước cái loại này trêu chọc nhẹ nhàng. Lần này nàng thực nghiêm túc hô to dừng lại. Dương Nghị Vân lập tức dừng lại, trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, cái chán đã thấy hãn, nếu là lão cây liễu không kêu đình, hắn cũng thật sẽ dẫn ra càn khôn thần điện lực lượng. Còn hảo chỉ là nhẹ nhàng nhợt nhạt phóng xuất ra một ít khí thế, nếu không chính hắn cũng đến tàn phế lực lượng không thể. Còn hảo, càn khôn thần điện lực lượng liền tính là lão cây liễu đều kiêng kỵ, cái này hảo, là có thể cùng này cây biến thái lão cây liễu bình đẳng đối thoại. Kế tiếp Dương Nghị Vân ra vẻ chấn định nói, tiền bối hiện tại không biết có thể nói hay không nói ngươi chân thật ý tưởng. Nửa ngày lão cây liễu cũng chưa động tính. Nhưng là đong đưa ở Dương Nghị Vân trước người bảy màu chi lực ngưng tụ cây liễu điều lại là tiêu tán. Thẳng đến Dương Nghị Vân muốn nhịn không được lại lần nữa mở miệng thời điểm, lão cây liễu mới chậm rãi nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi xuất thân bối cảnh cũng không thấp, cũng hảo. Tỷ tỷ ta cũng bất hòa ngươi đi loanh quanh, sư phụ ngươi trời cao ta nói cho ta ngươi là thần đạo người thừa kế, mà tỷ tỷ ta đồng dạng là thần đạo xuất thân, chỉ tiếc ngươi cũng thấy được, tỷ tỷ hiện tại dáng vẻ này. Hồi phục lên thực gian nan, cho nên yêu cầu thần đạo truyền thừa hạng người trợ giúp. Tiên giới trình tự sinh linh không giúp được tỷ tỷ, sư phụ ngươi nói ngươi, tỷ tỷ ta cũng chính là nhìn xem, ngươi có đủ hay không tư cách trợ giúp ta, hiện tại xem ra còn hành, cho nên nói, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Nghị Vân nghe được lão cây liễu này một phen lời nói, không lý do có chút hỏa khí, mẹ nó lão biến thái rõ ràng là cầu người, cư nhiên còn nhiều như vậy đúng lý hợp tình. Còn nói tiểu gia ta có đủ hay không tư cách? Không đủ tư cách ngươi vừa rồi như thế nào kêu ngừng? Dương Nghị Vân trong lòng như vậy nói thầm, nửa ngày không nói chuyện. Mà lão cây liễu tựa hồ biết Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ giống nhau, ha hả cười nói, tiểu gia hỏa tỷ tỷ thừa nhận ngươi vừa rồi kia cổ lực lượng là hồn nhiên thần đạo chi lực, đích xác rất mạnh, nhưng cũng chính là tương đối với tiên giới trình tự sinh linh tới nói cường đại một chút mà thôi, nếu là tỷ tỷ thật cùng ngươi giao thủ. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, kết quả chỉ có một, tỷ tỷ ta chịu điểm tiểu thương, mà ngươi làm không hảo sẽ tàn phế, thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ, bởi vì ngươi trong cơ thể hồn nhiên thần đạo lực lượng, không thuộc về ngươi, hoặc là nói ngươi thao tác khống chế không được, cho nên đây là ngươi nhược điểm, nếu là ngươi có thể thao tác khống chế của lực lượng này, tỷ tỷ có lẽ sẽ đối với ngươi kính sợ ba phần, đáng tiếc ngươi thao tác không được. Đương nhiên tỷ tỷ nói cái này cũng không có ý gì khác chính là nói cho ngươi như vậy một sự thật mà thôi, ngươi giúp ta khôi phục bản thể chữa trị vấn đề, làm hồi báo, tỷ tỷ ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng ngươi tu luyện thần đạo công pháp,
thần đạo công pháp chính là này một giới ngươi cái kia sư phụ trời cao tà cũng chỉ điểm không được ngươi, đây cũng là hắn hao tổn tâm huyết, an bài ngươi tới đây nguyên nhân. Nếu là tỷ tỷ chỉ điểm tu luyện thần đạo, thực lực của ngươi đem có thể phát huy ra gấp 10 lần gấp 100 lần uy lực, hơn nữa tiểu tử ngươi trong cơ thể lực lượng thực phức tạp, nếu là tiếp tục phát triển đi xuống, chung có một ngày sẽ mất khống chế, đến lúc đó tiểu tử ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ngươi còn đừng không tin, tỷ tỷ ta không cần thiết lừa ngươi, đơn giản nói ngươi trong cơ thể tình huống, ngươi liền biết tỷ tỷ có hay không lừa ngươi, ngươi trong cơ thể có hàn băng căn nguyên chi lực, có tự thân pháp lực lực lượng, loại này lực lượng là cao hơn tiên giới trình tự lại thấp hơn thần đạo lực lượng, nói nguyên bên trong càng dựng dưỡng không tồi tiên hỏa. Càng kỳ quái chính là cư nhiên còn có một sợi ngươi tựa hồ không biết sử dụng hồng hoang chi lực, còn có ngươi nguyên thần tựa hồ cũng đã xảy ra biến dị, này đó lực lượng nhìn như một loại so một loại đều phải cường đại, kỳ thật đều còn tan rã, phồn đa bề bộn, ngược lại ảnh hưởng ngươi tu luyện, dẫn tới ngươi uổng có thần đạo vô thượng công pháp, lại là căn bản là phát huy không ra uy lực chân chính. Tỷ tỷ có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, chân chính thần đạo công pháp, có thể đem hết thảy lực lượng dung hợp đồng hóa, cuối cùng hóa thành một loại lực lượng, đơn thuần nhất đơn giản nhất lực lượng, mới là cường đại nhất lực lượng, có thể ngươi dung hợp không được này đó lực lượng, tựa hồ căn bản là không biết thần đạo công pháp chỗ tốt cùng uy lực, uổng có bảo sơn, lại là dùng chi như khất cái, ha ha. Chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp tỷ tỷ ta khôi phục bản thể, tỷ tỷ liền dạy dỗ ngươi tu luyện thần đạo công pháp, làm ngươi chân chính đi lên thần đạo chi lộ, tương lai lên trời chi lộ, tất nhiên có thể có ngươi một tịch chi vị, tiểu đệ như thế nào đâu. Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu nói chuyện, nội tâm đang không ngừng run rẩy, bởi vì tình huống của hắn đều bị lão cây liễu nói chuẩn, hơn nữa hắn cảm giác ở lão cây liễu trước mặt chính là trần như nhộng giống nhau, hoàn toàn bị hắn xem thấu. Lão cây liễu nói chung, với hắn mà nói, toát ra quá nhiều tin tức, hắn yêu cầu hảo hảo tiêu hóa. Lão cây liễu cũng không thúc giục hắn, Dương Nghị Vân liền đứng ở tại chỗ trong đầu bay nhanh vận chuyển. Kỳ thật ở lão cây liễu nói xong lúc sau hắn cũng đã động tâm. Bởi vì đều nói đúng. Liền nói hắn trong cơ thể lực lượng đi, hàn băng căn nguyên phía trước triển lộ quá, pháp lực triển lộ quá, bị lão cây liễu biết chút nào không kỳ quái. Nhưng hồng hoang chi lực cùng thanh liên tiên hỏa cũng chưa triển lộ ra tới, lão cây liễu cũng một ngụm nói toạc ra. Hồng hoang chi lực là năm đó hoa sen đen rời đi thời điểm, đánh vào hắn giữa mày một đạo hồng hoang phù văn. Trên thực tế Dương Nghị Vân đều làm không rõ ràng lắm, là thần hồn lực lượng vẫn là pháp lực lực lượng. Hiện tại xem ra, lão cây liễu biết. Hơn nữa lão cây liễu nói chính mình trong cơ thể lực lượng nếu mặc kệ, ngày sau chung quy sẽ mất khống chế sẽ thế nào, Dương Nghị Vân tưởng đều không cần tưởng đều biết sẽ cùng không xong. Nhà mình sự nhà mình rõ ràng, hắn tuy rằng không có lão cây liễu như vậy nhìn thấu. Nhưng lại có thể cảm nhận được trong thân thể hắn lực lượng chung có một ngày khả năng sẽ xảy ra chuyện, đây là một loại cảm giác, nhưng lại hôm nay bị lão cây liễu cấp xác minh. Còn có lão cây liễu nói cái gì lên trời chi lộ, phía trước nói qua một lần, đây là lần thứ hai nhắc tới, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến tất nhiên rất quan trọng. Không quan trọng ở nàng trong miệng cũng sẽ không nói ra tới. Hấp dẫn hắn chính là lão cây liễu nói nàng có thể dạy dỗ chính mình tu luyện thần đạo công pháp. Tự nhiên nói lão nhân đều chỉ điểm không được chính mình tu luyện thần đạo công pháp. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng phạm nói thầm, ngẫm lại lão nhân cũng là chí tôn cấp bậc nhân vật, chẳng lẽ chỉ điểm không được. Nhưng hồi tưởng một chút, tựa hồ. Hắn một đường đi tới, lão nhân thật đúng là rất ít chỉ điểm quá hắn tu luyện càn khôn tạo hóa công, liền tính là có càng nhiều thời điểm cũng là ở giảng giải tu luyện kinh nghiệm, cũng không có chỉ điểm quá hắn tu luyện công pháp. Tới rồi sau lại. Lão nhân phi thăng tiên giới, càn khôn tạo hóa thăng cấp hoàn toàn trở thành thần đạo công pháp sau, liền không còn có người chỉ điểm hắn tu luyện, một đường đi tới hắn đều là chính mình ở chậm rãi sờ soạng chung, theo cảm giác ở tu luyện, đều là dựa theo hành công lộ tuyến ở tu luyện, tựa hồ cùng người khác tu luyện không khác nhiều. Hơn nữa hắn ngẫm lại loại này tu luyện tất nhiên là tồn tại vấn đề, thần đạo công pháp chung thần đạo hai chữ căn bản là không có một chút hít thể hiện ra tới. Vẫn luôn đều càng như là tu luyện nhất tầm thường cải trắng công pháp giống nhau. Như vậy tưởng tượng thật là không bình thường. Lão cây liễu cấp gia dụ hoặc với hắn mà nói rất lớn, nói là có thể chỉ điểm hắn đem trong cơ thể vài loại lực lượng tất cả đều dung hợp luyện hóa, cuối cùng hóa thành thần đạo lực lượng, giải quyết rớt trong cơ thể lực lượng hỗn độn tai họa ngầm, điểm này Dương Nghị Vân ngẫm lại đích xác cự tuyệt không được. Nhưng là, lão cây liễu điều kiện tất nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhàng, nói là trợ giúp hắn khôi phục bản thể.
cái này khôi phục như thế nào đi làm. Nơi này nhất định có đại văn chương. Cho nên trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân có chút rối rắm. Cuối cùng hắn ngẫm lại sau, quyết định hỏi trước hỏi đang nói. Mở miệng hỏi, ngươi yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Những lời này mới là trọng điểm, hắn đầu tiên phải biết rằng có thể hay không giúp. Kỳ thật trong nội tâm, Dương Nghị Vân biết nhưng hắn nói ra những lời này thời điểm, cũng đã đáp ứng rồi lão cây liễu. Bởi vì hắn đích xác cần phải có cá nhân chỉ điểm hắn tu luyện thần đạo công pháp, không hề nghi ngờ lão cây liễu cũng là thanh nói ra thân, hoặc là nói nàng là thần đạo nghèo túng giả. Giống như là Lạc Dương trong cơ thể ma thần ý thức cái loại này, đều là trải qua quá đánh cướp, nghĩ cách bảo toàn tự thân, một lần nữa người bản trùng tu sinh linh, chỉ là các có các phương pháp. Xem lão cây liễu khô thụ cọc cây, kỳ thật đều nhìn như là đã chết giống nhau, chỉ là ở đỉnh chém ra một chi tán tân tiểu cành liễu, giống như là cây khô gặp mùa xuân lại lần nữa niết bàn, khả năng nàng niết bàn đụng phải vấn đề lớn, vấn đề này cũng chỉ có thể từ tu luyện thần đạo công pháp người hoặc là thần đạo hạng người giải quyết. Nhưng là Dương Nghị Vân nghĩ đến, lão cây liễu như vậy trạng huống, hắn không dám tìm một cái thần đạo sinh linh tới hỗ trợ, chưa chừng sẽ bị cắn nuốt, có lẽ cũng tìm không thấy, cho nên hắn bực này tu luyện thần đạo người thừa kế liền rất thích hợp, bởi vì thực lực kém cách xa, phản kháng không được. Hơn nữa nghe tới chết lão nhân cùng lão cây liễu chi gian có sâu xa, nàng có lẽ càng yên tâm đi. Nghĩ vậy chút sau Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, chờ đợi lão cây liễu trả lời. Ngay sau đó chỉ nghe lão cây liễu chậm rãi mở miệng nói, tỷ tỷ ta cũng cho ngươi nói thật, tỷ tỷ bực này trạng thái cùng loại niết bàn trùng tu, nhưng lại là nguyên thần xảy ra vấn đề, ta yêu cầu ngươi làm có hai việc. Đệ nhất ở tỷ tỷ yêu cầu ngươi thần đạo lực lượng thời điểm, cho ta lực lượng dùng để tầm bổ bản thể, đương nhiên ngươi yên tâm sẽ không quá nhiều, chỉ là ở thích hợp thời điểm yêu cầu một ít. Đệ nhị, chờ ngươi tu vi cường đại thời điểm, ta yêu cầu ngươi nguyên thần tiến vào ta thần hải bên trong. Dùng ngươi nguyên thần chi lực chữa trị tỷ tỷ nguyên thần, liền này hai điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi tại nơi đây sáng tạo môn phái cũng hảo, đánh nhau cũng thế, tỷ tỷ đều đáp ứng cho ngươi thích hợp che chở, cùng với chỉ điểm ngươi tu luyện thần đạo công pháp dung hợp ngươi trong cơ thể lực lượng, tiêu trừ ngươi tai họa ngầm, che chở nơi, đương nhiên giới hạn trong ngươi sư huynh bày ra 6.000 giảm trận pháp nơi, lại nhiều tỷ tỷ ta tạm thời làm không được, bởi vì ngắn hạn nội tỷ tỷ ta cũng không rời đi nơi này vách núi. Không động đậy đến. Dương Nghị Vân nhìn lão cây liễu nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nguyên thần tiến vào ngươi thần hải hẳn là cùng loại ý thức hải địa phương đi, ta nếu là đi vào bị ngươi cắn nuốt làm sao bây giờ? Ha ha ha, tiểu đệ đệ rất cẩn thận, đây là chuyện tốt, ngươi sở lo lắng này đó hoàn toàn không tồn tại, ngươi cũng không nghĩ, nếu là không sư phụ ngươi Vân Tà, các ngươi có thể tiến vào nơi đây. Thật sự cho rằng ngươi nhị sư huynh có thể phát hiện nơi này còn ở nơi này tùy ý bày trận. Ta nếu là không cho phép, sư phụ ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng tiến vào. Đây là ta và ngươi sư phụ chi gian tín nhiệm, cho nên đừng nói ngươi không tín nhiệm ta, ta còn không tín nhiệm ngươi đâu, thần hải bên trong chính là ta căn cơ nơi, liền tính là ngươi không nói, ta cũng muốn cùng ngươi ký kết thần đạo khế ước. Lão cây liễu cười khanh khách nói. Dương Nghị Vân như vậy vừa nghe liền an tâm rồi. Lập tức nói, hảo, chúng ta ký kết thần đạo khế ước, ai cũng bị chiếm ai tiện nghi, ai cũng không nghĩ thương tổn ai, này thực công bằng. Thần đạo khế ước đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói, nhưng nghĩ đến hẳn là so thiên đạo khế ước càng thêm cao cấp khế ước, nhưng cũng không khó lý giải, cũng đồng ý cái này cách làm. Như thế, người ta ký xuống thần đạo khế ước, lấy ngươi nguyên thần niệm động, lấy pháp lực viết xuống khế ước đi, đi theo ta làm liền có thể, thần đạo khế ước một thành. Ngươi tự nhiên biết này một phần ước thúc uy lực, bất luận cái gì sinh linh đều hủy không được. Lão cây liễu nói chuyện bên trong, một cái bảy màu cành liễu xuất hiện, cách không huy động lên, lại cũng trong miệng nhắc mãi, thần đạo tại thượng, hôm nay ta liễu tổ với Dương Nghị Vân ký xuống lẫn nhau trợ giúp khế ước, từng người hoàn thành hứa hẹn, bổ sung cho nhau giấu giếm làm hại, như có bội ước, thần đạo chu diệt hôi phi yên diệt. Theo lão cây liễu nhắc mãi trống rỗng xuất hiện một bộ cổ xưa quyển trục. Ở bảy màu cành liễu huy động hạ, viết ra một đám cổ xưa phù văn, Dương Nghị Vân một cái đều không quen biết, nhưng quỷ dị chính là hắn cố tình minh bạch trong đó ý tứ, đúng là lão cây liễu theo như lời lời thề. Hắn yên tâm, lập tức cũng nguyên thần niệm động, pháp lực ngưng tụ viết xuống chính mình lời thề. Chờ lời thề hoàn thành sau, hai phó quyển trục hợp hai làm một, ngay sau đó lão cây liễu thượng xuất hiện một giọt xanh biếc giọt nước, nhìn rất giống là thủy mệnh chi thủy giống nhau nhan sắc, tức khắc nhỏ giọt ở quyển trục thượng.
Ngay sau đó lão cây liễu mở miệng, tiểu đệ đệ gia nhập ngươi tinh huyết đi, như thế thần đạo khế ước nhưng thành. Hảo Dương Nghị Vân nghe vậy, từ trong cơ thể bước ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt ở cuốn triều thượng. Hai bên đều xem như nhỏ giọt từng người tinh huyết. Ngay sau đó quyển trục quang mang đại tác, một phân thành hai hóa thành lưỡng đạo kim quang, phân biệt bay về phía hai bên. Chợt lóe rồi biến mất, Dương Nghị Vân cảm giác tiến vào hắn giữa mày, một khắc nói tiến vào lão cây liễu chung. Oanh! Ở kim quang tiến vào hắn giữa mày lúc sau, trong óc một tiếng ầm vang, Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được một cổ lệnh người hít thở không thông uy thế xuất hiện, trong nháy mắt liền biết đây là thần đạo khế ước thành. Chính như lão cây liễu nói ngôn, thần đạo khế ước thành sau, hắn tự nhiên sẽ minh bạch, bất luận cái gì một phương đều bội ước không được, nếu không vận mệnh chú định thần đạo chi uy, sẽ muốn mệnh, vừa rồi khí thế tồn tại, làm hắn đánh tâm nhãn đều run rẩy, này căn bản không phải bất luận cái gì sinh linh có thể phát ra khí thế. Cho nên thần đạo khế ước không ai có thể bội ước. Ngay sau đó loại này lực lượng tiêu tán, hắn cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Rốt cuộc cùng lão cây liễu đạt thành một bút giao dịch. Nhưng đồng thời hắn cũng đột nhiên minh bạch, này có lẽ cũng là chết lão nhân cùng nhị sư huynh vì hắn hao tổn tâm huyết kết quả. Đều không phải là ở hố hắn, mà là tự cấp hắn an bài cùng lão cây liễu làm thành này một bút giao dịch, nghĩ như thế nào đều đối hắn có đại tràn ra. Nhìn phía chân trời, Dương Nghị Vân nội tâm nói, chết lão nhân ta tưởng ngươi. Liền ở Dương Nghị Vân cùng lão cây liễu hoàn thành khế ước sau, trong đầu nghĩ lão nhân có chút cảm khái hết sức, nơi xa vang lên yến xích hà thanh âm. Chủ nhân! Dương Nghị Vân hoàn hồn nhìn lại, lại là yến xích hà đám người đi tới. Lúc này lão cây liễu nói, tiểu đệ đệ đi trước đi, nhớ kỹ đừng dễ dàng làm người tới gần ngọn núi này, nếu không tỉ tỉ nhưng không cam đoan có thể hay không đả thương người Nga, chúng ta chi gian ước định không phải ngắn hạn gian có thể hoàn thành, muốn đi làm chính ngươi sự đi, dàn xếp hảo ngươi người sau, lại đến tìm ta. Lại là lão cây liễu không nghĩ bị người quấy rầy, hạ lệnh trục khách. Dương Nghị Vân cũng nghĩ này cây liễu quá nguy hiểm, người khác yến xích hà bọn họ tới gần cũng hảo, đối với lão cây liễu gật gật đầu nhảy dựng lên, phi hạ thượng. Ngọn núi này kỳ thật cũng không cao lớn, lớn hơn 100 mét độ cao, cùng bên ngoài những cái đó ngọn núi giống nhau là thẳng tắp hình dạng, liền tính là lão cây liễu nơi Huyền Nhai Sơn Điên cũng chỉ có 200-300 bình phương bộ dáng. Đi xuống lúc sau yến xích hà bọn họ mấy cái cũng vừa vặn đến chân núi. Dương Nghị Vân nhìn lại chỉ có Đinh Hòa Bình không ở, nghĩ đến là bị nhị sư huynh mang đi. Đinh Hòa Bình vốn dĩ chính là Lạc Dương cấp dưới, là tiên đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ người. Bảo Thuận Quang giữ lại, bởi vì Bảo Thuận chỉ là hắn người hầu. Chủ nhân lão Đinh đi theo sao trời đại nhân cùng minh chủ đi trở về, hắn làm ta cho ngươi nói một tiếng. Bảo Thuận chỉ nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ biết. Hiện tại lưu lại hắn bên người là Yến Xích Hà, Bảo Thuận Quang, Nhiếp Hồn Lão Tổ, Hồng Y cùng Hắc Giáp, Tuyết Miêu hơn nữa thần ma điểu. Dương Nghị Vân sắp xuất hiện nhập đại trận pháp quyết truyền thụ sẽ cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể tự do xuất nhập đại trận, nếu không sẽ bị đại trận công kích. Kế tiếp chính là kiến tạo vân môn bắt đầu rồi, Dương Nghị Vân vung tay lên làm mông điểm mang theo 1000 nhiều hào quỷ tu đại quân cũng xuất hiện. Hiệp trợ Nhiếp Hồn Lão Tổ tu sửa vân môn cung điện. Bắt đầu xây dựng cơ bản. Hơn nữa phất tay liền cho 50000 cực phẩm tiên thạch làm kinh phí, nhân thủ gì đó làm Nhiếp Hồn Lão Tổ mấy người chính mình suy nghĩ biện pháp, thời gian không thiết hạn mức cao nhất, dù sao muốn kiến tạo một tòa có quy mô vân môn. Đối này Nhiếp Hồn Lão Tổ cái loại này 50000 cực phẩm tiên thạch, tay đều phát run, đây là một số tiền khổng lồ, cũng sợ kiến tạo không hài lòng. Liền đối Dương Nghị Vân đưa ra muốn đi bên ngoài thỉnh một người tới làm kiến trúc thiết kế đại sư. Nhiếp Hồn Lão Tổ mở miệng nói, chủ nhân nếu chúng ta không thiếu tiên thạch, hơn nữa muốn kiến tạo nhất nhất tòa có quy mô vân môn cung điện, lão nô kiến nghị không thể tùy ý, phải có quy hoạch lam đồ, tốt nhất là có thể mời đến một cái kiến tạo đại sư, không gian trận pháp sư, con rối chi đạo đại sư, rèn, phù chú chuyên nghiệp nhân sự đều có thể mời đến, như thế là có thể kiến tạo ra hợp lý thả lại quy mô vân môn cung điện. Không biết chủ nhân ý hạ như thế nào. Chủ nhân ta tán đồng, tiên giới kiến tạo cung điện từ từ, có chuyên nghiệp quy hoạch là có thể đối tông môn có rất tốt chỗ, nơi đây được trời ưu ái, nếu là không hảo hảo quy hoạch kiến tạo một phen, chính là bạch bạch lãng phí tài nguyên. Bảo Thuận Quang cũng cấp ra ý kiến. Ta cũng đồng ý, muốn kiến tạo liền phải kiến tạo thành vạn sự bất hủ cung điện đàn, nếu là tầm thường cung điện kiến trúc, cũng chịu không nổi phong sương. Yến Xích Hà muốn phù hợp.
Dương Nghị Vân nghe đều có chút đau đầu, lúc trước địa cầu vân môn kiến tạo là Trần Thất Tiên phụ trách, tu chân giới lúc sau, hắn cũng như cũ là phủi tay trưởng quầy, như thế nào hiểu này đó lung tung rối loạn chuyện này. Tức khắc dừng tay nói, những việc này ta mặc kệ, ta chỉ có một yêu cầu, kiến tạo hảo vân môn, nơi này ngày sau sẽ trở thành nhà của chúng ta, tiên thạch không đủ cứ việc tìm ta muốn, nhưng là đừng tới phiền ta, yêu cầu cái gì tài liệu, tìm cái dạng gì người, các ngươi mấy cái nhìn làm, đến lúc đó ta xem kết quả. Dương Nghị Vân cái này mệnh lệnh làm Nhiếp Hồn lão tổ mấy người cười khổ, nhưng lại cũng chỉ có nghe phân. Nhiếp Hồn lão tổ ngẫm lại sau nói, như thế nói, chủ nhân chúng ta yêu cầu đi ra ngoài một chuyến đi bên ngoài tìm được, chỉ cần có tiên thạch nơi tay, treo giải thưởng đều có thể tìm được bất luận cái gì chúng ta yêu cầu nhân tài. Chuyện này các ngươi nhìn làm, tiêu tiền đều là vấn đề nhỏ, tìm tốt nhất chuyên nghiệp nhân tài tiến đến chính là, không đủ nói tìm ta muốn, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở sau lưng đỉnh núi tu luyện. Đúng rồi, ngọn núi này ngày sau liền trở thành vân môn cấm địa, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không được đi lên, trên núi lão cây liễu rất nguy hiểm, người chờ đều yêu cầu ghi nhớ. Dương Nghị Vân thuận miệng định ra vân môn cái thứ nhất cấm địa. Đây cũng là đối đại gia hảo, bởi vì đích xác lão cây liễu là cái cường đại biến thái, nhưng đừng đến lúc đó có người đi lên bị nàng cấp đánh chết, chuyện này vẫn là nói ở phía trước. Sự tình định ra tới về sau, Nhiếp Hồn lão tổ mấy người liền thương nghị hảo, từ Mông Điềm lưu thủ giữ nhà, hắn cùng Yến Xích Hà, Bảo Thuận Quang ba người rời núi đi tìm chuyên nghiệp các loại thợ thủ công, tới kiến tạo vân môn cung điện đàn. Dù sao Dương Nghị Vân cho 5 vạn cực phẩm tiên thạch, đây chính là một tuyệt bút cự khoản, mời chào nhân thủ mua sắm tài liệu đều là cũng đủ. Đương nhiên trước khi đi thời điểm, Dương Nghị Vân cho bọn hắn đều để lại đưa tin phù, phương diện liên hệ, nhưng đừng đến lúc đó ra biến cố không kịp. Bất quá đối với Nhiếp Hồn lão tổ Dương Nghị Vân vẫn là thực yên tâm, lão gia hỏa này là cái người từng trải, tin tưởng có thể ứng phó chuyện này, Yến Xích Hà cùng Bảo Thuận Quang cho hắn trợ thủ đảo cũng thích hợp. Dương Nghị Vân dặn dò hảo lúc sau, liền làm phủi tay trưởng quầy, Mông Điềm lưu lại trông coi, mang theo 1000 nhiều hào quỷ tu bắt đầu tuần tra, Dương Nghị Vân lại là cho hắn một cái mệnh lệnh, làm Mông Điềm chính mình dẫn người đi tìm thích hợp bọn họ quỷ tu tu luyện hoàn cảnh, tương lai liền tu sửa quỷ tu cung. Mông Điềm lĩnh mệnh mà đi sau, Dương Nghị Vân nhìn xem giữa sân còn có Hồng Y cùng Tuyết Miêu, đương nhiên còn có Tạp Mao Điểu. Tạp Mao Điểu không có gì quy củ, chớp động cánh liền dừng ở hắn trên vai, Tuyết Miêu cùng hắn chi gian như cũ có chút lãnh, nhưng đi đối Hồng Y tựa hồ rất có hảo cảm, ngồi xổm Hồng Y trên vai. Đến nỗi Hồng Y, Dương Nghị Vân biết Hồng Y ý thức tựa hồ đang ở xưởng trường, hắn đối Hồng Y ước thúc sẽ không quá lớn, bởi vì lần trước thực ma đế một trận chiến, Hồng Y cư nhiên có chủ động cho hắn chắn công kích ý thức. Chỉ bằng điểm này, Dương Nghị Vân liền biết Hồng Y không bạch thu, ngày sau còn muốn cùng hảo điểm. Thừa dịp có điểm thời gian, Dương Nghị Vân chuẩn bị cấp Hồng Y luyện chế một bộ khôi giáp, gần nhất là đối Hồng Y khen thưởng, mà đến là tránh cho xấu hổ, bởi vì Hồng Y thân thể quá mức cường hãn, mỗi lần chiến đấu nàng không có việc gì, nhưng là trên người quần áo lại sẽ dập nát, dẫn tới xích quả quả bạo nộ, như thế thật sự là thực xấu hổ. Ngẫm lại sau, Dương Nghị Vân đối thần ma điểu nói, quả đen ngươi cùng Tuyết Miêu khắp nơi đi đi dạo, ta mang theo Hồng Y đi cho hắn luyện chế một bộ khôi giáp, nếu không ngươi cũng có thể đi ngọn núi này đỉnh núi. Đỉnh núi Huyền Nhai bên cạnh kia cây lão cây liễu là thần đạo Niết Bàn tồn tại, có lẽ cùng ngươi giống nhau, đến từ cùng cái địa phương đi. Tiểu tử ngươi mau đánh đổ đi, lão tử hiện tại này phúc trạng thái gặp phải đến từ thiên giới sinh linh, chẳng phải bị người chê cười chết, không đi không đi, ở chỗ này tự do tự tại bay lượn thực không tồi. Thần ma điểu nói xong, chớp động cánh bay lên, xoay quanh ở đối không Tuyết Miêu nói, tiểu dã miêu chúng ta đi xem cái này kiếm trận như thế nào. Miêu. Tuyết Miêu bị thần ma điểu kêu tiểu dã miêu thực khó chịu, phát ra một tiếng thét chói tai, cả người lông tóc đứng chổng ngược đối với thần ma điểu liền nhào tới. Này một đội oan gia đối đầu lại một lần gà bay chó sủa truy đuổi lên, trong nháy mắt biến mất ở nơi xa. Dương Nghị Vân lắc đầu cười cười, ngay sau đó mang theo Hồng Y mà đi. Hắn thần thức chung tìm được rồi một chỗ chấp động, làm Hồng Y hộ pháp, hắn bắt đầu cấp Hồng Y luyện chế khôi giáp. Hiện giờ Dương mỗ nhân nhưng tính có của cải. Giết như vậy nhiều địch nhân, siêu tập không ít chứa đựng nhẫn, đem sở hữu đồ vật lấy ra, từ bên trong chọn lựa luyện chế khôi giáp tài liệu, thực mau liền tìm một đống lớn, bắt đầu luyện chế. Chủ sắc như cũ luyện chế thành tới màu đỏ, tuy rằng rất ít luyện chế khôi giáp, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không, lúc trước lão nhân truyền thụ cho hắn bí pháp chung liền có luyện chế chi đạo.
Hơn nữa sau lại ở luyện tạo tiên minh kiến thức quá, không nói có thể luyện chế ra đỉnh cấp khôi giáp tới, nhưng có thanh liên tiên hỏa ở, hắn có thể đem rèn luyện phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên rèn luyện phương pháp là kỳ quân nói đan rèn luyện phương pháp, luyện đan luyện khí rèn luyện đều là giống nhau đồng dạng, như thế luyện chế ra tới khôi giáp tin tưởng sẽ không kém. Hoa 3 tháng thời điểm, Dương Nghị Vân luyện chế ra một bộ từ đầu đến chân màu đỏ chiến giáp. Khôi giáp thành hình lúc sau, lập lòe đỏ thắm quang mang, đảo cũng không tồi, nhìn là thực tốt, Dương Nghị Vân ở linh quang chợt lóe lúc sau, lại là đem côn bằng chứng thượng 9 điều khắc văn cấp vẽ lại ra tới, khắc họa ở khôi giáp thượng. Tuy rằng là trông mèo vẽ hổ, nhưng hắn vẽ lại còn tính không tồi, đường 9 điều côn bằng khắc văn khắc họa hoàn thành, hắn lại nghĩ tới ở thủy tinh dưới chân núi kia khối thủy tinh nói trên bia 3 điều khắc văn, đơn giản toàn bộ khắc họa ở mặt trên. Mặc kệ có hay không dùng, nhiều mấy cái khắc văn nghĩ đến là tốt, tuy rằng không biết này đó khắc văn tác dụng, nhưng là lúc trước cảm giác đều là không tồi. Côn bằng chứng khắc văn có trấn áp âm tà tác dụng, mà thủy tinh nói bia 3 điều khắc văn lại là có hiểu được đại đạo tác dụng. Nói như thế không chừng có thể trợ giúp Hồng Y càng tốt tầm bổ ý thức. Oanh! Cuối cùng một cái khắc văn khắc họa hoàn thành lúc sau, chọn bộ khôi giáp phát ra một tiếng nổ vang, lại là hồng quang đại tác phẩm, hắn khắc họa ở mặt trên 12 điều khắc văn kim sắc tươi đẹp lại là lưu động lên, tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt lại là trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới vẽ lại khắc họa trước sau 12 đạo khắc văn lúc sau. Cứ nhiên làm khôi giáp phẩm cấp từ dưới phẩm cấp đừng một chút đạt tới thượng phẩm cấp bậc khôi giáp tiên khí, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Đối này Dương Nghị Vân thật cao hứng, hắn tựa hồ tìm được rồi ngày sau luyện chế tiên khí bí pháp, côn bằng chứng 9 điều khắc văn, thủy tinh nói bia 3 điều khắc văn, đều có thể tăng cường phẩm cấp. Này vẫn là hắn vẽ lại tác dụng, nếu là ngày sau toàn bộ tìm hiểu thấu triệt, nghĩ đến uy lực còn sẽ tăng nhiều một mảng lớn. Hồng Y tiến vào. Dương Nghị Vân đối với ngoài động kêu to. Lần này luyện chế này một bộ khôi giáp, hoặc là kêu chiến giáp càng vì thích hợp, hắn hao phí rất nhiều tích lũy thiên tài địa bảo, nhưng là hắn cho rằng đáng giá, bởi vì Hồng Y cường đại đích xác có thể ở trong chiến đấu cho hắn giúp đỡ không nhỏ vội. Ngày sau Hồng Y ý thức dần dần thành thục, tin tưởng nàng sẽ cho chính mình mang đến lớn hơn nữa kinh hỉ. Hồng Y chợt lóe tới vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước người. Cho ngươi luyện chế một bộ chiến giáp. Mặc vào thử xem, nhớ kỹ dùng người ý thức thao tác. Dương Nghị Vân dặn dò. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Y tinh thần dao động ở động, biểu đạt ra vui sướng dao động cảm xúc. Ngay sau đó lại là dầm một chút, Hồng Y đơn giản thô bạo trực tiếp đem trên người bình thường quần áo chấn vỡ. Cái này Dương mẫu nhân có chút há hốc mồm, xích quả quả một màn xuất hiện, làm hắn có chút xấu hổ, nhìn xích quả quả Hồng Y một thân trắng tinh như ngọc da thịt, trên mặt hắn có chút nóng lên. Không tự giác nuốt nước miếng, nhưng thật ra quên mất lảng tránh. Cũng may nháy mắt Hồng Y liền mặc vào chiến giáp, mang theo mũ giáp thượng chim én hình dạng mặt nạ bảo hộ, lộ ra một chút tò mò ánh mắt, chiến giáp chiến ủng giống như nhất thể, lưu động kim sắc khắc văn, nhìn đều có một cổ anh tư táp sảng tinh thần, thị giác cảm phi thường không tồi. Phục hồi tinh thần lại Dương Nghị Vân nói, này bộ chiến giáp đã kêu Hồng Y chiến giáp, về sau ngươi liền không cần lo lắng quần áo rách nát xấu hổ. Cảm ơn. Tinh thần dao động ra tới, gian nan hai chữ. Nhưng nghe ở Dương Nghị Vân trong tai lại vô cùng cao hứng, Hồng Y có chủ động đáp lại, này liền thuyết minh nàng ý tứ tư duy ở trưởng thành, đây là chuyện tốt. Ha ha cười nói, đi thôi, ta cũng nên đi tìm lão cây liễu đi giải quyết ta vấn đề. Lão cây liễu nơi đỉnh núi, Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y đi lên. Tức khắc lão cây liễu có chút khó chịu nói. Tiểu đệ đệ không phải nói bằng không người dẫn người đi lên sao? Dương Nghị Vân ha hả cười nói, nàng kêu Hồng Y, tạm thời chỉ có thể xem như cao giai con rối, ảnh hưởng không được ngươi cái gì. Ngay sau đó một đạo cành liễu ở Hồng Y trên người hiện lên, lão cây liễu mở miệng nói, di cư nhiên là thượng cổ luyện thể hạng người, đã đạt tới này một giới đỉnh á thánh thân thể, tiểu tử ngươi đem nàng luyện chế thành con rối, này nhưng không phúc hậu, tiểu tâm tao trời phạt báo ứng. Rốt cuộc nhân gia đều đã chết, ngươi còn không buông tha thân thể của nàng cho ngươi làm con rối. Lão cây liễu nói chuyện chi gian đã có chút hàn ý. Dương Nghị Vân cả người đều là lạnh lùng, chuyện này đến nói rõ ràng, hắn nhưng không bối này nổi nấu. Đích xác mặc kệ là tiên giới vẫn là phàm tục giới, đào mồ trộm mộ loại sự tình này đều là kiêng kỵ, bị người sở không mừng, nhưng Hồng Y cùng Hắc Giáp là nhiếp hồn lão tổ làm, cũng không phải là hắn, chân chính lại nói tiếp. Hắn còn làm chuyện tốt.
thu phục Nhiếp Hồn lão tổ, ngày sau Nhiếp Hồn lão tổ sẽ không lại đi làm bực này hoạt động, đến nỗi Hồng Y ngược lại ở trên tay hắn sinh ra ý thức, bực này vì thế một bên khác cơ duyên, lại nói hắn nhưng không có ngược đãi Hồng Y. Lập tức Dương Nghị Vân đem Hồng Y cùng Hắc Giáp Nhiếp Hồn lão tổ chi gian sự tình dăm ba câu nói một bên cấp lão cây liễu nghe, hắn nhưng không hy vọng vị này đại lão đối hắn sinh ra hiểu lầm. Lão biến thái đừng nhìn luôn miệng nói thê thảm, nhưng Dương Nghị Vân biết nàng là pháp lực thông thiên tồn tại, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, hoặc là làm hắn hiểu lầm, hắn còn trông cậy vào lão cây liễu chỉ điểm hắn tu luyện càn khôn tạo hóa công đâu. Lão cây liễu nghe xong lúc này mới ngữ khí hảo điểm, bất quá vẫn là nói, xin khuyên tiểu tử ngươi sau này loại này sự tốt nhất đừng chạm vào, trước thời đại, tiên ma đại chiến bùng nổ quá. Các người nhân tộc thượng cổ kia nhóm người đều là có công chi thần, nếu không nào có hiện giờ nhân tộc là chủ đạo tiên giới. Nếu không đoán sai này nữ tử áo đỏ còn có ngươi trong miệng hắc giáp đều hẳn là ngã xuống với thượng cổ tiên ma đại chiến chung, nhưng đừng ngày sau bị người ta tính sổ, tiên giới tu sĩ cái nào không có truyền thừa. Liền tính là độc lai độc vãng tán tu, cũng đều là tu luyện tiền nhân công pháp, thành tựu tiên đạo, như vậy tính lên, mọi người đều là có truyền thừa. Mà thượng cổ thời đại kia một nhóm người, nói trắng ra là chính là hiện tại các ngươi tổ tông, cho nên a, sau này cẩn thận, đừng lại đụng vào loại này sự kiện, ước thúc hảo thủ hạ của ngươi cái kia kêu Nhiếp Hồn lão tổ, nhưng đừng ở tương lai kia một ngày cho ngươi tiểu tử gặp phải phiền toái tới, hắn làm được đều là có tổn hại âm đức việc, vạn nhất bị người theo dõi, chính là đại phiền toái. Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu nói chuyện, không ngừng gật đầu, hắn biết lão cây liễu nói chính là lời nói thật. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Dương Nghị Vân thành thành thật thật nói lời cảm tạ. Kêu tỷ tỷ, ta có như vậy lão sao? Lão cây liễu ra tới u oán tiếng động. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cả người đều run, trong lòng nói thầm, người cái lão bất tử nhìn xem người bản thể, lão bất lão chính mình trong lòng không số sao. Đương nhiên lời này hắn cũng chính là ở trong lòng nói mà thôi, cũng không dám giảng xuất khẩu. Vì hóa giải xấu hổ. Dương Nghị Vân nói sang chuyện khác nói, tiền bối chúng ta vẫn là nói ta tu luyện vấn đề đi. Muốn thế nào tu luyện, ta mới có thể đem trong cơ thể vài loại lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thần đạo chi lực, ta thần đạo công pháp như thế nào tu luyện mới chính xác. Lúc này Dương Nghị Vân nhất để ý chính là chính mình tu luyện vấn đề. Lão cây liễu cười khúc khích nói, còn rất gấp gáp a. Trong giọng nói luôn là tràn ngập tao khí. Cái này làm cho Dương Nghị Vân rất muốn bạo đi nàng. Đáng tiếc a, hắn biết chính mình không cái kia thực lực. Nếu không đã sớm tấu nàng, làm nàng đừng phát tao, hảo hảo nói tiếng người. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại mày thẳng nhăn. Dương mẫu nhân trong lòng ngao gào, không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ bị một gốc cây lão cây liễu cấp đùa giỡn. Hiện tại tin tưởng nhị sư huynh kia mất mạng đào tẩu thân ảnh, cũng là có thể lý giải. Này cây lão yêu tinh khả năng thật là sống thời gian quá dài, không ai nói chuyện phiếm nói chuyện. Làm nàng trong lòng đã xảy ra vặn vẹo. Được rồi, tỷ tỷ không đùa ngươi, xem ngươi sắc mặt hắc đều như là đáy nồi, không kính, không cảm xúc. Lão cây liễu nói, ta đối với ngươi một gốc cây lão cây liễu có cái ngươi muội tình thú a. Dương Nghị Vân ở trong lòng mắng. Ngay sau đó chỉ nghe lão cây liễu nói, tiểu tử ngươi vấn đề, đối người khác tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối tỷ tỷ ta tới nói, không tính vấn đề lớn, hơn nữa thời gian còn tính không quá muộn. Nếu là thời gian trễ chút ngươi trong cơ thể lực lượng từng người hình thành khí hậu, tỷ tỷ ta cũng liền không có biện pháp. Muốn như thế nào làm? Dương Nghị Vân truy vấn.